Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 121. Tất cả đều vì quốc gia. Tổ A cũng là một cơ quan tình báo. Đối với Tổ A, công việc tình báo là vô cùng quan trọng. Chỉ có nắm bắt được thông tin trước thì mới giành được cơ hội. Tôi nói vậy có đúng không? Lý Khiếu Phong giải thích. Thôi được, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ. Thế nhưng bản thân tôi cũng phải tham gia tỉ thí, vì thế không thể ghi nhớ toàn bộ được. Diệp Phàm nói, nhớ được bao nhiêu thì nhớ, nhưng phải cẩn thận tỉ mỉ một chút. Tất nhiên nếu đồng chí Lý Khiếu Phong trà trộn được vào thì sẽ tốt hơn. Đồng chí Khiếu Phong cũng không dễ bị phát hiện. Cung Khai Hà nghiêm nghị nói, đoạn lại tiếp. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí luôn nói về nhiệm vụ sẽ dành thêm 4 thành viên nữa về cho Tổ A, cho đến bây giờ tôi vẫn không hề dục, đồng chí thấy đấy. Chương 2180, xuất chiến với Hoành Đoạn Gia. Còn không dục sao, ông đã nhắc việc này đến N lần rồi. Diệp Phàm nói to hẳn lên. Ha ha, tôi lớn tuổi rồi, mắc chứng hay quên. Có nhắc cậu đến N lần thì cũng là chuyện bình thường. Hôm nay tôi vẫn phải nhắc tiếp, đã 2-3 tháng rồi, cậu cũng phải để cho chúng tôi thấy chút kết quả thực tế nào đó chứ. Tôi nói vậy có đúng không? Cung Khai Hà cười, ông ta cũng quả là mặt dày. Thôi được rồi, tôi không thách đố hai ông nữa. Tôi đã nhắm được hai đồng chí rồi. Họ đều là các cao thủ tứ đẳng cấp cao nhất, có thể trực tiếp gia nhập Tổ ta. Diệp Phàm lần lượt kể về tình hình của Ngư Đồng và đồng binh. Tốt quá rồi. Không ngờ Cung Khai Hà và Lý Khiếu Phong lại mừng rỡ đến mức đập tay mạnh xuống bàn đến nỗi canh bắn cả lên người Diệp Phàm. Ha ha, thất lễ rồi. Cung Khai Hà cười khi thấy Diệp Phàm nổi giận dương mắt lên nhìn họ. Tuy nhiên có thêm một yêu cầu nhỏ, đó chính là cái sườn dốc của nhà họ Đằng phía sau biệt thự lá đỏ. Mong nhà nước chứng minh một chút, việc này tôi sợ các đồng chí bên ủy ban kỷ luật mà ghi nhớ thì không hay lắm. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Tôi đang nghĩ sao hôm nay cậu lại tốt bụng như thế, hóa ra là có yêu cầu đi kèm. Thôi được rồi, lần này sẽ chứng minh miễn phí cho cậu, sau này không nhắc chuyện này nữa. Cung Khai Hà khoát tay, đoạn lại trao mày nói tiếp. Chỉ bằng cậu nhanh chóng đưa hai đồng chí kia đến tổng bộ để các chuyên gia kiểm chứng một chút. Gấp gáp làm gì chứ? Dù sao họ cũng là cấp dưới của tôi, phải để cho họ trông coi biệt thự lá đỏ dùm tôi vài hôm đã chứ, đúng không? Diệp Phàm nói, khuôn mặt bỗng nghiêm nghị. Thôi được rồi, vậy để cho họ ở cùng Diệp Phàm vài hôm nữa. Lý Khiếu Phong nói chen vào. Thôi được rồi, không được quá một tháng đâu nhé. Cung Khai Hà đồng ý. Hai người họ là cấp dưới của tôi. Diệp Phàm gần như hét lên. Nhưng cậu nợ Tổ A 4 người liền đấy. Cung Khai Hà cũng không chịu nhường. Thôi được rồi, rơi vào tay lãnh đạo như tổ trưởng cung thật là xui xẻo. Vậy hãy cho tôi một tháng. Diệp Phàm bất đắc dĩ đáp lại, khuôn mặt hắn nhăn nhó. Thế mới là đảng viên tốt chứ. Cung Khai Hà cười. Cười, cười cười, cười cho chết nhà ông. Diệp Phàm oán thầm trong bụng. Sáng ngày mùng 4 tháng 7, Diệp Phàm trước tiên đến đăng ký ở bộ phận của Tổ A để lấy thuốc nước làm thay đổi gương mặt. Sau đó chuyên gia thẩm mỹ đã biến bộ tóc gọn ghẽ nghiêm chỉnh của hắn thành một bộ tóc rối mới. Vì thế so với hắn của những ngày bình thường thì rõ ràng là hai người hoàn toàn khác. Đến cả Kiều Viên Viên cũng phải nhìn một hồi lâu mới nhận ra được. Diệp Phàm rất đắc ý. Hắn còn xoay một vòng trước mặt Kiều Viên Viên, nói có thể đi ghẹo gái rồi. Tất nhiên là hắn đã khiến đại tiểu thư Kiều Viên Viên tức giận. Đến phí ra thì phát hiện ra đại sảnh nhà họ đã có không ít người, già trẻ đủ cả. Vì trước đây đã từng nhìn thấy khuôn mặt này nên người phí ra đều biết là Diệp Phàm. Uy lực của phí Thanh Sơn quả nhiên không nhỏ. Ông ta đã mời được cao thủ các phái Vũ Đương Thanh Thành, phái Nga Mi và các phái khác đến làm chứng. Những người trẻ tuổi có lẽ đều đi cùng tiền bối đến để học hỏi. Lại thêm các cao thủ phí ra nữa, ước chừng có đến hơn 30 người. Bình thường Tổ A muốn chiêu nạp thêm vài người đều gặp khó khăn. Vậy mà không ngờ phí Thanh Sơn chỉ kêu một tiếng đã có chừng ấy cao thủ đến. Diệp Phàm nhìn Lý Khiếu Phong đi bên cạnh, thấy mắt ông ta sáng lên, hận là không thể lừa tất cả đám thanh niên kia vào Tổ A. Diệp Phàm bước vào không khiến nhiều người coi trọng hắn lắm, bởi vì hắn quá trẻ. Có điều chỗ ngồi phí Thanh Sơn xếp cho hắn cũng khiến người khác phải chú ý. Khi Diệp Phàm mỉm cười ngồi xuống cạnh phí Thanh Sơn,
một đạo sĩ già có khuôn mặt nhăn nheo của phái Vũ Đương Sơn không kìm được tò mò nhìn hỏi. Ưng Vương, vị này là... Ưng Vương là biệt hiệu khác của Phí Thanh Sơn, vì thế tên thực của ông người ta hiếm khi gọi mà đều gọi bằng biệt hiệu. Như vậy sẽ uy phong hơn. Ha ha ha. Phí Thanh Sơn cười rất sảng khoái, chỉ vào Diệp Phàm giới thiệu. Cậu này là Diệp Phàm, là đệ tử của nhị đệ Phương Thành, là Ưng Vương của thế hệ trẻ Phí gia chúng ta. Ưng Vương già tôi nên thoái vị từ lâu rồi mới phải. Lời của Phí Thanh Sơn đều khiến tất cả mọi người trong phòng khách ngạc nhiên. Sau đó họ hướng mắt sang phía Diệp Phàm, tất cả đều chăm chăm nhìn hắn. Ánh mắt của họ phản chiếu cả sự hoài nghi về việc một người trẻ tuổi như Diệp Phàm sẽ kế thừa danh hiệu Ưng Vương. Cũng phải biết rằng ai đó muốn kế thừa chức danh Ưng Vương của nhà họ Phí thì ít nhất cũng phải có danh tiếng nhất định, phải khiến được cả tứ phương tin phục mới được. Nếu luận về công, Phí Thanh Sơn cũng từng được mệnh danh là Lão Hổ Lục Tôn Hoa Hạ nên mới có tư cách kế thừa chức danh Ưng Vương. Nếu luận về võ nghệ thì ít nhất cũng phải đạt bát đẳng trở lên mới có được chút tiếng tăm. Diệp Phàm, đây là đạo trưởng Hồ Phi của phái Võ Đang. Thoái công của đạo trưởng rất lợi hại. Phí Thanh Sơn giả bộ không thấy, giới thiệu với Diệp Phàm đạo trưởng Hồ Phi. Hồ Phi là trưởng lão phái Võ Đang, cũng là sư huynh của các huynh đệ trong phái, là một cao thủ cửu đẳng. Thông thường thì ở bất cứ đâu ông ta cũng là đại diện của phái Võ Đang, là trung tâm của cả đoàn. Tất nhiên ông ta cảm thấy không phục, với vẻ mặt vẫn hòa khí, ông ta giơ tay ra nói. Diệp tiên sinh, chức danh này hay đó. Diệp Phàm cũng giơ một tay ra bắt, bỗng nhiên cảm thấy tay bị siết rất chặt, biết được ông ta đang muốn dương uy với mình. Diệp Phàm liếc nhìn xung quanh, hắn thấy Phí Thanh Sơn cười rất kỳ lạ, tất cả mọi người đều không ngốc, ai cũng cảm thấy điều gì đó khác thường. Mọi người chăm chú nhìn Diệp Phàm và Hồ đạo trưởng, đợi xem vị Ưng Vương trẻ tuổi của Phí gia bị hạ gục như thế nào. Vì Phí Thanh Sơn đều mời đến những người có bản lĩnh, tất cả bọn họ đều cao ngạo nên làm gì có ai chịu phục. Ông già này thật cao ngạo, Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, tuy nhiên bên ngoài khuôn mặt hắn sau khi sửng sốt đã lấy lại được bình tĩnh. Tuy nhiên, Hồ đạo trưởng càng tăng lực lên thì Diệp Phàm cũng bắt đầu kết hợp diễn trò. Hắn chau mày lại như thể bắt đầu cảm thấy đau. Hồ đạo trưởng khấp khởi mừng thầm, nghĩ bụng tên tiểu tử này, chưa dùng đến nửa lực đã chịu không nổi rồi còn tân Ưng Vương của Phí gia cái nỗi gì chứ, thật không thể nhịn nổi. Tuy nhiên Hồ đạo trưởng cũng bắt đầu cảm thấy được lực trong tay Diệp Phàm, cảm thấy tên tiểu tử này còn chưa chịu cúi đầu, còn muốn tiếp tục vận khí để phản kháng. Không khỏi khiến Hồ đạo trưởng nổi giận, ông ta cứ nghĩ rằng chỉ dùng lực khiến tên tiểu tử này chau mày, như vậy vẫn còn chưa đủ. Thế là Hồ đạo trưởng lại tăng khí lực đến mức 7 phần. Tất nhiên ông ta không thể trong chốc lát bóp nát được tay của Diệp Phàm. Đây là Phí gia, làm vậy khác nào làm mất thể diện của tôn thần Phí Thanh Sơn. Vì thế lực trong tay Hồ đạo trưởng cũng dần dần tăng lên một cách có kiểm soát. Diệp Phàm cũng tăng lực dần lên, trán ông ta lấm tấm mồ hôi vì sức ép từ lực mạnh của Diệp Phàm. Phí Thanh Sơn vừa nhìn thấy, biết hắn đang muốn chỉnh lại Hồ đạo trưởng nên trừng mắt lên nhìn hắn. Hồ đạo trưởng vẫn cười vui vẻ, trong phòng khách mọi người vẫn tiếp tục theo dõi một cách đầy hứng thú. Ha ha! Diệp Phàm đột nhiên phá lên cười rất quỷ quyệt, trong lòng Phí Thanh Sơn thì vô cùng lo lắng. Quả nhiên là như thế. Diệp Phàm đột nhiên dùng lực mạnh tới 9 phần, siết chặt tay đối phương. Hồ đạo trưởng đang dương dương đắc ý bỗng cảm thấy tay đau như bị một mũi kim châm vào. Đó là cảm giác như bàn tay bị bóp nát ra. Hồ đạo trưởng bất giác thốt lên một tiếng A, theo bản năng, có vẻ rất đau. Ngay lập tức, cả phòng khách ngạc nhiên sửng sốt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về lão đại. Vài người trẻ tuổi còn rụi rụi mắt như thể không dám tin rằng Hồ đạo trưởng vừa kêu đau. Như thế chẳng phải là vị Ưng Vương trẻ tuổi kia còn nhỉnh hơn một bậc so với cao thủ cửu đẳng thái đấu Hồ đạo trưởng hay sao? Điều này thật là nghịch lý. Về phần Hồ đạo trưởng, khuôn mặt ông ta trong nháy mắt đỏ bừng hơn cả mông con khỉ đít đỏ, đầy vẻ ngượng nghịu. Lúc đó, ông ta chỉ muốn độn thổ mà biến khỏi nơi đó. Ha ha ha, Hồ đạo trưởng khi nãy đã hứng khởi quá, vãn bối thụ giáo rồi. Diệp Phàm thấy ông già này bị dọa cho cũng kha khá rồi, lập tức ha ha cười vui vẻ, nói một cách rất khiêm tốn. Ha ha ha, tuyệt, xứng làm tân Ưng Vương Phí gia. Hồ đạo trưởng vội tìm lời lẽ giấu ngượng. Ông ta giơ cả hai tay ra nắm lấy tay Diệp Phàm một cách rất thân thiết. Một bên nắm tay,
một bên vỗ nhẹ vào vai Diệp Phàm khiến người khác có cảm giác Hồ đạo trưởng rất yêu mến các bậc hậu bối. Thực chất ông ta đang cố giấu ngượng. Tuy nhiên sự khẳng định của Hồ đạo trưởng với Diệp Phàm cũng đã dẹp tan những ý định khiêu chiến với Tân Ưng Vương của các cao thủ trẻ tuổi khác. Đến Hồ đạo trưởng còn không được thì còn ai dám để mất thể diện ở đây nữa. Sau chuyện đó, Tân Ưng Vương Diệp Phàm bỗng trở thành trung tâm của phòng khách Phí gia. Các cao thủ trẻ tuổi đều chen chúc đến. Cũng có vài nữ đệ tử xinh đẹp ưỡn bầu ngực tiến đến, hung khí cực đại kia khiến Diệp Phàm suýt chút nữa bốc hỏa. Tất nhiên mọi người đều muốn làm quen, thậm chí là kết giao với vị Ưng Vương trẻ tuổi. Điều này thì cũng không cần phải giải thích nhiều. Mặc dù đều là người trong giới võ lâm nhưng có một số bộ phận nhỏ trong đám hậu bối trẻ tuổi có xuất thân khá cao quý. Thời buổi này, luyện công đâu phải không tốn kém. Luyện công cũng cần tiền. Chẳng cần nói đâu xa, thứ thuốc trị thương, trị chảy ra xước thịt sau mỗi lần luyện đâu phải những gia đình bình thường có thể kham nổi. Ví như những người luyện công này phải ăn đồ có nhiều chất dinh dưỡng. Những đồ ấy được làm từ loại sâm đã mười mấy năm tuổi trên núi. Không có tiền thì làm sao có được những thứ đó. Ngoài ra lại còn dụng cụ tập luyện, sân bãi. Các môn phái lớn từ xưa đều có các bãi tập nhất định ở núi. Nhưng đất đai của những môn phái đó thường ở chỗ hẻo lánh. Thời buổi bây giờ không có đường xá thì sao đi được, làm sao đưa được xe jeep vào đến tận cổng. Tu bổ đường xá không cần tiền sao. Vì thế ở thời đại phát triển này, luyện võ cũng phải theo kịp thời đại. Những môn phái không có điều kiện kinh tế cuối cùng cũng bị thất truyền hoặc tan rã. Điều này cũng lý giải vì sao trước kia Lý đạo trưởng của môn phái Thanh Thành cứ một mực muốn kiếm tiền, vì tiền mà dùng đến nắm đấm, thậm chí còn làm cả những việc phi pháp. Sau một hồi làm quen, Diệp Phàm thu được một đống danh thiếp. Kiểu dáng của những danh thiếp này, chính giữa mặt trước có ghi rõ ràng, ví dụ bậc trưởng lão hay vị đồ đệ nào đó của phái Nga Mi, vị trưởng môn, đệ tử nào đó của phái Võ Đang. Phía sau có ghi cả địa chỉ nhà ở hoặc địa chỉ công ty. Xin mời tất cả các vị bằng hữu ngồi xuống. Phí Thanh Sơn vừa ngồi xuống vừa nói. Chương 2181, tỉ thí bắt đầu. Tất cả mọi người đều trở về vị trí ban đầu. Không giấu gì các vị, lần tỉ thí này với Hoành Đoạn gia của Nhật Bản, Phí gia chúng tôi cầm chắc không đến một phần thắng. Trừ khi là có kỳ tích xảy ra, còn không thì thua là chắc. Phí Thanh Sơn nói rõ lại tình hình cho khách khứa trong phòng nghe để họ chuẩn bị sẵn tâm lý không thất vọng quá khi tỉ thí kết thúc. Hừ, chỉ cần bọn người Nhật Bản đó dám đến đây chúng ta sẽ khiến bọn chúng không có đường về. Đúng lúc đó một trưởng lão có râu quai nón táo tợn nói. Vị trưởng lão này có biệt hiệu là Đoan Vương, tên thật là gì cũng không ai rõ. Nghe nói Đoan Vương đã luyện đến bát đẳng cấp cao nhất. Không được. Phí Thanh Sơn vội xua tay nhìn Đoan Vương nói. Đây là chuyện giữa Phí gia và Hoành Đoạn gia. Trung Hoa đại quốc rộng lớn của chúng ta, biết thắng thì cũng phải biết thua. Tinh thần thế vận hội gọi là, cốt ở việc tham dự. Không ứng chiến chắc chắn là không được, nhất định phải tham gia. Phí Thanh Sơn tôi dù có thất bại cũng sẽ thất bại trong khí thế của hảo hán. Chuyện này không cần mọi người nhúng tay vào. Đến lúc đó, chỉ cần các vị đứng một bên trợ uy là được. Còn từ hôm nay trở đi, vị bằng hữu nào lại muốn giao hẹn tỉ thí với Hoành Đoạn gia thì đó là việc của các vị. Hai, chẳng nhẽ dương mắt lên nhìn thất bại sao? Đoạn Vương tôi đây chịu không nổi. Đây là cái gì đấu với cái gì? Ưng Vương đã bị thương nên đây chắc chắn không phải là thực lực thực sự của ông. Hay là chúng ta nói rõ với họ rồi lui lại thời gian tỉ thí? Đoan Vương quả nhiên là người rất thẳng tính. Giọng nói ông ta vang lên sang sảng. Không thay đổi được nữa rồi. Phí Thanh Sơn buồn bã lắc đầu. Phí sư phụ, chí dã tôi thật khâm phục ông. Đúng như ông nói, chúng ta thắng được thì cũng phải biết chịu thua. Trung Hoa đại quốc chúng ta không thể để cho người Nhật Bản khinh thường. Tôi cho rằng phí sư phụ nói rất có lý. Đến lúc đó, chí dã tôi sẽ là người đầu tiên đứng lên lại hẹn thời gian tỉ thí với Hoành Đoạn gia. Chúng ta thua cũng chỉ là thua nhất thời, không cần đến nhiều thời gian. Tôi tin là các vị bằng hữu ngồi đây đều sẽ giúp đỡ Phí gia. Chờ cho đến ngày Ưng Vương phục hồi lại thì Hoành Đoạn gia là cái thá gì? Đại sư Chí Dã của Thiếu Lâm tự khẳng khái, hiên ngang nói. Sau đó ông ta liếc nhìn Diệp Phàm hỏi. Anh bạn nhỏ này, công phu cũng thâm hậu chứ? Vãn bối vẫn tiếp tục học hỏi. Diệp Phàm lập tức đứng lên, khiêm tốn đáp lại lời đại sư.
Về vị đại sư thần bí này thì nghe Phí Thanh Sơn nói đó chính là sư thúc của người đứng đầu Thiếu Lâm tự bây giờ, võ nghệ thâm hậu như thế nào, Phí Thanh Sơn cũng không rõ. Ha ha, học hỏi. Đôi mắt vị đạo trưởng Chí Dã bỗng ánh lên, ông ta thò ba ngón tay ra búng nhẹ lên bàn trà. Diệp Phàm lập tức biến sắc. Thật không ngờ trong lúc bắt tay với Hồ đạo trưởng hình như đã bị vị sư phụ này đoán ra thâm công. Ba ngón tay ấy không lẽ là ám chỉ cửu đẳng bậc ba, không lẽ võ nghệ của vị đại sư Chí Dã này còn cao cường hơn cả sư thúc Phí Thanh Sơn. Tất nhiên mọi người đều không chú ý đến hành động kỳ quặc này của đại sư Chí Dã. Chỉ có Diệp Phàm trong lòng hiểu rõ, hắn thầm khâm phục sự tinh tường lợi hại của cặp mắt vị hòa thượng ấy. 8 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 2004, tại đảo Quy Sơn, Hồ Đông Đình. Diện tích đảo Quy Sơn không thuộc vào dạng lớn, bán kính không quá 2 mét, nhưng đảo luôn luôn chìm xuống. Vì thế để đảm bảo an toàn, người ta cấm không cho du khách lên đảo. Nó lại là nơi có thể tránh tai mắt cho lần tỉ thí võ nghệ này của Phí gia và Hoành Đoạn gia. Nhà họ Phí là chủ nhà nên khoảng chừng 7 giờ sáng họ đã đưa các vị bằng hữu già trẻ lên thuyền tiến thẳng đến đảo Quy Sơn. Không lâu sau họ đã đến đảo Quy Sơn, đến nơi mới thấy cây cối trên đảo xanh mướt, cơ man nào là những cây to. Vì đây là đảo không có ai ở nên cây cối trước nay không bị chặt phá. Khắp đảo đâu đâu cũng có cây cao đến mấy chục mét. Giữa khu rừng lại có một thảm cỏ xanh sớm đã được bày trí thành võ đài. Võ đài cũng ước chừng hơn 100 mét. Diệp Phàm, võ đài này được làm bằng gỗ thiết cứng, độ cứng của nó còn tốt hơn cả sắt mỏng. Hơn nữa, tất cả đều là các miếng gỗ hình vuông lớn chồng lên nhau, phía dưới còn có các cột gỗ tròn, lớn, có thể chịu được sức nặng của vài nghìn ký. Nếu như không vượt quá thập đẳng thì có thể chịu được. Phí Thanh Sơn vừa chỉ vào võ đài vừa nói. Thi đấu trực tiếp trên thảm cỏ không được sao, dựng lên võ đài này, tốn kém không ít lại còn phiền toái nữa. Diệp Phàm chau mày đáp lại. Ha ha, võ lâm có quy định của võ lâm. Lần tỉ thí này thực chất là để phô trương uy danh của giới võ thuật hai nước, tất nhiên là khác so với những lần các cậu đụng độ, đánh nhau nhỏ bình thường. Vì thế chúng ta phải làm cho đúng quy cách, về chuyện tốn kém thì không vấn đề gì. Cái gì cần đầu tư thì cứ phải đầu tư, chỉ cần thể hiện được uy danh của đất nước. Phí Thanh Sơn cười nói rất hào sảng. Sư bá cứ yên tâm, cho dù có thất bại, Diệp Phàm cũng phải hạ được vài tên làm đệm lưng. Khuôn mặt Diệp Phàm đột nhiên nghiêm nghị hẳn, hắn hiên ngang đáp lại. Tốt, tôi chính là chờ câu nói này của cậu. Dù có thất bại chúng ta cũng phải cho Hoành Đoạn gia thấy được uy lực của Tân Ưng Vương nhà họ Phí. Chắc chắn cậu sẽ không khiến sư bá ta thất vọng. Phí Thanh Sơn vỗ vai Diệp Phàm, khuôn mặt hừng hực khí thế chiến đấu. Diệp Phàm thầm khâm phục tâm thái ấy của Phí Thanh Sơn. Trong lúc ấy, Lý Khiếu Phong đi dạo xung quanh. Ông ta móc danh thiếp ra đưa cho mọi người xung quanh, không định bỏ qua cơ hội kết giao với bất kỳ cao thủ võ lâm nào. Tất nhiên chức vị ghi trên tấm danh thiếp thì không ít rồi. Nào là trợ lý đặc biệt của Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc, nào là Hiệp hội Đạo giáo gì gì đó. Dù sao thì nghe cũng rất hoành tráng. Chỉ có điều tất cả đều là hư danh, không có lấy một cái chức danh thật. Ông ta làm vậy cũng là vì muốn chiêu mộ thêm cao thủ cho tổ A. Diệp Phàm cũng phát hiện ra nếu ông ta nhắm được một cao thủ trẻ tuổi nào đó có thể gia nhập tổ A, ông ta sẽ nháy mắt sau đó mắt díp lại còn một nửa. Đây là phản xạ theo thói quen mà có lẽ chỉ Diệp Phàm mới biết. Lão Lý đáng thương, ông nhắm chúng người ta nhưng người ta đâu có thèm để ý ông. Sư phụ người ta ở cả đây, vất vả lắm mới bồi dưỡng được một đệ tử. Sư phụ nào lại để cho ông cướp đi, đừng có nằm mơ nữa. Diệp Phàm nghĩ thầm. 9 giờ sáng. Hoành Đoạn gia của Nhật Bản cũng đến. Họ đến rất khí thế, không chỉ mời các đại sư trong nước mà còn mời cả vài cao thủ nước ngoài. Akiyama Lifu người đã từng tỉ thí với đại sư Thái Cực Quyền Trần Vô Ba vài năm trước cũng được mời đến. Phía họ có khoảng 30 mấy người, già trẻ trai gái đủ cả. Hơn nữa màu da cũng khác nhau, có vài người rõ ràng là người Mỹ và Anh. Ngoài ra còn có hai người Nga nữa. Trong số này chắc chắn có các cao thủ của đội Hải Lang của Mỹ, đội Lang Sơn Hồ của Anh, đội Hồng Quân của Nga và đội Thần Đạo của Nhật trà trộn vào nhằm thăm thò tình hình của giới võ thuật Trung Quốc. Phía chính sau võ đài đã có bày sẵn ghế, trên ghế có ghi tên rõ ràng. Mọi người căn cứ vào số rồi ngồi xuống. Những người trẻ tuổi không có ghế thì đều đứng ở hai bên võ đài. Trước tiên,
Tôi xin thay mặt cho Phí gia và toàn thể nhân dân Trung Hoa nhiệt liệt hoan nghênh Hoành Đoạn gia của phái Song Đao Nhật Bản và các vị cao thủ bằng hữu nước ngoài đã đến đây. Thưa tất cả các vị bằng hữu, Phí Thanh Sơn tôi xin được thi lễ. Phí Thanh Sơn đứng dậy, hai tay chụm lại thi lễ. Ông vừa nói dứt, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Xin cảm ơn Đại sư Phí Thanh Sơn đã mang đến cho chúng ta một cơ hội để nhân dân hai nước học hỏi, tiến bộ. Nói ra thì chuyện này cũng lâu rồi nhưng hôm nay được vinh hạnh đứng đây giao lưu, học hỏi cùng các cao thủ của Phí gia là niềm mong mỏi từ rất lâu của Hoành Đoạn gia chúng tôi. Hoành Đoạn cửu hạ cũng nói những lời lẽ rất văn hoa, đoạn đứng lên thi lễ theo kiểu của các võ sĩ Nhật Bản. Bây giờ xin mời hai trưởng đoàn của bên làm chứng là Đại sư Trí Giã của Thiếu Lâm Tự và Đại sư Đốn Điền Ngũ Thập Nhị giáo chủ của phái thần công Nhật Bản sẽ giải thích lại quy tắc tỉ thí cho tất cả chúng ta. Phí Thanh Sơn giơ cánh tay ra, làm động tác mời hai vị đại sư một cách rất khách khí. Mời. Trí Giã đại sư ngẩng đầu, bước lên trước một bước rồi nói rất khách khí với vị đạo sĩ có chỏm râu ngắn, trông khá mượt mà, mặc bộ trang phục võ sư của Nhật Bản. Người này chính là giáo chủ Đốn Điền Ngũ Thập Nhị của phái thần công Nhật Bản. Nghe nói công phu của ông ta cũng thâm hậu khó đoán. Đến bây giờ cũng không ai biết công phu của ông ta đã đạt đến mức nào. Cũng giống như Trí Giã đại sư, ông này cũng là một cao nhân ẩn thế thần bí. Xin mời. Đốn Điền Ngũ Thập Nhị giơ một cánh tay ra, sau đó hai tay ông ta bắt chéo hai tay đại sư Trí Giã của Thiếu Lâm. Hai người tiến đến trung tâm của võ đài. Ông ta cũng biết nói tiếng Hoa, thật không hề đơn giản. Thế nhưng chính lúc đó, đôi mắt tinh tường của Diệp Phàm đã kịp phát hiện ra đường gân xanh ở chỗ hai cánh tay bị lộ ra ngoài của hai vị đại sư nổi lên. Dường như nó nổi lên rõ hơn, to hơn 4-5 lần so với lúc chưa bắt tay, đến nỗi có cảm giác như da bên ngoài sắp bị rách. Diệp Phàm hiểu ra rằng, hai vị đại sư bên ngoài đang dắt tay thân thiết nhưng thực tế là đang ngầm đọ sức. Cách dắt tay này gọi là tỉ thí qua trung gian, là một cách tỉ thí để so bì nội công thâm hậu. Cả hai người đều cười, chậm rãi bước đi. Đến trung tâm võ đài chỉ có vài chục mét mà hai vị đại sư phải mất đến 5 phút. Mời. Hai vị đại sư đột nhiên buông tay ra. Trận tỉ thí ngầm ban nãy của họ, ai có ưu thế hơn có lẽ chỉ có hai người họ mới rõ được. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng phát hiện ra trán của đại sư Đốn Điền Ngũ Thập Nhị lấm tấm vài giọt mồ hôi. Sau khi hai người buông tay ra ông ta hất tay qua trán rất tự nhiên, thực chất là đang dùng tay áo lau mồ hôi. Động tác nhỏ này cũng không qua được cặp mắt anh tường của Diệp Phàm. Trí Giã đại sư thì vẫn mỉm cười, bình tĩnh. Có lẽ đại sư đã chiếm ưu thế hơn trong lần tỉ thí vừa rồi. Một loạt các quy định phức tạp của tỉ thí võ nghệ đã được công bố. Lúc này, một tiếng chiêng được một cụ già Phí gia gióng lên. Trận tỉ thí chính thức bắt đầu. Là bên chủ nhà, Phí gia tất nhiên phải thể hiện sự khí khái của mình thế nên họ là bên phái người ra tỉ thí đầu tiên. Như thế tất nhiên là chịu thiệt thòi bởi vì nếu cho người ra tỉ thí đầu tiên, đối phương sẽ dựa vào đó mà chọn ra một đối thủ tương ứng có khả năng đánh bại. Chẳng hạn phái ra cao thủ tứ đẳng, đối phương sẽ chọn ra một cao thủ ngũ đẳng, như thế là cầm chắc phần thua rồi. Hơn nữa, trước khi tỉ thí, cả hai bên đã đều cho người thăm dò năng lực võ nghệ của các cao thủ ở đội đối phương. Phí ra thực chất không có người nữa rồi. Phí Bát Độ là cao thủ tứ đẳng cấp 2 tiến đến giữa võ đài. Anh ta quay người về hướng chính của võ đài, ôm nắm tay trước ngực chào. Một tràng pháo tay vang lên, tất nhiên tràng pháo tay đó là của bên Phí gia. Hay, một vài người trẻ tuổi bên nhà họ Phí hò reo, tất nhiên nhìn về mặt trợ uy thì Phí gia là chủ nhà nên chiếm ưu thế. Phí gia phái hơn chục người đến, những người này không biết chút gì về võ nghệ, đến dự chỉ để dương oai, trợ uy, tức là đến để reo hò, cổ vũ, khích lệ người thi đấu. Nếu tính thêm cả các vị bằng hữu được mời đến thì bên Phí gia có đến 5-60 người. Bên Hoành Đoạn gia tất cả cũng chỉ có hơn 30 người. Các huynh đệ, tấm vé thắng không thể để tuột mất, chúng ta phải đánh cho Hoành Đoạn gia thua không còn tấm khố mà trở về. Cảm ơn các huynh đệ đã khích lệ. Chương 2182, đấu. Hoành Đoạn cửu hạ gia hiệu, một cao thủ trẻ tuổi, thân hình mập mạp, trông có vẻ không cao lắm bước nhanh ra giữa võ đài. Cao thủ này thi lễ theo nghi thức của các võ sư Nhật Bản. Miệng anh ta phun ra một tràng tiếng Hán phổ thông. Tôi là Hoành Đoạn Nhất Đình Lang, xin được thỉnh giáo Phí Bát Độ tiên sinh. Mời. Phí Bát Độ đáp lại một cách rất khách khí.
Cạch. Hoành Đoạn Nhất Đình lang hét lên một tiếng không ai hiểu, đoạn anh ta dậm chân thật mạnh xuống những thân gỗ chắc nịch làm nên võ đài. Sau khi tiếng hét đầu tiên vang lên, anh khẽ gật đầu trực tiếp tung ra quyền đầu tiên thẳng đến đối phương. Hay lắm, hay lắm. Đội trợ uy của Hoành Đoạn gia cũng lớn tiếng reo hò khen ngợi, hơn nữa họ đều cổ vũ bằng tiếng Hán phổ thông. Tất nhiên một tiếng đơn giản này thì người ta cũng có thể học được. Trong tiếng reo hò cổ vũ hỗn độn ấy có lẫn chút tạp âm. Tất nhiên đó là tiếng reo của những người ngoại quốc được họ mời đến. Thế là âm thanh vang lên không còn đồng nhất mà lộn xộn, bát nháo. Huỵch! Âm thanh vang lên như cả hai khối thịt lao vào nhau. Cả hai bên đều lùi lại một bước, quyền thứ nhất chỉ để thăm dò, không thể nhận ra được võ nghệ của cả hai bên. Đúng vào lúc đó, chân Hoành Đoạn Nhất Đình lang tung ra một đường quét như có gió thẳng hướng Phí Bát Độ. Phí Bát Độ cũng tung một đòn y như thế phản lại. Cha cha cha! Tiếng chân va vào nhau từ trên võ đài vọng xuống. Trong phút chốc hai bên dùng chân liên tiếp tung ra mười mấy chưởng. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng vũ đài đang rung lên. Két! Hoành Đoạn Nhất Đình lang hình như đã đánh chán rồi, miệng anh ta đột nhiên hét lên. Dường như dồn lại cả một miệng khí, cái miệng anh ta chẳng khác gì quả bóng cao su đã được thổi phồng. Thịch! Miệng anh ta phun ra một hơi thẳng đến Phí Bát Độ. Chân anh ta cũng theo đó kiếng vọt lên tầm 2 mét, đạp mạnh vào lưng Phí Bát Độ rồi hạ xuống. Sầm, tiếng chân chạm mặt gỗ trên võ đài lại vang lên, lúc đó Phí Bát Độ cũng đổ nhoài xuống trên võ đài. Phí Bát Độ bật dậy, hai tay ôm quyền trước ngực, khuôn mặt đỏ bừng nói. Tôi thua rồi. Hay lắm, Nhất Đình lang vô địch, vô địch. Đội cổ vũ bên Hoành Đoạn ra lại lớn tiếng hò reo. Phí Thanh Sơn bình tĩnh khoát tay. Phí Bát Độ ngượng nghịu đỏ bừng mặt, lê từng bước về cạnh khán đài. Chân anh ta bị thương nghiêm trọng nên căn bản không còn khả năng tiếp tục tỉ thí nữa. Vì không phân ra thành các hiệp nên không có ai tuyên bố hiệp một ai thắng ai thua. Lúc đó Đốn Điền Ngũ Thập Nhị và Chí Dã Đại Sư tiến đến giữa vũ đài. Chí Dã Đại Sư nói. Phí Bát Độ của nhà họ Phí tự động xin thua, rút lui khỏi cuộc tỉ thí này. Hiện nay Phí gia còn 5 người để ứng chiến. Lựa chọn người thứ hai, xin mời Hoành Đoạn gia bắt đầu. Như vậy, Phí gia chỉ còn 5 người còn Hoành Đoạn gia vẫn còn đủ cả 6 người. Điều đáng ngạc nhiên là người tỉ thí kế tiếp của Hoành Đoạn gia vẫn là Hoành Đoạn Nhất Đình lang. Như vậy khác nào chịu thua? Điều này khiến Diệp Phàm và những người khác cảm thấy rất kỳ lạ. Phí Thanh Sơn ra hiệu cho em dâu là Tô Lưu Phương. Tô Lưu Phương chậm rãi bước đến giữa võ đài, hai tay ôm quyền trước ngực, đoạn liến nhìn Nhất Đình lang. Mời. Cả hai bên đồng loạt xuất chiêu. Tô Lưu Phương dùng một cái roi màu đỏ, quất một tiếng rồi lại thu về. Cả hai bên đã giao ước, ngoài các vũ khí quân sự hiện đại ra thì các vũ khí từ thời xưa như đại đao, giáo dài, khiên cứng, phi tiêu hoặc roi quất đều có thể dùng. Vì thế dùng những thứ này đều không phạm luật tỉ thí. Cách. Hoành Đoạn Nhất Đình lang lại hét lên một tiếng kỳ lạ, tay anh ta rút một đao nhỏ màu đỏ từ thắt lưng ra. Sau tiếng soạt soạt phá tan sự im lặng, thanh đao của anh ta phát ra một thứ ánh sáng chói mắt phản lại chiếc roi màu đỏ của Tô Lưu Phương. Chiếc roi và thanh đao lập tức va vào nhau, tiếng quất roi hòa lẫn tiếng soạt soạt của từng đường đao. Hừ! Tô Lưu Phương đột nhiên hét lên, chiếc roi bỗng liên tiếp tung ra hơn chục đường trong không trung như một con rắn độc. Hoành Đoạn Nhất Đình lang sững người lại, sau đó anh ta sực tỉnh ra nhưng đã quá muộn. Lại một tiếng vút, chiếc roi quất thẳng vào mặt anh ta như một con sói xông thẳng vào cào cấu. Ngay lập tức! Khuôn mặt vốn đã không ưa nhìn của Hoành Đoạn Nhất Đình lang như bị ai đó hủy hoại. Từ trán đến mũi cho đến miệng đều hằn rõ một đường roi quất. Hơn nữa, xương sụn ở mũi hình như đã bị dập. Hoành Đoạn Nhất Đình lang hét lên vì đau. Thanh đao dưới áp lực của nội khí lao thẳng đến trước ngực Tô Lưu Phương như một chiếc phi tiêu. Hừ, đó là một hành động rất mất lịch sự với nữ giới. Cả đội trợ uy của Phí gia hừ lên một tiếng. Tất nhiên. Trong cuộc tỉ thí lần này không có quy định không được đánh vào bộ phận nào của đối phương. Chỉ có điều hành động của Hoành Đoạn Nhất Đình lang thật khiếm nhã. Hừ! Tô Lưu Phương tức giận, quất roi xuống cuộn lấy thanh đao vung thẳng đến Hoành Đoạn Nhất Đình lang một cách linh hoạt. Y định tránh sang một bên nhưng kỳ thực võ công của anh ta còn kém hơn Tô Lưu Phương vài bậc. Ngay lập tức anh ta bị thanh đao của chính mình rạch một đường dài xuống. Đường rạch này khá mạnh,
từ ngực cho tới hông. Một tiếng dẹt chói tai vang lên, bộ trang phục võ sĩ của Hoành Đoạn Nhất Đình lang rách thành hai mảnh. Tô Lưu Phương ra tay cũng không hề nể tình, vài đường roi tiếp tục quất xuống, quần áo của tên võ sĩ Nhật tan thành các mảnh. Người anh ta lập tức lộ ra bộ ngực lông lá và cái bụng dưới trắng trơn. Đến chiếc quần đùi màu đỏ cũng bị lộ ra. Ngực và bụng anh ta hằn rõ 7-8 đường roi quất. Từng đường cứa sâu vào thịt, máu tươi chảy ra theo vết cứa. Thấy bóng roi lại sắp quất xuống, anh ta vội nhảy sang một bên để tránh rồi nói. Dừng lại, tôi xin thua. Thế nhưng anh ta nói vẫn chậm, mặt vẫn phải hứng thêm một đường roi quất nữa, nửa mũi bẹp xuống, máu tươi lại chảy ra. Tô Lưu Phương điềm tĩnh thu chiếc roi, lui về một bên võ đài. Ở phía bên kia, đám người Hoành Đoạn gia đang nháo nhác, tất nhiên là họ ngay lập tức băng bó cho Hoành Đoạn Nhất Đình lang. Đánh rất hay, đánh cho quỷ cũng phải hét lên. Đội trợ uy phí ra reo hò vỗ tay như sấm. Đúng là hoa mộc lan tái thế. Các nữ tướng Trung Hoa của chúng ta quả thật lợi hại. Tiếng ngợi khen vang lên không ngớt. Hoành Đoạn Nhất Đình lang rời khỏi cuộc tỉ thí. Hiện nay Hoành Đoạn gia còn 5 người có tư cách tham dự. Chí Giã đại sư giơ hai cánh tay lên làm ám hiệu. Tất cả mọi người im lặng, sau đó Đốn Điền Ngũ Thập Nhị đại sư mới lên tiếng. Phí Nhất Độ hai tay ôm quyền trước ngực, nhảy thoát một cái lên võ đài. Lần này người ứng chiến của Hoành Đoạn gia là một nữ võ sĩ khá xinh đẹp tên là Hoành Đoạn Thu Tử. Nữ võ sĩ mặc bộ kimono rộng, tóc tết thành các bím sam nhỏ trên đầu. Sau những lời mời khách khí ban đầu, hai bên bắt đầu tung đòn ác liệt. Nữ võ sĩ vung tay cầm lấy vỏ đao. Hai tay cô ta kéo ra, một tiếng két vang lên, chiếc vỏ đao màu đen văng sang một bên võ đài. Trong tay cô lúc này là hai chủy thủ, một loại kiếm ngắn, một đen, một trắng ước dài chừng một thước. Nhất Độ, tiếp rìu. Diệp Phàm hét lên, đoạn vứt chiếc rìu khai sơn màu đen lên không trung. Nhất Độ điềm tĩnh tiếp rìu, rồi tiếng cảm ơn Diệp ca. Tiểu thư Thu Tử, xin mời. Phí Nhất Độ vừa múa rìu vừa mời đối phương một cách rất lịch sự, khí khái. Ánh mắt Hoành Đoạn Thu Tử ánh lên tia dữ dằn. Hai tay chụm lại múa hai chủy thủ một trên một dưới trên không trung về phía Phí Nhất Độ. Cô ta phóng chủy thủ rất hung hãn, nhằm thẳng vào tim và chỗ hiểm bên dưới rốn. Tại sao Hoành Đoạn Thu Tử lại hung hăng như vậy? Đó là vì tên Hoành Đoạn Nhất Đình lang bị Tô Lưu Phương đánh dập sống mũi khi nãy là chồng của cô ta. Cô ta liều mình đánh tới. Tỉ thí võ nghệ tuy có quy định không làm tổn hại đến sinh mạng nhưng những trường hợp đặc biệt phát sinh thì ai mà biết trước được. Ngộ nhỡ có ai bị thương chết thì hai bên cũng tự hiểu ngầm, chỉ có thể tự trách mình không xảo quyệt bằng kẻ khác. Có điều, vừa mới bắt đầu mà Hoành Đoạn Thu Tử đã ra những đòn hiểm khiến đội trợ uy của Phí gia liên hồi hét lên những tiếng hừ. Cán rìu khai sơn dài hơn một thước, hai đầu có hai quyền. Nghe nói đây là vật tổ tiên nhà họ Phí truyền lại. Đầu rìu đen trong tay Phí Nhất Độ quay quay bổ về phía Hoành Đoạn Thu Tử như một chiếc cối xay gió cỡ đại. Nếu cô đã không muốn sống thì Phí Nhất Độ này cũng không khách khí nữa. Muốn liều mạng thì cả hai cùng liều. Phí Nhất Độ cũng bất cần, trực tiếp đánh thẳng vào những chỗ yếu của đối phương. Sạt! Chiếc rìu trong tay Phí Nhất Độ lao bổ về phía Hoành Đoạn Thu Tử. Tuy nhiên cô ta cũng khá nhanh nhẹn, cả thân người lanh lẹ trượt trên mặt gỗ. Hai chủy thủ lao vào cán rìu khai sơn trong tay Phí Nhất Độ rồi văng ra. Cả người cô ta nhanh chóng bị đẩy lùi lại đến hơn 5 mét. Phí Nhất Độ dùng lực quá mạnh, chiếc rìu bổ vào thân gỗ ngang làm nên võ đài. Toàn bộ cán rìu bị mắc kẹt vào thân gỗ. Cảm giác phía sau có tiếng động, Phí Nhất Độ vội rút búa nhưng Thu Tử không cho anh ta cơ hội đó. Hai chiếc chủy thủ hung hãn lao về phía dưới mông Phí Nhất Độ. Nếu như chủy thủ lao chúng thì Phí Nhất Độ sẽ biến thành Phí Công Công. Nhưng Phí Nhất Độ cũng không phải tay vừa. Anh ta nhanh chóng quay người lại, dùng chân đá một thanh chủy thủ. Sau tiếng canh vang lên, chủy thủ màu đen của Hoành Đoạn Thu Tử xuống võ đài, có muốn thu về cũng không được nữa. Thế nhưng chiếc chủy thủ màu trắng kia vút qua ánh mặt trời găm vào chân Phí Nhất Độ. Lúc đó máu tươi ở chân anh ta chảy ra, Thu Tử ra tay rất tàn nhẫn. Chân của Phí Nhất Độ dường như nhìn thấy được cả xương bên trong. Phí Nhất Độ như một con sư tử đang điên lên vì kích động, dùng chân đá mạnh, chiếc rìu bị mắc vào thân gỗ bật ra. Anh ta không nghĩ được nhiều nữa, trượt người xuống nắm lấy chiếc rìu. Có vũ khí trong tay Nhất Độ lại càng hăng hơn,
anh ta nhảy tầm hơn 3 mét lấy đà vung mạnh chiếc rìu nặng về phía Thu Tử. Giờ khắc ấy cả người Phí Nhất Độ lao theo chiếc rìu. Cả không trung bị anh ta khuấy động như có đạn pháo lao vọt xuống. Chiếc rìu lao xuyên qua không trung, phát ra tiếng vun vút. Thu Tử cuống quýt giơ chủy thủ màu trắng ra chặn lại nhưng chiếc rìu quá nặng, chủy thủ làm sao có thể chặn lại được. Nó bị Phí Nhất Độ bổ qua một bên, theo đà lao xuống. Tiếng răng rắc nhẹ vang lên. Chương 2183, Hoành Đoạn ra nghĩ không thông. Chỉ nhìn thấy Hoành Đoạn Thu Tử nghiêng sang một phía, cả cơ thể bị rìu lao phải từ độ xa khoảng hơn chục mét. Chân cô ta đỏ sẫm màu máu, bắp chân có lẽ cũng bị thương không nhẹ. Thế nhưng cô ta vẫn hung hãn, tàn nhẫn, không chịu nhận thua mà cắn răng nhặt thanh chủy thủ màu trắng từ sàn võ đài lên. Cô ta dốc toàn bộ sức lực vào tay, chủy thủ xuyên vút trong không trung lao thẳng đến trước mặt Phí Nhất Độ. Phí Nhất Độ vội giơ chiếc rìu ra đỡ. Do gấp quá nên khi rìu đụng phải chủy thủ, sau tiếng loảng xoảng vang lên thì cả hai binh khí đều rơi xuống nền võ đài. Mụ đàn bà thối tha, tiếp này. Phí Nhất Độ rẽ về một phía, tung cú đạp về phía Hoành Đoạn Thu Tử. Thu Tử cũng rất ngoan cường, cô ta lầm lì đứng dậy. Cả hai bên lên một bên chân bị thương bê bết máu, cố gắng dùng một chân còn lại tung mười mấy cú đạp. Võ đài như bị nhuộm màu máu. Sau đó cả hai lại tiếp tục giằng co. Hai bên giằng xé, lăn qua lăn lại như cặp tình nhân đánh nhau. Hoành Đoạn Thu Tử vừa đánh, vừa đạp, vừa cắn giống như một mụ đàn bà hung hãn, chua ngoa. Phí Nhất Độ cũng ra đòn độc, anh ta cứ nhằm ra bụng đối phương mà cấu xé. Phí Thanh Sơn và Hoành Đoạn Cửu Hạ đều nhìn họ. Cả hai đồng thời lên tiếng. Dừng lại, hòa nhau, cả hai đều rút. Chí Giã đại sư vội bước hai bước lên giữa võ đài tách hai người còn đang giằng co ra tuyên bố cả hai bọn họ đều rút khỏi cuộc tỷ thí này. Như vậy cả hai bên đều có hai người rút lui, mỗi bên chỉ còn lại bốn người. Phí gia còn lại Tô Lưu Phương, Phí Điệp Vũ, Diệp Phàm và Phí Thanh Sơn. Bên Hoành Đoạn gia còn lại Hoành Đoạn Cửu Hạ, Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang, Hoành Đoạn Đế Đồ và anh con rể Tùng Tỉnh Điền Chính. Ở phía bên kia các bác sĩ vội chạy đến kiểm tra và băng bó cho hai bên bị thương. Ta còn phải đánh tiếp. Phí Nhất Độ nằm trên cáng mà vẫn lớn tiếng hét lên. Anh ta đường đường là nam tử Hán mà không ngờ vừa hét, nước mắt vừa chảy ra. Diệp Phàm hiểu nỗi lòng của anh ta. Anh ta lo cho Phí Thanh Sơn, lo nhà họ Phí sẽ thua. Thu Tử cũng tương tự như vậy. Cô ta từ chối không cho bác sĩ băng bó, đôi tay vẫn hung hăng cào cấu, đánh đấm lung tung. Hai vị bác sĩ bị cô ta ném xa đến 3 mét không đứng dậy được. Sau cùng phải đến khi đại sư Ngũ Thập Nhị chỉ đích danh, cô ta hôn mê rồi mới chịu yên lặng rút xuống. Keng! Sau ít phút nghỉ ngơi, tiếng chiêng đồng trong trẻo lại vang lên báo hiệu cuộc tỷ thí lại tiếp tục. Xin mời Hoành Đoạn ra cử người trước. Chí Giã đại sư nói. Hoành Đoạn Đế Đồ hiên ngang bước tới giữa võ đài. Anh ta có tướng của một bậc đế vương, trông rất phong độ nho nhã, lại thi lễ theo kiểu kỵ sĩ thời xưa của châu Âu chứ không phải theo kiểu của các võ sĩ Nhật Bản. Nghe nói Hoành Đoạn Đế Đồ từ bé sống ở Anh nên anh ta rất am hiểu lễ giáo của Anh quốc. Đặc biệt anh ta rất sùng bái các kỵ sĩ, tôn sùng tinh thần của họ chứ không phải là tinh thần của võ đạo Nhật Bản. Anh ta tất nhiên là người Nhật Bản chính tông, là hậu bối nhà họ Hoành Đoạn. Con người Hoành Đoạn Đế Đồ cũng rất trái ngược, tuổi chưa cao, chưa đến 40 nhưng đã là siêu cao thủ bát đẳng cấp cao nhất. Đúng lúc đó, điều khiến Hoành Đoạn gia phải tròn mắt ngạc nhiên đã xảy ra. Thật kỳ lạ, việc đó không thể không khiến Hoành Đoạn gia khỏi kinh ngạc. Người đứng dậy phía bên nhà họ Phí lại chính là chủ soái Phí Thanh Sơn. Điều này có nghĩa là gì đây? Hoành Đoạn gia bỗng chốc luống cuống, khuôn mặt Hoành Đoạn Cửu Hạ trầm ngâm. Miệng ông ta co giật vài cái. Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang và Tùng Tỉnh Chính Điền nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy bực bội và nghi hoặc một điều gì đó. Cũng cần phải nói thêm rằng Hoành Đoạn Đế Đồ tuy có võ nghệ bát đẳng cấp cao nhất nhưng đứng trước Phí Thanh Sơn một cao thủ có tiếng như Thái Sơn Bắc Đầu trong giới võ thuật Trung Quốc thì ông ta chẳng khác nào một cái sườn gà yếu ớt. Hoành Đoạn ra lần này đến có chuẩn bị. Họ đã sắp xếp sẵn cách để đối phó với Phí Thanh Sơn. Theo họ dự đoán thì nhà họ Phí có Phí Thanh Sơn võ nghệ cao cường. Nếu luận về từng cá nhân thì Hoành Đoạn gia không có ai ngang tầm. Thế nhưng võ công của Hoành Đoạn Đế Đồ ngày càng tiến bộ nên Hoành Đoạn gia bắt đầu thấy có hy vọng.
nhà họ Phí ngoài Phí Thanh Sơn ra thì không còn cao thủ thất đẳng nào nữa. Còn về Diệp Phàm đệ tử của Phí Phương Thành thì bên họ không thăm dò được chút thông tin nào. Bọn họ chỉ biết người này rất trẻ, chưa đến 30 tuổi. Vì thế họ rất yên tâm, chưa đến 30 tuổi thì võ nghệ có thể đạt đến mức nào, nhiều nhất cũng chỉ là lục đẳng. Chỉ cần Hoành Đoạn Đế đổ ra tay thì có thể hạ gục được bất cứ cao thủ nào nhà họ Phí ngoại trừ Phí Thanh Sơn. Mà Phí Thanh Sơn thì có lẽ sẽ ứng chiến cuối cùng bởi vì ông ta là chủ soái thống lĩnh nhà họ Phí. Hoành Đoạn gia đã chuẩn bị sẵn 3 cao thủ liên kết đối phó với Phí Thanh Sơn. Đó chính là 3 cao thủ cửu đẳng, Hoành Đoạn Cửu Hạ, Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang và Tùng Tỉnh Chính Điền. Thời gian gần đây, 3 cao thủ này tập trung luyện mật công Đoạn Bối Sơn để ứng phó với Phí Thanh Sơn. Vậy mà không ngờ Phí Thanh Sơn đã vào cuộc tỉ thí ngay từ đầu. Trong những trường hợp bình thường thì điều này không thể xảy ra với các chủ soái. Người bên Hoành Đoạn gia khi đó có đập vỡ mấy chục triệu tế bào não cũng không thể lý giải được lý do Phí Thanh Sơn làm như vậy. Việc đưa cao thủ giỏi nhất ra ngay từ đầu là một quyết định không hề sáng suốt. Điều này đến cả đứa trẻ lên 3 cũng hiểu, vậy thì cớ gì Phí Thanh Sơn, một trụ cột như Thái Sơn Bắc Đầu trong giới võ thuật Trung Quốc, lại hồ đồ như thế. Ha ha, xin mời. Phí Thanh Sơn rất điềm đạm, lịch sự, nhẹ nhàng vừa giơ tay mời Hoành Đoạn Đế Đồ vừa cười. Còn Hoành Đoạn Đế Đồ thì trong lòng sớm đã kinh sợ rồi. Hoành Đoạn gia vốn định đem uy phong ra để hạ gục các cao thủ trẻ tuổi Phí gia dưới Phí Thanh Sơn. Vậy mà không ngờ lại gặp ngay Phí lão hổ. Thế thì còn tỉ thí thi đấu gì nữa, khác gì chưa đấu đã biết trước sẽ thua. Khuôn mặt khó coi của Hoành Đoạn Đế Đồ quay sang nhìn Thúc Thúc Hoành Đoạn Cửu Hạ thì thấy Thúc Thúc nháy mắt ra hiệu trước tiên cứ quây lấy Phí Thanh Sơn làm tiêu hao tinh lực của ông ta. Khi nào thực sự thấy không ổn thì tự động xin thua. Thực tế đâu còn cách nào khác nữa. Đấu với Phí Thanh Sơn cái nỗi gì chứ? Rõ ràng là Hoành Đoạn Cửu Hạ bực bội đến nỗi muốn mở mồm chửi thề. Hoành Đoạn Đế Đồ đã ngồi lên lưng hổ thì khó mà xuống. Vẻ lịch thiệp, nho nhã của anh ta đã biến mất. Anh ta hét to lên một tiếng. Chiến! Thực ra là anh ta đang cố che giấu tâm lý căng thẳng, sợ hãi của chính mình. Cùng với tiếng hét ấy, Hoành Đoạn Đế Đồ xuất ra một quyền dùng đến 5 phần lực hướng thẳng vào ngực Phí Thanh Sơn. Vừa mới bắt đầu nên chưa thể dốc hết sức lực, anh ta cũng đoán Phí Thanh Sơn cũng có tâm lú bấn cợt nên cũng muốn thử chút xem sao. Mấu chốt là phải tiến hành theo như kế hoạch của Thúc Thúc Hoành Đoạn Cử Hạ, kéo dài trận đấu với Phí Thanh Sơn, làm tiêu hao được chút sức lực nào đó của ông ta. Chỉ yêu cầu kéo dài thời gian, không cần thắng thua gì cả. Rắc, dường như có tiếng đồ vật nào đó bị gãy truyền lại. Mọi người ở võ đài đều kinh ngạc phát hiện ra Hoành Đoạn Đế Đồ đã bị Phí Thanh Sơn đá một chưởng lăn sóng xoài đến tận lan ca của võ đài rồi rơi huỵch xuống nền cỏ tạo thành một hố lớn. Uy phong của Hổ Tôn, uy phong của Hổ Tôn. Người bên Phí gia hò reo ầm ĩ, tiếng reo hòa với tiếng dậm chân nghe thật chói tai. Chỉ có Diệp Phàm và các cao thủ lão luyện khác như Chí Dã đại sư là không vui. Đôi mắt anh tường của Diệp Phàm đã kịp phát hiện ra, từ yết hầu của Phí Thanh Sơn phát ra một tiếng hừ. Có lẽ Phí Thanh Sơn đã nuốt cục máu sắp phun ra từ vết thương lần trước do dùng lực quá mạnh. Hiện giờ Phí Thanh Sơn mạnh nhất cũng chỉ ngang bằng Hoành Đoạn Đế Đồ. Vậy thì tại sao chỉ sau một chiêu Hoành Đoạn Đế Đồ đã chịu thua rồi? Nguyên nhân thứ nhất có lẽ là do anh ta chưa dùng hết sức lực. Nguyên nhân thứ hai chắc chắn là do anh ta chột dạ lo lắng. Tỉ thí võ nghệ nhiều lúc chính là đỏ gan. Chưa vào thi đấu mà đã sợ sệt thì quyền xuất ra chắc chắn sẽ yếu đi. Hơn nữa Phí Thanh Sơn đã dùng hết sức lực còn anh ta chỉ dùng đến 5 phần thì kết quả như vừa rồi là điều chắc chắn. Mọi người thì thấy rằng kết quả như vậy là điều hết sức bình thường. Hoành Đoạn gia cũng nghĩ như vậy. Một cậu thanh niên trẻ tuổi bên Hoành Đoạn gia vội chạy đến, đỡ Hoành Đoạn Đế Đồ đứng dậy thì phát hiện ra anh ta cũng không bị thương nghiêm trọng gì. Mặt mũi chỉ hơi xám xịt lại, mũi bị lệch đi một chút. Anh ta lau máu trên mặt, lay lay chiếc mũi, thấy nó đúng là bị lệch thật. Có lẽ phần xương sụn đã bị đả thương, anh ta tuyệt nhiên không để ý lắm vì như vậy thì chỉ còn cách về nhà phẫu thuật chỉnh hình rồi. Thế là anh ta chậm rãi bước sang một bên khán đài. Phí Thanh Sơn điềm tĩnh quay trở lại ghế ngồi. Xin mời Phí gia xuất người. Đốn Điền Ngũ Thập Nhị đại sư nói. Trong lòng ông ta cũng cảm thấy rất buồn bực. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao Phí Thanh Sơn lại tham gia tỉ thí sớm như vậy. Đấu với một cao thủ bát đẳng,
ông ta không sợ mất giá hay sao? Phí Thanh Sơn hớp ngụm trà, đánh mắt sang phía hai người phụ nữ bên cạnh. Tô Lưu Phương lại cầm chiếc roi màu đỏ chậm rãi tiến đến giữa võ đài. Phí Điệp Phú ôm chiếc đàn cổ tranh mặt đen đứng bên cạnh. Những người bên cạnh sớm đã chuẩn bị sẵn giá đỡ đàn cho cô. Xem ra lần này Phí gia quyết định cho cả hai nữ tướng xuất trận. Ba cao thủ giỏi nhất còn lại của Hoành Đoạn gia nhìn nhau. Người con rể là Tùng Tỉnh Chính Phương đứng bật dậy. Đối phó với hai người phụ nữ kia hẳn cũng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai vị nữ cao thủ, xin mời. Tùng Tỉnh Chính Điền giơ tay vừa nhiệt tình mời vừa cười chẳng khác nào một con hổ nham hỉa. Tiếng đàn thập diện mai phục vang lên, không lâu sau đã đến khúc sát phạt. Chiếc roi màu đỏ của Tô Lưu Phương quất xuyên qua không trung tạo nên những tiếng vút, nhằm thẳng về phía Tùng Tỉnh Chính Điền. Ra đòn hay lắm. Tùng Tỉnh Chính Điền cất giọng tán thưởng bằng tiếng Hán phổ thông, nghe rất chính thống. Hắn ta từng du học tại Đại học Bắc Kinh nên thực chất đã là một người rất am hiểu về Trung Quốc. Hơn nữa để đối phó với Phí gia của Trung Quốc, các cao thủ Hoành Đoạn gia đều được yêu cầu học tiếng Hoa phổ thông. Các lĩnh vực như văn hóa, lịch sử Trung Quốc cũng cần am hiểu. Hai quả thiết chùy trong văng qua văng lại trong không trung đã được Tùng Tỉnh Chính Điền nhẹ nhàng đón lấy. Anh ta nâng hai quả thiết chùy lên múa, sợi roi màu đỏ của Tô Lưu Phương dù linh hoạt song không thể lại gần đối phương được. Tiếng đàn cổ tranh của Phí Diệp Vũ tác động lớn đến Tùng Tỉnh Chính Điền. Ít nhất dưới sự cộng hưởng của tiếng đàn, Tùng Tỉnh Chính Điền cũng tự cảm thấy khả năng ứng phó và xuất chiêu của mình đều chậm đi một nửa nhịp. Đừng nghĩ rằng nửa nhịp thì không có gì to tát, vào lúc quan trọng thì việc này có liên quan đến cả tính mạng con người. Cứ như thế, bằng sự bổ trợ của tiếng đàn, hai nữ cao thủ nhà họ Phí đã giao đấu với Tùng Tỉnh Chính Điền đến cả trăm lần. Mãi đến tận lần thứ 300, Tùng Tỉnh Chính Điền mới có được cơ hội. Quả chùy của anh ta bay đến đập nát chiếc đàn cổ tranh. Thấy tình huống đó xảy ra, Phí Thanh Sơn vội nói. Phí gia xin nhận thua trận này, cả hai người đều rút lui. Tùng Tỉnh Chính Điền vẫn lợi dụng cơ hội, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục nhảy lên phía trước định bụng cho hai nữ cao thủ nếm mùi lợi hại. Quả thiết chùy như sắp lao vào người Phí Điệp Vũ. Chương 2184, khí thế ngút trời. Tuy nhiên, một bàn tay gầy guộc từ không trung ấn chặt thiết chùy. Bàn tay đó tuy rằng gầy guộc nhưng lực vô cùng vững chắc. Mặc dù Tùng Tỉnh Chính Điền có dùng lực như thế nào, thì thiết chùy vẫn không hề nhúc nhích. Phí đại sư đã đại diện các cô ấy nhận thua rồi, nếu đấu thêm nữa chỉ lãng phí sức lực thôi. Tùng Tỉnh tiên sinh, nên giữ chút khí lực đi. Chí Giã đại sư của Thiếu Lâm tự nói. Tùng Tỉnh Chính Điền tức giận liếc mắt lườm lão hòa thượng, nhiều chuyện, này một cái. Sau đó xoay người lại. Y hiểu, nếu đấu với lão hòa thượng này thì sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Bởi vì, vừa rồi Điền Ngũ Nhập Nhị đại sư có nói rằng lão hòa thượng này bản lĩnh rất ghê gớm. Tùng Tỉnh Chính Điền não có bị ngâm nước cũng chẳng chọc vào những nhân vật như vậy. Nếu như phá hỏng kế hoạch của Hoành Đoạn gia thì không bị mổ bụng mới là lạ. Phía dưới, Phí gia đã có 4 đối thủ tời khỏi, chỉ còn lại Phí Thanh Sơn và Diệp Phàm còn có tư cách tham chiến. Còn Hoành Đoạn gia thì còn lại 3 người còn đủ tư cách tham chiến. Chí Giã đại sư nói, nhìn Hoành Đoạn gia một cái, nói tiếp. Tiếp theo đến lượt Hoành Đoạn gia rồi. 3 người Hoành Đoạn Cửu Hạ nhìn một cái rồi đều đứng bật dậy, lập tức, toàn bộ đấu trường đều có chút kinh ngạc. 3 người bọn họ đồng thời xuất mã, xem ra muốn dở chiến thuật quần chiến rồi. Tâm tư của Hoành Đoạn gia Diệp Phàm không khó suy nghĩ ra, phỏng chừng bọn họ tự nhận ra rằng trong 3 người bọn họ, bất kỳ người nào nếu một mình đấu thì sẽ không đấu lại được Phí Thanh Sơn. Cho nên, có lẽ là muốn lợi dụng hợp luyện bí công, Brokeback Thủ. Bí công này chính là nhằm vào Phí Thanh Sơn. Chỉ có điều Diệp Phàm trong lòng có chút chua xót. Hiện giờ Phí Thanh Sơn bị thương công lực còn chưa khôi phục, bất kỳ một ai trong 3 người này cũng không phải là người mà ông có thể chống đỡ được. 3 người hợp kích, vậy đối tượng liền biến thành Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh. Nếu là đơn chiến thì mình tự nhận còn nắm 50-50. Cái này là 3 người cùng đánh, tỷ số thắng chắc chắn là có số không rồi. Phí Thanh Sơn nhìn Diệp Phàm một cái, hai người nện những bước chân cứng trãi hướng vào giữa sân. Lập tức, những chàng vỗ tay như sấm, trực kích trời cao mà đi. Đương nhiên, đối với Diệp Phàm, Hoành Đoạn gia nhìn thấy người này quá trẻ tuổi. Cho nên Hoành Đoạn Cửu Hạ,
Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang và Tùng Tỉnh Chính Điền đều tập trung vào Phí Thanh Sơn. Còn Diệp Phàm thì ba người căn bản chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Diệp Phàm lúc này biến thành vật làm nền rồi. Diệp Phàm cùng Phí Thanh Sơn đứng song song, ba người của Hoành Đoạn gia cũng đứng song song. Năm người cứ rằng coi như vậy mà không có bất kỳ động tác nào, không khí trở nên yên lặng đến độ một cây kim rơi cũng đều có thể nghe thấy tiếng. Cao thủ tỉ thí, trước hết là tỉ thí sự nhẫn nại và lực cân định. Cứ như vậy, ước chừng đứng nửa giờ. Mời. Phí Thanh Sơn và Diệp Phàm đồng thời mở miệng. Mời. Người của Hoành Đoạn gia cũng khách khí nói. Đột nhiên, ba bóng người Hoành Đoạn gia nhoáng lên một cái, hình thành một hình chùy đồ tam giác, tản ra công kích hướng về phía Phí Thanh Sơn. Còn Diệp Phàm căn bản là bị ba người ở ngoài vòng tam giác. Dường như trong trận chiến này Diệp Phàm chẳng có chút liên quan nào. Nếu Phí Thanh Sơn bây giờ Diệp Phàm đảo là có thể đứng một bên quan chiến được. Tuy nhiên, Diệp Phàm không thể đứng được nữa rồi. Bàn tay phải của hắn vừa động, vừa mới ra tay hắn dùng khai bi thủ của Lô ra. Thuật khai bi này, nếu như luyện đến cực điểm thì một trưởng đi xuống có thể chém vỡ một tấm bia đá. Với năng lượng của Diệp Phàm bây giờ thì đừng có nói đến tấm bia đá mà cả một căn phòng cùng bổ thành đôi. Hơn nữa, khai bi thuật này tương đối âm lạt, xuất trưởng tiến vô thanh vô tức, khiến bạn có cảm giác người này đang luyện hoa bả thức. Đến khi cách bạn chừng một mét thì tính bùng nổ của trưởng lực mới có thể giống như một quả khí cầu đột nhiên bị nổ tung. Thường thường, lúc này đối thủ sẽ không kịp trở tay. Diệp Phàm đã thử đến N lần rồi, trăm lần hiệu nghiệm cả trăm. Quả nhiên, gặp phải sự công kích từ trưởng lực của Diệp Phàm. Tùng Tỉnh Chính Điền có chút khinh miệt liếc mắt lại, chân tùy tiện đá một nhát về phía Diệp Phàm. Còn bên này, Tùng Tỉnh Chính Điền hung hăng tấn công Phí Thanh Sơn. Lúc này, Phí Thanh Sơn chịu sự tấn công dồn dập của cả ba người. Phí Thanh Sơn thấy vậy, đương nhiên là vui mừng rồi. Biết Tùng Tỉnh Chính Điền bị Diệp Phàm làm cho mê muội rồi. Hắn thi triển Hổ Ưng Công đi ra, xoay một cái tránh sự công kích của Hoành Đoạn Cửu Hạ và Hoành Đoạn Tiểu Lang Điền, còn một chân thì đá về phía Tùng Tỉnh Chính Điền. Cước này của Phí Thanh Sơn tuyệt đối là để phô trương thanh thế, ông phải dụ để Tùng Tỉnh Chính Điền dồn hết công lực về phía mình, để bên kia Diệp Phàm có thể ra tay. Tùng Tỉnh Chính Điền vừa thấy, quả nhiên là trúng kế. Y dồn nội khí đánh vào đùi phải của Phí Thanh Sơn. Quyền này ít nhất cũng phải tốn đến 9 phần khí lực của Tùng Tỉnh Chính Điền, còn một nửa phần là dồn để đá vào một chân của Diệp Phàm. Một quyền này, khí sóng ở không trung hình thành một lồng khí mà mắt người bình thường khó lòng mà nhìn thấy được. Tùng Tỉnh Chính Điền đột nhiên đổi quyền thành trưởng, thi triển thuật Brokeback của Hoành Đoạn gia. Hai người còn lại thấy vậy, cũng lập tức liên hợp công kích, tất cả đều chuyển quyền thành trưởng đánh về phía Phí Thanh Sơn. Phí Thanh Sơn thấy trưởng lực của Diệp Phàm cũng sắp đến rồi mà hắn chưa tránh ra còn hung hăng đá về phía Tùng Tỉnh Chính Điền. Hơn nữa, còn bất chấp sự hợp kích của hai người Hoành Đoạn Cửu Hạ ở phía sau, để nguyên phần sau lưng cho hai người này. Diệp Phàm trong lòng cảm thấy bi thương. Hắn biết, Phí Thanh Sơn đang lấy thân mình làm mồi nhử để Tùng Tỉnh Chính Điền. Sau đó để Diệp Phàm toàn lực hạ Tùng Tỉnh Chính Điền trước, như vậy giải quyết xong một tên, trong nhát mắt Brokeback sẽ mất đi một cánh tay lớn. Hơn nữa dường như Phí Thanh Sơn cũng hiểu được, bản thân mình dưới sự công kích của cả ba người, nhiều nhất chỉ có thể chạy một chút, lúc sau nếu không chống đỡ nổi nữa thì ngã xuống. Cho nên liền quyết định hợp sức với Diệp Phàm đánh Tùng Tỉnh Chính Điền. Thình thịch, mấy tiếng nổ truyền đến, khiến cả lôi đài lắc lư vài cái. Ba, một tiếng, Phí Thanh Sơn bị bốn trưởng của hai người Hoành Đoạn đánh trúng sau lưng, cả người bị đánh bay ra chừng mười mấy mét, máu tươi trong miệng phun ra, người không thể đứng dậy nổi nữa. Sư bá, Diệp Phàm tức giận rồi, dùng 10 thành công lực thi triển khai bi trưởng hung hăng đánh lên người Tùng Tỉnh Chính Điền. Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, sau đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người nhà Hoành Đoạn. Bởi vì, Tùng Tỉnh Chính Điền đã bị một trưởng của Diệp Phàm đánh xa hàng chục mét, mắc ở lan can của lôi đài, máu tươi phun ra giống như pháo hoa vậy. Oanh, một tiếng, giống như một viên đạn pháo đập mạnh xuống bãi cỏ. Lập tức, dưới bãi cỏ bùn tung lên mù mịt đến hơn 10 thước. Còn Tùng Tỉnh Chính Điền thì như thể bị chôn sống vậy. Y đang ở dưới hố sâu chừng 3 mét. Khi người nhà Hoành Đoạn chạy tới, phát hiện sau lưng Tùng Tỉnh Chính Điền không ngờ còn có một vết thương hở lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy cả nội tạng bên trong.
Bên kia, người nhà Phí Gia mời các chuyên gia, bác sĩ đến phẫu thuật tại chỗ. Hắn là cửu đẳng đấy, cửu đẳng đấy. Tùng Tỉnh Chính Điền bị khiêng đi còn dãy dụa nói với lại. Y đang nhắc nhở người của mình phải cảnh giác người thanh niên này, đây là một nhân vật cực kỳ lợi hại, vì thế đừng có khinh địch được, ta đây bị hắn đánh bay xuống đất chứ không phải là Phí Thanh Sơn. Tuy nhiên, Tùng Tỉnh Chính Điền giống lên như vậy cũng khiến mọi người kinh ngạc. Không ngờ người thanh niên này lại giấu tài, không lộ ra mình là cao thủ cửu đẳng như vậy. Hồ đạo trưởng của võ đang tự nhiên trong lòng thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc cùng với Diệp Phàm nắm tay phân cao thấp còn có chút không phục. Nhưng giờ thì lão Hồ tâm phục khẩu phục rồi. Hơn nữa, trong lòng còn cảm thấy phát hoảng, bụng nghĩ cũng may mà hôm qua cậu ta tha cho mình. Người thanh niên này không tồi, biết khoan dung độ lượng. Còn hai người Hoành Đoạn Cửu hạ mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm lúc này đang đỡ Phí Thanh Sơn. Hai lão hồ ly này không nén nổi nỗi khiếp sợ trong lòng. Không thể tưởng tượng được, trên đời này lại có một cao thủ cửu đẳng trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa, nghe tiếng hô của Tùng Tỉnh Chính Điền có thể biết được, người trẻ tuổi này thật đáng sợ. Không ngờ một trường lại có thể khiến cho một cao thủ cửu đẳng bậc khai nguyên như Tùng Tỉnh Chính Điền bị thương thảm hại như vậy. Diệp Phàm, con là niềm tự hào của Phí Gia, con là Tân Ưng Vương của Phí Gia. Lão Phu chính thức rút lui, ta đã mất lực chiến rồi. Danh dự của nước ta, hôm nay dựa vào con rồi. Phí Thanh Sơn nói xong, miệng lại phun ra máu. Đám người Điệp Vũ vội bước lên đỡ ông xuống. Tuy nhiên, Phí Thanh Sơn chết cũng không chịu đi, cứ ngồi trên ghế như vậy để bác sĩ kiểm tra. Phí Thanh Sơn nói xong, bên phía người TQ liền hô lớn, P. Trung Hoa bất bại, Ưng Vương, hãy tiến lên. Những tiếng hô đó hào khí ngút trời. Phải biết rằng, bạn bè của Phí Thanh Sơn có đến mấy người là cao thủ bát đẳng đỉnh giai, còn có 2-3 người là cao thủ cửu đẳng. Hơn nữa đoàn người Phí Gia, mấy chục người đồng thanh hô vang, khí thế có chút kinh người. Những tiếng hô đó khiến cho các bác sĩ và y tá cũng không kìm được, vì vậy cũng lớn tiếng hô theo. Lập tức khiến toàn trường chấn động. Đoàn trợ uy của Hoành Đoạn gia cũng kêu to, đế quốc bất bại, gì gì đó. Nhưng dù sao đây cũng là đang ở nhà họ Phí của Trung Hoa, vì vậy những tiếng hô đó sớm đã bị khí thế ngút trời của bên TQ vùi dập rồi. Ba người lại tiếp tục giao chiến. Không khí lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng thở mà thôi. Nhưng, bên phía TQ chỉ có thể nói rằng, khí thế kinh người. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hiểu, bên mình thua là cái chắc. Bởi vì, bên phía Hoành Đoạn gia là cao thủ cửu đẳng tầng thứ hai, thứ ba. Còn người thanh niên này tuy là cửu đẳng, vừa nãy chỉ là đánh lén được mà thôi. Chương 2185, toàn thắng. Muốn một đấu hai, đó tuyệt đối không thể, không thể có cơ hội lật bàn được. Tất cả người của Phí Gia đều cảm thấy bi thương trong lòng. Đôi mắt Lý Khiếu Phong có chút đỏ, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Diệp Phàm. Ngay cả Chí Giã đại sư của Thiếu Lâm vẻ mặt bi tráng nhìn Diệp Phàm. Ông hận là không lên để đánh một trận được. Trong lòng ông đã chuẩn bị tinh thần là Diệp Phàm sẽ thua rồi, rồi còn chuẩn bị tinh thần cho cả trận tái chiến vào nắm sau nữa. Cùng có suy nghĩ này là mấy người bạn tốt cửu đẳng của Phí Thanh Sơn. À, không ngờ, Diệp Phàm và hai người của Hoành Đoạn gia cùng kêu lên một tiếng, ba bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Bịch, bịch, Diệp Phàm rút lui vài chục bước mới đứng vững lại được. Còn hai người của Hoành Đoạn gia chỉ lùi có 3 bước rồi dừng lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời họ cũng thấy mừng rỡ. Bọn họ có thể khẳng định rằng, Diệp Phàm nhiều nhất cũng chỉ là cửu đẳng bậc khai nguyên mà thôi. Hai người này yên tâm rồi, hạ được Diệp Phàm, là kết quả chắc chắn rồi. Hai người đều có suy nghĩ rằng chút nữa sẽ đùa giỡn với người thanh niên này một phen. Hơn nữa, họ còn ra hiệu cho nhau rằng, hôm nay nhất định phải khiến cho Diệp Phàm ở lại lôi đài này. Tinh anh của người TQ hôm nay nhất định phải bị tiêu diệt ở lôi đài này. Diệp Phàm Trung Hoa kia, cậu có dám cùng với chúng tôi ký tử ước không? Hoành Đoạn Cửu hạ đột nhiên hô to một tiếng, đến nỗi tất cả mọi người ngồi dưới đều có thể nghe thấy được. Hai lão già này không muốn cho Diệp Phàm xuống không nổi lôi đài nữa rồi. Hơn nữa, lão già này thật thâm nho làm sao, gọi Diệp Phàm thôi cũng được rồi. Đằng này còn thêm hai chữ Trung Hoa vào nữa. Hàm ý của điều này ai cũng thể hiểu được. Ý là không phải mày đại diện cho người Trung Quốc hay sao?
Hiện tại mày đã không còn chỉ đại diện cho cá nhân mày nữa rồi. Lão đang ép Diệp Phàm phải, cắn câu. Con chó nhà Hoành Đoạn kia, sao mày lại thâm như vậy chứ? Diệp Ưng Vương, đừng có đồng ý. Bên này, người TQ kêu lớn. Tất cả mọi người đều hiểu âm mưu của Hoành Đoạn gia. Đương nhiên không muốn Diệp Phàm ký tử ước mà bị ngã trên lôi đài này vĩnh viễn. Diệp Phàm, không thể. Ngay cả Phí Thanh Sơn cũng kêu lên, ông lại phun một ngụm máu nữa. Anh Diệp, đừng có ký. Phí Điệp Vũ gấp đến độ thét lớn. Phàm tử, không nên, con còn phải cùng ta đợi Phương Thành trở về. Ta không muốn Phương Thành trở về mà không gặp được con nữa. Sư mẫu Tô Lưu Phương hai mắt đỏ au, nói. Ưng Vương, đừng ký. Hồ đạo trưởng cũng hô lớn. Lại có người hô. Ưng Vương, sang năm lại đấu tiếp. Đông Á bệnh phu lại lộ đầu rồi, ha ha. Tiểu Điền Lang của Hoành Đoạn ra cười to nói. Đông Á bệnh phu. Đông Á bệnh phu. Lúc này tiếng la ó càng lúc càng to. Đoàn trợ uy của Hoành Đoạn ra át hết cả tiếng của bên phía TQ. Ký. Giọng nói của Diệp Phàm đột nhiên ở giữa lôi đài vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đấu trường im lặng như tờ. Mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, ngay cả người của Hoành Đoạn ra cũng sững sờ. Trong lòng tự nhủ sao có thể có chuyện này được, đây là một tên ngốc sao. Diệp Phàm, phải suy nghĩ cẩn thận. Lúc này Chí Giã Đại Sư kêu to, ông thi triển thuật sư tử hống của Phí gia để thức tỉnh Diệp Phàm, ông cho rằng Diệp Phàm có chút nóng đầu rồi. Nghĩ kỹ rồi, ký. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Lấy khế ước ra đi. Chí Giã Đại Sư bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó ông và Đốn Điền Ngũ Thập Nhị làm nhân chứng, cũng ký vào khế ước. Chàng thanh niên, Đốn Tiền tôi khâm phục cậu rồi đấy. Tân Ưng Vương của Phí gia, quả nhiên là có khí khái. Đột nhiên Đốn Điền Ngũ Thập Nhị nói một câu. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rằng, có lẽ sau này sẽ không gặp được một thiên tài như vậy nữa. Bởi hôm nay hắn chắc chắn sẽ bị ngã trên lôi đài rồi. Diệp Phàm ký tên xong liền cười một cách điên cuồng, ném chiếc bút đi, nói. Người nhà của Diệp Phàm tôi nhờ vào các vị vậy. Yên tâm, người nhà của Diệp Phàm cậu cũng là người nhà của chúng rồi. Hồ đạo trưởng hô trước một tiếng, tiếp theo đó tất cả mọi người TQ đều nói những lời này. Được. Diệp Phàm nói to một tiếng. Rồi bắt đầu ngâm bài thơ. Nộ phát đùng đùng. Lan can đứng tựa. Trận mưa vừa dứt. Nhắm thẳng trời cao. Uất hận kêu dài. Chí trai quyết liệt. 30 tuổi cắt bụi công danh. 8.000 dặm dầm sương dãi nguyệt. Đừng có lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu. Ích gì rên xiết. Mối nhục tĩnh khang. Còn chưa gội sạch. Hận thù này. Bao giờ mới hết. Cưỡi cỗ trường xa. Dẫm hạ lan sơn nát bét. Bụng đói, vùng lên ăn thịt giặc hồ. Khát, vùng lên chém hung nộ uống máu. Rồi đây giành lại được giang sơn. Về chầu cửa khuyết, tiếng Diệp Phàm ngâm thơ truyền đến, tất cả mọi người cùng hòa nhịp, cùng ngâm bài thơ mãn giang hồng của nhạc phi. Chí Giã Đại Sư tiếng ngâm vang dội nhát, bởi vì nội công của ông lớn nhất, khí thế như hoành. Còn Phí Thanh Sơn thì ngâm một câu lại phun một ngụm máu tươi, tuy nhiên ông không cho ai lau máu của mình. Lý Khiếu Phong giọng bi thương nhất, còn Lý Cường thì cũng rớm nước mắt. Người đàn ông sắt đá này, không ngờ cũng rơi nước mắt. Lên đi, hôm nay Diệp Phàm tôi phải khiến cho Hoành Đoạn gia của Nhật Bản ngã trên lôi đài này. Các người chẳng là cái thá gì cả, câu Đông Á bệnh phu này, các người giữ lấy đi. Nào, lên đi xem nào. Diệp Phàm bật người dậy, thi triển hổ ưng thuật của Phí gia, người bay lên không trung 3-4 mét, tung chân đá về phía Hoành Đoạn cửu hạ. Hừ. Hoành Đoạn cửu hạ hừ một tiếng, hai mắt trợn trừng như chó sói, cùng với Hoành Đoạn tiểu điền lang hợp thành song quyền đánh vào đùi Diệp Phàm. Một tiếng ầm vang. Diệp Phàm bị lực phản kích của hai người nện về phía sau, lăn ra xa vài chục mét. Cổ tay vừa động, huyết trích từ cổ tay bên trái bay ra, giống như một loại hung khí thiên ngoại công kích về phía Hoành Đoạn tiểu điền lang. Ở dưới nội kình, huyết trích từ nhỏ giống như sợi tóc, trên không trung mở tung. Hung mãnh chụp lên đầu Hoành Đoạn tiểu điền lang. Được lắm. Hoành Đoạn tiểu điền lang giống lên một câu bằng tiếng Nhật, một thanh kiếm phản xạ ánh nắng mặt trời, lóe lên sáng quắc tấn công lại huyết trích tử. Hoành Đoạn tiểu điền lang cũng không hề chậm, song kiếm hợp kích đi ra. Diệp Phàm vừa dùng lực, Hoành Đoạn tiểu điền lang bị kéo lên một bước.
Còn Hoành Đoạn Cửu hạ cười âm hiểm, bảo kiếm theo chiếc vòng của Diệp Phàm mà trượt đi lên. Diệp Phàm muốn xoắn lấy bảo kiếm, tuy nhiên lão già này cũng đâu phải hạng vừa, lão cũng có thân thủ cửu đẳng tầng thứ ba mà. Diệp Phàm bên này bị Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang giữ chặt. Bạp, một tiếng, nhanh chóng tung chân lên muốn đá bay bảo kiếm của Hoành Đoạn Cửu hạ. Tuy nhiên, đã muộn rồi. Một tiếng xoẹt vang lên, đùi của Diệp Phàm đã bị bảo kiếm của Hoành Đoạn Cửu hạ rạch một nhát. Máu tươi lập tức phun ra. Chém đứt nó đi. Đoàn Trợ Uy của Hoành Đoạn gia kêu lên. Chém đứt cái thằng cha nhà mày ấy. Một trường trong Đoàn Trợ Uy của Phí gia không kìm nổi chửi thề một tiếng. A! À, Diệp Phàm tức giận, phát hiện cũng may mà bị thương ngoài da. Thân mình bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang. Lão già này muốn tránh, nhưng hổ ưng công của Diệp Phàm quá nhanh. Một trường đánh mạnh vào mặt Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang. Bốp một tiếng, âm thanh giống như quả dưa hấu bị nổ vang lên, cả khuôn mặt Tiểu Điền Lang máu tươi tung tóe. Chỗ mũi bị Diệp Phàm nện vào dường như bị lõm vào. Khuôn mặt của y lúc này thật sự có chút dọa người. Đập vỡ quả dưa hấu đi. Bên phía Phí gia kêu lớn. Tay Brockback. Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang nổi giận, hét to một tiếng. Tay hợp lại kẹp theo thanh bảo kiếm, xiên một nhát về phía trước. Còn Hoành Đoạn Cửu hạ vừa nghe, lập tức cũng làm động tác tương tự. Hai thanh bảo kiếm đụng vào nhau. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Từ hai thanh kiếm, đột nhiên dung hợp thành một luồng hỏa lực. Dường như có thể đốt nóng cả bầu không khí. Trong nháy mắt hình thành nên một dòng diện lưu ma sát cực lớn, đùng một tiếng đánh ập vào người Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thấy toàn thân tê dần, huyết trích tử trên tay cũng bị lôi ra, cả người bị luồng điện lưu này đánh trúng, lăn xa đến mấy chục mét. Toàn thân lúc này đau nhức, xương cốt giống như sắp rơi ra hết vậy. Vết thương trên đùi lập tức phun máu tươi. Hoành Đoạn Cửu hạ và Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang giống lên một tiếng. Song kiếm hợp lại, hai người từ trên không trung bổ về phía Diệp Phàm. A, a, toàn bộ người nhà họ Phí sợ hãi đến mức hai mắt nhắm nghiền, đoán chừng lần này chắc chắn là xong đời rồi. Phí Thanh Sơn khóe miệng co giật vài cái, Lý Khiếu Phong hốc mắt đã ươn ướt. Tuy nhiên, không ai xông lên ngăn cản, bởi đây có liên quan đến danh dự của quốc gia. Dù phải chết cũng phải chết một cách bi tráng. Anh Diệp, Phí Điệp Vũ thảm thiết kêu lên. Phàm tử, ta phải ăn nói thế nào với Phương Thành đây? Tô Lưu Phương cũng rơi lệ. Lưới. Diệp Phàm vội ném vào không trung, túi thiên âm mà một anh bạn tốt người Việt Nam là Nguyễn Cống Ba tặng cho mình lúc này mở lớn. Dưới sự khống chế của Diệp Phàm, chiếc túi mở lớn, hình thành một cái thiên lưới, màu đen. Hai người của Hoành Đoạn gia cầm bảo kiếm đánh vào thiên võng, đùng vài tiếng, chuyện ngạc nhiên lại xảy ra. Luồng khí sóng này không ngờ đã bị thiên võng hút lấy. Diệp Phàm bay lên, chiếc túi hướng về phía hai người mà chụp tới. Nếu như bị trúng vào trong lưới này thì bọn họ chỉ là hai con cá mà thôi. Nổ! Hai người đồng thanh kêu lên, ầm một tiếng, thiên võng bị hỏa nhiệt của bảo kiếm làm bay sang một bên, kéo theo Diệp Phàm bay theo chiếc túi, đến mấy chục bước mới dừng lại. Hơn nữa, lực bùng nổ này tương đối lớn, khi Diệp Phàm dừng lại. Phát hiện dường như tóc mình cũng bị cháy xém rồi. Đột nhiên xoay người, ầm một tiếng. Brockback hình thành kiếm khí sau lưng Diệp Phàm, chiếc áo chống đạn do tổ A chế tạo không ngờ cũng bị luồng khí nóng này làm rách, khiến toàn bộ lưng của Diệp Phàm bị lộ ra. Chương 2186, kiếm lợi lớn. Diệp Phàm nhanh chóng xoay người đá một cước, tuy nhiên lại bị chậm một bước. Bị bảo kiếm của hai người rạch một nhát nữa, máu lại phun ra. Mà đúng lúc này, Hoành Đoạn Cửu hạ tung ra một sợi dây xích, quấn lấy bắp chân Diệp Phàm. Diệp Phàm một bên phải chống lại sự công kích của Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang, một bên lại phải xử lý sợi dây xích trên chân. Không lâu sau, hai chân Diệp Phàm đều bị sợi dây xích của Hoành Đoạn Cửu hạ quấn lấy. Lão già này cười thâm hiểm, Diệp Phàm thiếu chút nữa thì bị ngã rạp xuống. Hắn dùng kình khí toàn thân để giữ thăng bằng. Tuy nhiên Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang công kích vô cùng dũng mãnh. Đợt sau mạnh hơn đợt trước, còn sợi xích của Hoành Đoạn Cửu hạ càng quấn càng chặt, không lâu sau thì quấn được cả người Diệp Phàm. Xuống tay, Hoành Đoạn Cửu hạ dùng tiếng Nhật nói to một tiếng, bảo kiếm của Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang bổ thẳng xuống, hướng về phía ngực Diệp Phàm. Người nhà Phí gia sợ tới mức miệng cứng đơ, không nói được câu nào.
còn người của Hoành Đoạn gia thì phấn khích chờ đợi nhát kiếm đi xuống. Bọn Nhật chết tiệt. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, lúc này trong bụng truyền đến một năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Chiếc vòng trên tay lóe lên ánh bạc, vừa chuyển động trên không trung, ầm một tiếng, chân của Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang lúc này bỗng thấy tê dần. Y cúi đầu xuống nhìn, sợ hãi hét to lên. Chân của ta! Bởi vì toàn bộ chân của y đã bị chiếc vòng kia chặt đứt. Máu mê chảy đầm đìa cả lôi đài. Diệp Phàm xuất toàn lực, chiếc vòng lại lóe lên, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Hoành Đoạn Cửu Hạ, ầm một tiếng kêu giống như lợn bị cắt tiết nữa lại vang lên. Tiếp theo, một tràng âm thanh canh cách nữa lại vang lên, sợi dây xích của Hoành Đoạn Cửu Hạ bị chiếc vòng làm cho tan nát, bay xa đến 7-8 mét. Diệp Phàm miệng cũng phun máu như mưa. Mẹ kiếp! Diệp Phàm sau khi thoát khỏi sợi xích liền vùng lên liên tiếp đánh vào mặt hai người. Hai người này bỗng chốc biến thành một bao cát để Diệp Phàm thoải mái đánh, không lâu sau miệng cũng bị chảy đầy máu. Đập chết mày này! Diệp Phàm giống như là võ tòng vậy, vừa la lớn, vừa vung nắm đấm đầy máu liên tiếp đập xuống. Chúng tôi nhận thua nhận thua! Người nhà Hoành Đoạn kêu to. Nhận cái con khỉ, đây là khế ước sinh tử, có hiểu không? Diệp Phàm chẳng thèm quan tâm, một cước đi xuống, đùi của Hoành Đoạn Cửu Hạ bị đạp nát. Lúc này y đã đủ điều kiện để gia nhập vào hội người tàn tật rồi. Diệp Phàm quay người lại, nhìn chằm chằm vào Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang lúc này đang choáng váng vì bị đứt chân. Thấy vậy, người nhà Hoành Đoạn lại nói. Phí đại sư, chúng tôi nhận thua, chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả những điều kiện của các ông. Được lắm Diệp Phàm. Phí Thanh Sơn khoát tay nói với Diệp Phàm. Sau đó quay sang nhìn người nhà Hoành Đoạn, nói. Việc này các người thương lượng với Ưng Vương đi. Phí gia chúng tôi cũng không muốn giết người, là do các người muốn vậy trước. Đối với chúng tôi mà nói, tất cả những điều kiện đều là hư vô cả. Phải nói một câu, Nhật Bản bệnh phu, trước đã. Bằng không, tôi sẽ giết chết ông ta. Diệp Phàm tiện tay cầm lấy thanh bảo kiếm của Hoành Đoạn ra, nói. Mày giết đi. Hoành Đoạn Cửu Hạ vẫn cứng đầu. Hung tợn nhìn Diệp Phàm nói. Được. Diệp Phàm hô to một cái, giơ thanh bảo kiếm lên định đâm. Chúng tôi là bệnh phu. Lúc này người của Hoành Đoạn gia cùng kêu lên. Các người. Hoành Đoạn Cửu Hạ tức giận nhìn người nhà mình một cái, miệng lại phun máu. Tuy nhiên đã sớm bị một quyền của người nhà Hoành Đoạn khiến cho hôn mê, rồi dìu xuống. Ha ha. Diệp Phàm điên cuồng cười lên mấy tiếng. Nhật Bản bệnh phu, được lắm. Nhật Bản bệnh phu. Lý Khiếu Phong đi đầu, sau đó toàn bộ người của Phí gia đồng thanh hô lớn. Còn đám người nhà Hoành Đoạn, ai nấy mặt đều xám lại như cho tàn. Chúng tôi đồng ý bồi thường Diệp Ưng Vương 2 triệu đô la Mỹ. Lúc này, một lão già của Hoành Đoạn ra đi đến nói. 2 triệu đô la Mỹ ư, nhiều vậy sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói. Ông đây không thiếu tiền. Tuy rằng trong lòng hắn cũng có chút tiếc đấy, nhưng tự nhủ, vì oai danh của quốc gia, vì danh dự của mình, không thèm nhận. Hay là như thế này đi Diệp Ưng Vương, Hoành Đoạn gia ở Nhật Bản còn có mấy hòn đảo, là tài sản của Hoành Đoạn gia. Tuy nói chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng diện tích cũng phải đến 3-4 dặm. Lấy đảo để bồi thường. Lúc này, Phí Nhất Độ đột nhiên cười nói, bởi vì hai bên đều đang thăm dò lẫn nhau, đối với gia tài của Hoành Đoạn gia. Phí Nhất Độ vô cùng hiểu rõ. Hòn đảo nhỏ, 3-4 dặm ư, hình như cũng không tệ lắm. Như thế đi, ông đây rảnh rỗi đến đó bắn chim cũng không tệ lắm. Hai mạng người đổi lấy một hòn đảo, cũng thiệt thật đấy, nhưng không sao, Diệp Phàm này là người đại lượng mà. Diệp Phàm quả nhiên động lòng rồi, nhìn sắc mặt xanh như tàu lá chuối của hai lão già nhà Hoành Đoạn, nói. Vậy hồng đảo cho các người. Lão già của Hoành Đoạn ra bất đắc dĩ mà gật đầu. Cứ như vậy đi, sau này các người còn muốn khiêu chiến nữa thì tôi sẵn sàng nghênh đón. Chỉ cần có đảo để bồi thường là được. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Lão già này, tự nhiên cũng cười khổ không thành tiếng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Người trẻ tuổi, cuồng là bản tính của cậu, nhưng cuồng quá thì không nên đâu. Làm người, phải có chừng mực một chút. Diệp Phàm quay đầu lại. Là một lão già, tuổi tác không rõ bao nhiêu, chỉ biết là không còn trẻ nữa mà thôi. Khuôn mặt tròn, mặc một bộ tây phục,
Trời nắng nóng như vậy nhưng ông ta vẫn không sợ nóng. Lập tức, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về đây. Cảm thấy lại sắp có chuyện để coi rồi. Lời này của tiên sinh là có ý gì? Diệp Phàm quay lại nói. Tôi là Y Bỉ Đế Đức, là người Anh. Cậu không phải muốn hòn đảo nhỏ đó sao? Tôi có sản nghiệp nhỏ bé, mua mấy hòn đảo nhỏ ở Philippines. Chỉ cần cậu có bản lĩnh, trong 3 năm lúc nào cũng có thể khiêu chiến với chúng tôi. Đảo nhỏ cho cậu lấy, tuy nhiên, phải xem cậu có bản lĩnh này không. Lão già này làm ra vẻ nói. Nói xong lão còn liếc nhìn mọi người một cái, nói. Việc này, Chí Giã Đại Sư và Đốn Điền Ngũ Thập Nhị Đại Sư và Phí Thanh Sơn Đại Sư có thể làm chứng. Chí Giã Đại Sư không ngờ nhíu mày, nói với Diệp Phàm. Chàng trai, ta thấy việc này nên dừng lại đi. Thôi đi Diệp Phàm, thế là được rồi. Phí Thanh Sơn cũng vội vàng nói. Đảo của các người tôi sẽ lấy được. Diệp Phàm vẫn cứng đầu nói. Khí phách lắm, tôi sẽ làm chứng. Đột nhiên, Đốn Điền Ngũ Thập Nhị Đại Sư giành lời nói, căn bản không để cho Chí Giã Đại Sư cơ hội ngăn cản. Vỗ tay hoan nghênh làm chứng. Y Bỉ Đế Đức giơ tay lên vỗ. Hai. Chí Giã Đại Sư thở dài, không nói gì được nữa. Sau đó, Chí Giã Đại Sư cùng với Đốn Điền Ngũ Thập Nhị Đại Sư làm công chứng viên. Hai bên ghi lại sự nghị hẳn hoi. Sản nghiệp của Diệp Phàm đã mở rộng đến tận Nhật Bản rồi. Hắn nghĩ bụng, nếu như lần này thành công nữa thì sẽ kiếm được thêm khoản lớn nữa. Trở lại Phí Gia Trang, ở đây đã bày sẵn một tiệc rượu để ăn mừng, đương nhiên Diệp Ưng Vương trở thành tâm điểm rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn chưa lộ tướng mạo vốn có. Buổi tối, Phí Thanh Sơn cùng với mấy người bạn ngồi ở phòng khách, mọi người cùng uống rượu nói chuyện phiếm. Cậu hơi quá rồi. Lúc này Chí Giã Đại Sư nhấp một ngụm trà, sau đó quay sang nói với Diệp Phàm. Theo như Y Bỉ Đế Đức nói, tôi không ứng chiến cũng không được. Bằng không mặt mũi của chúng ta sẽ để vào đâu? Diệp Phàm nói. Đại sư, gia tộc Y Bỉ Đế Đức có phải rất có lai lịch không? Nếu không ông sẽ không kéo Diệp Phàm như vậy, có đúng không? Phí Thanh Sơn hỏi, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào Chí Giã Đại Sư. Hai. Chí Giã Đại Sư lại thở dài, miệng nhẹ nhàng đọc. Thái Sơn Thiêu Lạc Trần Phong. Phi Linh Đang Tuyết Nha Nha. Mỹ Vũ Phiêu Uy Á Đương. Anh Kiều Kiều Y Huyết Tiên. Lang Đức Mộng Lộ Bảo La. Diêu Thái Dương Tương Điền Trì. Sa Sa Đa Bỉ Khố Tao. Thái Cực Huyết Phát Tín Đông. Bồ Đề Tụng Cam Địa Lạp. Phù Pháp Cung Mạc Trần Trần. Chắc hẳn mọi người đã nghe mấy câu này rồi chứ? Chí Giã Đại Sư nói. Có phải đây là 10 đại cao thủ của thế giới năm xưa có đúng không? Hồ Đạo Trưởng giành nói trước. Đúng vậy. Chí Giã Đại Sư gật đầu nói, nhìn Diệp Phàm một cái, ông nói tiếp. Cậu có phát hiện điều gì không? Hình như có anh Kiều Kiều, Y Huyết Tiên, chẳng lẽ gia tộc Y Bỉ Đế có liên quan đến cô ấy? Diệp Phàm không khỏi chấn động nói. Năm đó một trong 10 đại cao thủ là anh Kiều Kiều, Y Huyết Tiên, thật ra còn phải thêm bảo hai chữ Bỉ Đế nữa. Nếu cô ấy còn sống thì có lẽ đã lên đến cảnh giới, tiên thiên đại năng giả rồi. Còn Y Bỉ Đế Đức chính là hậu duệ của Y Huyết Tiên tiền bối. Người này dám thách chiến khi mà biết cậu có thực lực cửu đẳng. Chứng tỏ, hậu duệ của Y Huyết Tiên tiền bối đã có người đạt đến cảnh giới thập đẳng. Cậu suy nghĩ xem trong vòng 3 năm liệu cậu có thể đột phá lên thập đẳng không? Chí Giã Đại Sư vẻ mặt nghiêm túc nói. Không thể. Diệp Phàm lắc lắc đầu, lập tức thấy lạnh trong lòng. Tự nhủ xem ra lần này mình tiêu thật rồi, không ngờ lão già đó lại có lai lịch như vậy. Chi nên, việc này, hai. Chí Giã Đại Sư thở dài, nói. Y Bỉ Đế Đức tính toán được cái này rồi, vì vậy mới mở lời như thế. Tôi ngăn cậu mà mo ngăn được, Đốn Điền Ngũ Thập Nhị Đại Sư của Nhật Bản chắc chắn hiểu được chi tiết. Vì vậy mới nhanh nhỏ quyết định việc này. Diệp Phàm lập tức sắc mặt có chút khó coi. Thôi đi Diệp Phàm, cũng đừng có trầm trọng quá. Con chỉ đồng ý trong 3 năm sẽ thách đấu. Đến lúc đó luận bàn là được. Tuy nhiên đừng có ký khế ước sinh tử gì cả. Có thể đấu với cao thủ như vậy, cũng là một cơ hội tốt. Phí Thanh Sơn nhắc nhở nói. Chỉ có thể như vậy. Tuy nhiên, con sẽ cố gắng. Diệp Phàm đột nhiên nắm lấy tay, trong mắt lóe lên ánh nhìn sáng quắc. Đại sư, tôi có thể xin đại sư giúp một việc được không?
Diệp Phàm đột nhiên nói. Tiểu Ưng Vương, mời nói. Chí Giã Đại Sư vẫn khách khí nói. Chương 2187, chấm dứt. Lần trước ở biệt thự Hồng Diệp của tôi. Diệp Phàm kể lại chuyện Lão Trúc một lần. Diệp Phàm, việc này không cần cậu nhúng tay vào. Yên tâm, Lý Trúc đang ép tôi, cũng tốt. Tin là ngày mai, mùng 1 tháng 6 tôi nhất định có thể hồi phục công lực thời kỳ cường thịnh. Cho đến lúc này, tôi thật ra hy vọng có thể chiến đấu một lần nữa với ông ta. Đã là chuyện của mấy chục năm trước rồi, dù sao cũng phải chấm dứt. Nếu cậu dùng đường tắt giải quyết chuyện này, trong lòng tôi cả đời cũng khó được bình an. Phí Thanh Sơn khoát tay nói, hai mắt đằng đằng sát khí. Tiểu Ưng Vương, cậu không hiểu nỗi lòng của sư bá của cậu. Hào Kiệt phải có chí khí của Hào Kiệt, ông ta như vậy thực rất không phóng khoáng. Người như vậy, vĩnh viễn không làm nên trò trống gì. Ông ta không được xếp vào lục tôn đứng đầu Hoa Hạ, chính vì chút khuyết điểm này. Lục tôn đứng đầu Hoa Hạ, chẳng những xét về nấm đấm lớn, mà còn phải có phẩm hạnh. Đây chính là cái mà chúng ta gọi là võ đức. Người không có võ đức, cho dù nắm đấm có lớn cỡ nào, cũng không thể có được sự kính trọng của người khác. Chí Giã Đại Sư dùng thái độ bề trên để giáo huấn Diệp Phàm. Sư bá cũng là người có chí khí, Diệp Lão Đại trong lòng thầm nói một câu, gật gật đầu nói. Được, việc này tôi không nhúng tay vào. Diệp Phàm ghi nhớ lời dạy của Đại Sư. Tiểu Ưng Vương, tôi phát hiện nội khí bên trong người cậu dường như ẩn chứa một hơi thở kỳ lạ, có thể cho tôi tìm hiểu xem được không? Chí Giã Đại Sư nói. Chẳng lẽ là nội tức mà xương cốt của Bảo Chí Thiền Sư mang lại cho mình bị Chí Giã Đại Sư phát hiện? Diệp Phàm trong lòng cả kinh, tự nhủ lão hòa thượng này có ánh mắt thật lợi hại. Sau đó, gật gật đầu duỗi cánh tay ra. Bàn tay Chí Giã Đại Sư đặt lên trên mạch đập của Diệp Phàm, nhắm mắt hành công kiểm tra. Không lâu sau, Chí Giã Đại Sư mở mắt rất lớn, đến mức sắp trợn tròn, miệng nói. Quái, chẳng lẽ là... không thể nào. Sau mấy câu nói chẳng hiểu ra sao, Chí Giã Đại Sư đột nhiên thân mình chấn động, ngậm miệng không nói. Đại sư phát hiện ra điều gì? Diệp Phàm cũng tò mò hỏi. Phật Nhật, không thể nói, không thể nói. Nếu hữu duyên cậu tự khắc sẽ được duyên. Tuy nhiên, thí chủ, cậu là người có duyên sâu với Phật, tin là cậu gặp may đấy. Chí Giã Đại Sư lại nói mấy lời chẳng hiểu ra sao, rồi không nói thêm gì nữa. Ha ha! Đại sư nhìn ra cái gì? Diệp Phàm, có những thứ không thể cưỡng cầu, cậu nhớ kỹ lời của đại sư là được. Phí Thanh Sơn cũng không hỏi vì sao, còn khuyên Diệp Phàm. Buổi tối, nhóm bạn của Phí Thanh Sơn đều đã ra về cả. Còn lại hai người Diệp Phàm và Phí Thanh Sơn ngồi ở thư phòng. Không hiểu đại sư phát hiện ra điều gì. Diệp Phàm vẫn tò mò. Chí Giã đại sư là cao nhân chân chính, cảnh giới của ông ấy tuyệt đối đã vượt trên thập đẳng, rất cao. Còn đại sư đốn điền ngũ thập nhị của Nhật Bản kia chắc cũng thập đẳng. Lời nói của đại sư đấy Phật tính, cậu phải dùng tâm lĩnh hội. Phí Thanh Sơn nói. Vâng, Diệp Phàm đáp lời, trong lòng tự nhủ chẳng hiểu ra sao cả, cái gì với cái gì thế. Đêm khuya, Diệp Phàm lặng lẽ đi khỏi Phí Gia Trang. Cảm giác có người âm thầm theo dõi mình, phỏng chừng hôm nay mình biểu hiện khá tốt, cho nên dẫn đến sự đố kỵ của một số cao thủ Nhật Bản hoặc tổ đặc công của các quốc gia khác. Cảm thấy không ổn, Diệp Phàm nhắn tin cho Cung Khai Hà. Lão Cung sau khi nhận được tin nhắn lập tức khẩn trương, bảo Diệp Phàm bình tĩnh, ông ta lập tức phái người tới. Không lâu sau Lão Cung gọi điện tới, nói là đồng chí Vương Thành Trạch đã nhìn thấy hắn, bảo hắn dẫn dụ người theo dõi tới Bát Đạt Lĩnh. Diệp Phàm đi thẳng tới Bát Đạt Lĩnh, tìm một nơi hẻo lánh rồi bảo xe về. Còn mình thì giả bộ đang đợi ai đó, đi vào rừng. Diệp Phàm vừa chui vào rừng, lập tức bò trên mặt đất. Không lâu sau, ba bóng người chợt tiến vào rừng cây. Hừ, các vị, muốn làm gì? Diệp Phàm dương đông kích tây, bởi vì hóa âm mê thuật Seto đặc điểm này. Người đang nói ở phía đông, có thể làm cho thanh âm chuyển tới phía tây. Đây lại là sở trường của Diệp Phàm. Ba tên này căn bản là không mở miệng. Rút ra súng lục giảm thanh bắn tới. BA.BA, tiếng đạn vang lên, từng mảng cỏ trong rừng bắn bùn tung lên. Đúng lúc này, ba người này nghe thấy một tiếng hừ lạnh buốt tận xương tủy truyền đến. BA.BA.BA. Rắc. A. Một trận âm thanh hỗn độn và tiếng kêu thảm thiết vang lên, không
Không lâu sau, truyền đến giọng nói của Vương Thành Trạch. Không sao, giải quyết hết, ba con heo Nhật Bản. Diệp Phàm tới trước mặt ba người, đá mấy cước, mắng. Quả nhiên là tổ thần đạo, may là tôi đã thay đổi diện mạo, bằng không, bị phát hiện ra thì đúng là phiền phức rồi. Ừ, ba tên này phỏng chừng có thân thủ ngũ đẳng. Tuy nhiên, ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja của tổ thần đạo khá nổi tiếng. Về khả năng theo dõi thì mạnh hơn chúng ta một chút, cũng là nguyên nhân mà anh không chắc chắn liệu có người theo dõi hay không. Sau này anh vẫn phải cẩn thận, không thể lộ mặt. Bằng không, bọn người kia, biện pháp xấu xa nào bọn chúng cũng có thể dùng được. Vương Thành Trạch gật gật đầu. Hai người nhanh chóng rời đi. Còn chuyện này đều có các đồng chí của tổ đặc nhiệm A đến xử lý hết. Diệp Phàm lặng lẽ về tới biệt thự Hồng Diệp, lập tức bôi nước thuốc khôi phục nguyên dạng. Trong nháy mắt đã tới tháng 8. Trời vừa tối, Lô Vĩ gọi điện thoại tới nói. Diệp ca, gần đây Vu Kiến Thần có vẻ rất phiền muộn. Chẳng lẽ lại thành bánh bích quy có nhân rồi sao? Diệp Phàm hỏi, trước kia nghe nói bí thư đảng ủy công an thành phố Thương Hải, Hứa Chí Cường thường xuyên liên kết với bí thư đảng ủy công an tỉnh, Lý Sương Hải để áp chế Trung Luân. Còn Trung Luân là cục trưởng công an thành phố Thương Hải, cán bộ cấp giám đốc sở. Rất có thế lực ở Thương Hải, thuộc phái mạnh mẽ cứng rắn trong vùng. Còn Hứa Chí Cường, lại là người điều tới từ tỉnh ngoài. Hai người không ai phục ai, thường xuyên, vật tay. Vu Kiến Thần là phó cục trưởng thường trực, kẹp ở giữa hai người rất khó chịu. Hai người đó đều xả giận vào một người không có chỗ dựa vững chắc như Vu Kiến Thần. Nghe nói hôm qua, đồng chí Lôi Phó Hưng của cục trị an trong bộ đưa mấy người xuống Thương Hải tiến hành điều tra ngầm. Bọn họ sẽ ở tại nhà khách Thương Hải. Nhà khách Thương Hải là khách sạn 5 sao. Sau khi ăn tối xong, cục trưởng Lôi cảm thấy hơi mệt, cho nên về phòng trước định nghỉ ngơi. Tuy nhiên, không may, không ngờ gặp mấy tiểu thư cao cấp rằng co không buông. Cứ đòi vào phòng cục trưởng Lôi. Sự việc như này cũng không có gì lạ lùng, xui xẻo chính là lại xảy ra với cục trưởng Lôi. Cho nên, Lôi đại phát hỏa. Khi đó gọi điện thoại cho Hứa Chính Cường. Hứa Chính Cường gọi cục trưởng Trung Luân đến mắng một hồi. Còn đồng chí Trung Luân giận không biết chút đi đâu, vốn Vu Kiến Thần còn đang nằm viện, bởi vì anh ta bị bao tử. Vẫn bị cục trưởng Trung Luân coi bệnh viện là nơi giáo huấn, mắng cho một hồi. Nói cái gì mà vấn đề chị An nghiêm trọng như thế, tiểu thư cũng dám ép khách. Dù sao cũng là chỉ trích phó cục trưởng Vu không xử lý tốt việc trong kêu. Còn ngày hôm sau, cục trưởng Lôi trực tiếp, giết, tới cục công an thành phố. Vẻ mặt nghiêm túc phê bình cục trưởng Trung, đương nhiên cục trưởng Vu bị ông ta mắng như cái vòi phun máu chó, cục trưởng Vu cảm thấy rất oan ức. Lúc ấy không kìm nổi, nói thầm là mình đã nằm viện một tuần rồi. Nào ngờ lời này lại bị tai chó của Hứa Chí Cường và Trung Luân nghe thấy. Cục trưởng Lôi cũng nghe thấy, tuy nhiên, ông ta không nói gì. Nhưng thực ra liếc nhìn bí thư Hứa và Trung Luân, bí thư Hứa vỗ bàn một cái, tuyên bố đình chức của sếp Vu ngay tại trận. Yêu cầu ông ta nghiêm túc kiểm điểm. Sếp Vu cũng nổi giận, nói là việc này ông ta cũng kiến nghị với đảng ủy công an đề nghị sớm tiến hành hoạt động càn quét tệ nạn toàn diện một lần. Tuy nhiên, đảng ủy công an khi đó không coi ra gì. Trung Luân vừa thấy sếp Vu và Hứa Chí Cường đối đầu, đương nhiên đứng nhìn náo nhiệt. Hơn nữa còn ở bên cạnh thỉnh thoảng châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu. Hứa Chí Cường càng giận điên, kêu gào phải miễn hết chức vụ của sếp Vu. Sếp Vu thật sự không nhịn nổi nữa, nói là ông thích sao thì làm vậy. Lô Vĩ nói, lúc trước bảo ông anh Vu đi Thương Hải còn không phải là tham cái cấp bậc giám đốc sở đó sao? Diệp Phàm nói, thành phố Thương Hải là thành phố cấp phó tỉnh, bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố là cấp phó bộ. Còn bí thư thành ủy vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Còn bí thư đảng ủy công an thành phố là cấp giám đốc sở. Theo lý mà nói. Cục trưởng công an sẽ là cấp phó giám đốc sở. Phó cục trưởng thường trực là cấp cục trưởng hoặc phó giám đốc sở. Tuy nhiên, bởi vì thành phố Thương Hải có chút đặc thù. Cho nên, trên tỉnh đặc biệt tăng thêm, cục trưởng công an và phó cục trưởng thường trực đều là cấp giám đốc sở. Diệp Phàm là có ý tốt đưa Vu Kiến Thần tới thành phố Thương Hải, không thể ngờ lại thành cái nhân bánh bích quy. Diệp lão đại không khỏi có chút phẫn nộ, còn việc của cục trưởng Lôi phía bộ. Chẳng qua chỉ là mồi lửa thử thôi. Sau khi gác máy,
Diệp Phàm lại gọi cho Vu Kiến Thần, nói. Vu ca, nghe nói hai ngày nay anh không thoải mái đúng không? Ừ, bênh bao tử cũ, đang nằm viện. Vu Kiến Thần còn định giả bộ ngớ ngẩn, bởi vì anh ta không muốn lại làm phiền tới Diệp Phàm. Hơn nữa, Vu Kiến Thần cho rằng mình không có bản lĩnh, Diệp Phàm người ta đã giúp mình tìm được việc rồi, lại còn phải lo chuyện này nữa. Thứ hai, con người ai cũng thích sĩ diện, cho nên, lúc bình thường, Vu Kiến Thần cũng không muốn để Diệp Phàm biết được tình cảnh của mình. Đúng là thoải mái rồi, bây giờ ở nhà nghỉ ngơi, chẳng cần đi làm nữa. Diệp Phàm hừ nói có vẻ bất bình. Ôi, cậu em, cậu biết rồi. Vu Kiến Thần thở dài, biết việc này Diệp Phàm phỏng chừng đã biết. Anh cứ giấu giếm tiếp đi, giấu đến lúc mất chức, gỡ mũ quan về nhà bán khoai lang cũng được. Diệp Phàm châm chọc nói. Xem ra, cậu biết thật rồi. Hẳn là Lô Vĩ nói cho cậu. Việc này, nói rất dài dòng. Kỳ thật, chuyện phát sinh lúc cục trưởng lôi xuống chẳng qua chỉ là một mồi lửa thôi. Thật ra, Hứa Chí Cường và Trung Luân mới thực sự đang xảy ra tranh chấp. Cậu rời khỏi Nam Phúc lâu lắm rồi, phỏng chừng cũng không biết. Gần đây tin đồn phó giám đốc sở, thường trực tỉnh, Câu Trấn Nam sắp điều đi rồi, cho nên, Hứa Chí Cường và Trung Luân nhìn chúng cái ghế kia. Tuy nói đều là vị trí giám đốc sở, nếu có thể giành được cũng coi như là điều động đồng cấp. Tuy nhiên, đó là con đường bắt buộc để được thăng chức lên giám đốc sở tỉnh. Còn Lý Sương Hải kiêm chức giám đốc sở tỉnh cũng đã mấy năm rồi, tin đồn cấp trên muốn phân chia quyền lực, yêu cầu Lý Sương Hải nhường lại vị trí giám đốc sở công an cho một người khác. Nếu bây giờ có thể ngồi vào vị trí phó giám đốc sở thường vụ, làm 1-2 năm, sau có cơ hội tốt sẽ chuyển lên. Vu Kiến Thần nói. Cho nên, việc phân cao thấp của Hứa Chí Cường và Trung Luân đang đến hồi gay cấn. Anh thành cái nhân bánh bích quy, thời gian này chắc khó chịu lắm. Diệp Phàm nói. Có cách gì đâu, thời buổi này, trong triều có người thì sẽ dễ dàng được làm quan. Cậu cũng biết đấy, tôi ngoại trừ dựa vào người anh em là cậu, thì làm gì có chỗ dựa có phân lượng nào khác. Hứa Chí Cường và Trung Luân đều biết lai lịch của tôi. Tuy nhiên, ông ta không biết quan hệ của tôi và cậu. Cho nên vẫn luôn có chút vung tay múa chân. Gần đây chỉ là càng ngày càng táo tợn hơn thôi. Vu Kiến Thần nói, đầy vẻ bất đắc dĩ. Chương 2188, tiệc đính hôn của Vương Nhân Bàng. Vậy anh cứ nói ra tôi là được rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thôi bỏ đi, cậu cũng không tiện, tôi không thể lại làm phiền cậu được. Vu Kiến Thần thở dài. Được rồi, Vu ca, chúng ta không nói chuyện phiếm nữa, anh có muốn ngồi lên ghế của Câu Trấn Nam không? Diệp Phàm hỏi. Việc mình muốn và thực tế thường không giống nhau, tôi căn bản cũng không dám nghĩ đến. Vu Kiến Thần nói. Muốn thì tôi sẽ giành lấy cho anh. Lời nói của Diệp Phàm rất thận trọng, Vu Kiến Thần trong lòng nóng ran, nói. Cảm ơn, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi. Tuy nhiên, việc này quá khó khăn. Hay là thôi đi, cậu ở văn phòng trung ương cũng không dễ sống. Lãnh đạo nào cũng to hơn cậu, nếu là tôi thì đã sớm xấu chết rồi. Không sao, chúng ta đi giành lấy. Nếu không tranh được thì tính sau, ít nhất, chúng ta vẫn phải tranh. Diệp Phàm giật dây Vu Kiến Thần, nói. Vậy, tôi nghe theo cậu. Vu Kiến Thần lại khôi phục uy phong. Nếu Hứa Chí Cường và Trung Luân đã là hai đối thủ. Vậy chúng ta tìm chuyện nói xấu hai người đó rồi tính tiếp. Đối thủ mà, bớt một người càng tốt, bớt hai người thì tuyệt. Diệp Phàm nói. Nếu quả thật phải xử lý ông ta. Thì lại có một hạng mục có thể làm. Lúc này, Vu Kiến Thần hình như cũng hạ quyết tâm. Hôm nay, anh ta cũng bị ép tới mức không biết phải làm sao. Nếu không đứng lên phản kháng phỏng chừng con đường làm quan cũng dừng lại ở đây. Nói thử xem. Diệp Phàm nói. Tháng 4 năm nay, phân cục khu Khâu Sơn thành phố Thương Hải khánh thành một tòa nhà ký túc xá. Chất lượng công trình này chắc chắn có vấn đề, tôi đang âm thầm điều tra. Cho nên, vốn là không thể thông qua, tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, Trung Luân và Hứa Chí Cương đều ký tên. Sau đó tôi điều tra cẩn thận, tìm hiểu rõ ràng. Công ty xây dựng nhận thầu công trình này là công ty công trình kiến trúc thứ 5 Phi Đằng. Người phụ trách tên là Tống Khải. Nghe nói đây hình như là công ty quốc doanh. Kỳ thật, công ty này đúng là quốc doanh đấy, tuy nhiên, mấy năm trước liền cho Tống Khải nhận thầu. Coi như là mặc chiếc áo khoác quốc doanh thôi. Vu Kiến Thần nói,
Tống Khải có lai lịch đúng không? Diệp Phàm hừ nói. Phải, Tống Khải là họ hàng với Phó Chủ tịch tỉnh quản lý xây dựng. Vu Kiến Thần nói. Anh có bằng chứng chính xác không? Diệp Phàm hỏi. Có. Vu Kiến Thần nói dứt khoát, ngừng một chút rồi nói tiếp. Năm ngoái mấy người chúng ta gặp gỡ ở Thủy Châu, cậu có đề cập đến chuyện này, cho nên, tôi liền lưu tâm. Hơn nữa, thời điểm phát sinh chuyện này tôi đang học ở trường Đảng Trung ương, thật ra không có quan hệ gì với tôi cả. Nếu chất lượng xây dựng đã có vấn đề, những người nhà của cán bộ công an sống trong tòa nhà này lại không có bất kỳ ý kiến gì sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có, như việc rỉ nước nghiêm trọng. Tiêu chuẩn kỹ thuật của xi măng xây tường của mấy hộ mới xây xong đều thiếu nghiêm trọng, thậm chí có thể nói đều là làm ẩu. Bức tường đó có lúc dùng tay sát sát vài cái đã rơi ra mấy mảng bùn, chỉ dùng tay cũng có thể lột đến mặt gạch lộ ra. Còn có, người nhà các đồng chí công an đương nhiên lo lắng, một đám nói rất hăng phía sau lưng. Cũng có người âm thầm viết thư nặc danh, nhưng cuối cùng đều bị ỉm đi. Vu Kiến Thần nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm nói. Buổi tối ngày 6 tháng 8, đối với Vương Nhân Bàng mà nói vẫn khá náo nhiệt. Tiệc đính hôn của hai nhà Vương thiếu hai nhà diễn ra tại khách sạn Bắc Kinh. Tuy nhiên, cũng không mời bao nhiêu khách khứa. Những người tới đều là những người bạn thất nhất, đáng tin nhất. Vì tránh gây sự chú ý của các tổ đặc nhiệm ngoại quốc. Cho nên mấy vị lãnh đạo của tổ đặc nhiệm A đều không lộ mặt. Cuối cùng, đồng chí Cung Khai Hạ ủy thác cho Diệp Phàm toàn quyền đại diện cho tổ đặc nhiệm A tặng một phần lễ vật cho Vương gia. Còn Phó chủ nhiệm Khâu Hoa đại diện Chủ tịch Đường. Còn có Phó trưởng Ban Thư ký Chính phủ thay mặt Thủ tướng Khang tới tặng quà. Đối tượng mà những người này nhằm vào đương nhiên là Chủ tịch Cố vấn đặc biệt, đồng chí Vương Thành Trạch. Còn khách khứa của Tiếu gia chủ yếu là trong quân đội. Mấy người ngồi đó đều là các tướng quân. Đương nhiên, thanh niên cũng khá nhiều. Đều là những hậu bối đi theo để mở mang tầm mắt. Còn bạn bè của Vương Nhân Bàng đều tới. Ha ha, chủ nhiệm Tiểu Diệp, chúng ta ngồi cùng nhau được không? Tướng quan Triệu Quát không thèm để ý đến ai, vừa đến khách sạn trước tiên chào hỏi Diệp Phàm, kéo hắn cùng ngồi. Xin lỗi Triệu ca, hôm nay tôi không rảnh. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, mỉm cười từ chối. Tiểu tử cậu thì có chuyện gì mà không rảnh? Lúc này, tư lệnh viên Trần ngồi ở bàn bên cạnh sau khi nghe thấy tức giận hừ nói. Tư lệnh viên Trần là thế hệ sau của các tướng quân mở nước. Hơn nữa, con người luôn ngay thẳng. Người ta đã gọi anh là chủ nhiệm Tiểu Diệp, ông ta liền gọi là tiểu tử, Diệp Phàm khá tôn trọng ông ta. Hôm nay người ta là bà mối, các vị tướng quân ạ. Các ông nói xem, có thể rảnh được sao? Lúc này, đồng chí Kiều Hành Sơn ngồi bên cạnh không ngờ mỉm cười. Bà mối, cậu sao? Mười mấy tướng quân ngồi đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tướng quân Triệu Quát lại thốt ra. Diệp Phàm thấy họ nhìn mình chăm chú liền thấy sợ hãi. Tôi, không giống sao. Tuy nhiên, Diệp Phàm nhún vai nói. Toàn thể các tướng quân đều vui vẻ. Trần tướng quân tiếng cười vang dội nhất, chỉ vào Diệp Phàm nói. Tiểu tử cậu chuyện của bản thân còn chưa lo hết, không ngờ còn làm bà mối, hay. Thiên hạ này đây là đạo lý gì vậy? Biết làm sao, ai bảo Vương Nhân Bàng là huynh đệ của tôi. Tuy nhiên, các vị tướng quân đại nhân, tôi đây cũng chỉ là vì, không trâu bắt chó đi cày, chuyện ngoài khả năng. Cái gì mà bà mối? Đến cái lì xì cũng không có. Diệp Phàm giả bộ cay đắng nói. Khi nào mới được uống rượu mừng của cậu, chủ nhiệm Tiểu Diệp? Triệu Quát nháy mắt, cười nói. Sắp rồi, đến lúc đó nhất định mời Triệu lão ca đầu tiên. Diệp Phàm vội nói rồi quay người định chuồn đi. Chẳng lẽ không mời lão Trần tôi, có phải không gọi cậu một tiếng, tiểu tử, nên trong lòng khó chịu. Tuy nhiên, gọi cậu là chủ nhiệm Tiểu Diệp thì tôi không quen. Ở trước mặt tôi, cậu chính là tiểu tử. Tư lệnh viên Trần hừ nói. Tư lệnh Trần, anh chắc không biết, cậu ta thích làm lão đại. Chính Kiều Hoành Sơn tôi gọi nó một tiếng, tiểu tử, nó cũng không vui. Hơn nữa, chính là anh của viên viên là Kiều Thanh Sơn cũng gọi nó là, Diệp ca, anh xem, thế là thế nào, đúng là ngược đời. Lúc này, Kiều Hoành Sơn chen miệng vào. Ôi, biết làm sao được. Người ta có chút năng lực liền bay lên trời. Chính tiểu tử nhà tôi cũng gọi cậu ta là, Diệp ca thật là lạ. Lúc này, Lý Khiếu Phong cũng sờ sờ mấy sợi râu mọc ở cầm, trêu ghẹo cười nói.
Ha ha, bọn họ trêu đùa. Các vị tiền bối, nhất thiết đừng cho là thật. Diệp lão đại vừa nói xong, vội nói tiếp. Các vị tướng quân, bên kia còn bận qua, tôi qua tiếp khách đây. Vừa nói xong, Diệp lão đại chuồn như thỏ. Vương Nhân Bàng mặc sơ mi trắng, chân đi giày đen trông rất phong độ, tóc thiếu chút nữa là sáng bóng lên, cũng không biết dùng bao nhiêu gel trong cửa hàng. Cái bụng của thập lục muội đã nổi lên rất rõ. Cho nên, mặc một chiếc váy rộng thùng thình, chủ yếu là dùng để che cái bụng to. Mẹ Vương Nhân Bàng coi cô như bảo bối. Sợ cô bị ngã rồi gì gì nữa, sắp xếp hai cô gái luôn đi theo bên cạnh. Đi lên bậc thang đều được hai người đỡ, cúi lưng cũng được người đỡ. Còn Vương Nhân Bàng cũng thỉnh thoảng nhìn cái bụng bà xã, tên này trong lòng sướng như điên, đã sớm vội muốn thăng cấp. Tuy nhiên, việc mang thai không thể xê dịch theo ý muốn của mình được, có vội cũng không vội được. Không đến thời điểm đó thì người ta không chịu chui ra, có cách gì chứ? Còn đồng chí Lam Tồn Quân hôm nay thảm nhất, bị Thành Chân sai vặt, chạy lên chạy xuống như quân cờ. Mà còn một cái thảm hơn nữa, chính là đồng chí Vương Long Đông tới từ thành phố Hải Đông, bạn học cũ của Diệp Phàm. Vương Long Đông là do Diệp Phàm mời tới. Bằng không, anh ta căn bản cũng không có tư cách tới đây. Anh ta tuy nói bận tới mức không đặt mông xuống được. Tuy nhiên, anh ta lại giống Lam Tồn Quân. Hai người sau khi ngạc nhiên hết mức, liền vui vẻ rạng rỡ. Hôm nay trong lúc làm việc vặt có thể ngẫu nhiên tiếp xúc với các vị lãnh đạo trong quân giới, chính giới, đây là cơ hội khó có được. Không quan tâm có tác dụng gì không, trước tiên cứ quen mặt rồi tính sau. Đương nhiên, bọn họ trong lòng cũng hết sức cảm kích Diệp lão đại. Cơ hội này chính là do nhị ca tạo ra. Đúng 6 giờ. Hầu hết mọi người đã tới. Diệp lão đại cầm microphone nói. Các vị tiền bối đáng kính, các quý ông, quý bà. Hôm nay tôi chịu sự ủy thác của Vương gia và Tiếu gia chủ trì nghi thức đính hôn buổi của hai người Vương Nhân Bàng và Tiếu Thập Lục Muội. Trong lòng tôi hết sức xúc động, hưng phấn. Chuyện này nói thật cũng là, không trâu bắt chó đi cầy. Diệp Phàm vừa nói đến đây, Vương Long Đông vỗ tay một tiếng nói, hay. Lập tức một tràng pháo tay như sấm dậy, các lão tướng quân đều vỗ tay rồi hô, hay, không khí trở nên náo nhiệt. Đợi mọi người yên tĩnh lại, Diệp Phàm lại nói. Ở đây, tôi trước tiên nói một chút về vụ bê bối của đồng chí Vương Nhân Bàng. Được, mau nói đi. Phí Nhất Độ kêu lên. Buổi đính hôn này của đồng chí Vương Nhân Bàng, cũng là bị ép đấy. Diệp Phàm nói khiến mọi người ngạc nhiên, lập tức mọi người im ắng cả. Lời này là ý gì, lão Trần tôi nghe không hiểu. Hôm nay cậu không giải thích rõ ràng, lão Trần tôi sẽ tét đít cậu. Tư lệnh Trần lớn tiếng nói. Ánh mắt của các đồng chí ở đây đều nhìn Diệp Phàm chăm chú. Ôi, người anh em Nhân Bàng của tôi không muốn tiến vào, Phi Thành, anh ta còn muốn tự do bay nhảy, phóng khoáng thêm vài năm nữa. Tuy nhiên, các vị không phát hiện sao? Nữ chủ nhân hôm nay có gì lạ không? Diệp Phàm nói. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Tiếu Thập Lục Muội, mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, còn Vương Nhân Bàng đứng bên cạnh cũng hơi ngược, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Cái này, Cố Vấn Vương, không ngờ là song hỷ lâm môn. Tư lệnh Trần cười ha hả, đứng lên định ôm Vương Thành Trạch để chúc mừng. Ánh mắt của lão già này đúng là sắc bén, phát hiện vấn đề đầu tiên. Nhất thời toàn bộ hội trường nín thở, rồi toàn bộ cười vang, tiếng chúc mừng thi nhau tuôn ra. Còn Vương Thành Trạch cũng sờ cầm đáp lễ. Vương Nhân Bàng tuy rất xấu hổ nhưng anh ta cũng có vẻ rất tự hào. Anh ta cướp mic hừ nói. Diệp lão đại. Anh cũng phải cẩn thận, đừng để tới lúc đó cũng bị vào, Vi Thành. Anh ta nói xong còn đưa ngón tay chỉ vào Kiều Viên Viên đang đứng cạnh Tiếu Thập Lục Muội. Vừa nghe anh ta nói, ánh mắt mọi người lại tập trung vào Kiều Viên Viên. Tư lệnh Trần đảo mắt nhìn Kiều Viên Viên, Kiều Đại Tiểu Thư lập tức đỏ bừng mặt. Chương 2189, khi nào sinh em bé? Đồng chí Diệp Phàm, lúc nào thì muốn sinh em bé đây? Lý Khiếu Phong thi thoảng mới có cơ hội gặp lên tiếng hỏi. Lập tức cả sảnh đường cười vang. Vương Nhân Bàng cười như vịt kêu, gã rất đắc ý giơ tay ra hiệu với Diệp Phàm, ý là hai chúng ta đều vậy. Ngày 10 tháng 8 vì có mười mấy thư có liên quan đến vấn đề của công an khu Khâu Sơn thành phố Thương Hải. Cho nên Diệp Phàm cùng với ba nhân viên kiểm tra đến thẳng thành phố Thương Hải của tỉnh Nam Phúc. Phó
Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải Đường Đạt dẫn theo chủ nhiệm phòng kiểm tra Thành ủy Trịnh Bình Minh đến đón đoàn người của chủ nhiệm Diệp. Diệp Phàm lần này xuống đây là chứng thực rộng rãi chính sách của thủ trưởng đối với tình hình có liên quan của các đặc khu kinh tế. Buổi tối, Diệp Phàm sẽ nghỉ tại nhà khách Thành ủy. Sau 8 giờ, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Lâm Hiểu Minh tươi cười đến. Từ xa đã cười nói. Chủ nhiệm Diệp có thể về thăm nhà một chút là hạnh phúc của Thượng Hải chúng ta. Đúng vậy Bí thư Lâm, về nhà tâm trạng cũng thật là tốt. Diệp Phàm cũng tươi cười bắt tay Bí thư Lâm. Lâm Hiểu Minh là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Nam Phúc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, cán bộ cấp phó tỉnh. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng hỏi thăm rõ ràng, nghe nói Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hứa Chí Cường cùng nhân vật số 1 Thành ủy này có quan hệ không được tốt, nhưng lại quan hệ rất thân với chủ tịch thành phố Thôi Hạo Chí. Trong này chắc là có chút gì đó rồi. Nếu việc này liên quan đến Hứa Chí Cường, không chừng chỉ cần mình châm mồi lửa, Lâm Hiểu Minh sẽ dựa thế ra tay diệt Hứa Chí Cường rồi. Chỉ cần có thể dùng Hứa Chí Cường luân phiên bôi xấu hai người là được. Về phần sự bất hòa trong nội bộ thành phố Thượng Hải, Diệp Phàm cũng không có nhiều thời gian rảnh như vậy để quan tâm. Hai bên nói chuyện sau đó ngồi xuống. Chủ nhiệm Diệp trước kia đã từng đảm nhiệm chức vụ ở Thủy Châu, bây giờ khu Hồng Liên vẫn rất phát triển. Lâm Hiểu Minh cũng không tiếc nịnh nọt Diệp Phàm, tuy nói là cấp bậc cao hơn chủ nhiệm Diệp, nhưng chức vụ của người của ta có chút chói mắt. Việc này đều là những chuyện cũ năm xưa rồi. Khu Hồng Liên có thể phát triển cũng liên quan lớn đến sự quan tâm của bí thư đoàn. Đương nhiên cũng không thể không kể đến công sức và sự cố gắng của toàn bộ nhân dân và đồng nghiệp ở khu Hồng Liên. Chỉ là tôi cố gắng hơn một chút thôi. Diệp Phàm khiêm tốn cười nói. Biết Lâm Hiểu Minh đến đây có mục đích, có lẽ là muốn thăm dò mục đích mà hắn đến đây. Nếu không liên quan đến y thì y cũng yên lòng. Dù sao, vị trí của mình cũng mẫn cảm, tự hắn xuống dưới càng nhạy cảm hơn, không thể không khiến rất nhiều đồng chí ở Thượng Hải căng thẳng thần kinh. Bởi vì chuyện Giang Đô vẫn còn đó, đã ngã xuống một số lớn cán bộ. Có lẽ, tối nay những cán bộ khác người ở Thượng Hải đều khó có thể ngủ rồi. Chủ nhiệm Diệp quá khiêm nhường. Lâm Hiểu Minh cười nói. Bí thư Lâm, ở đây tôi có chút tài liệu, anh có thể xem. Diệp Phàm thẳng thắn rõ ràng. Thuận tay lấy trên bàn tập tài liệu đưa cho Lâm Hiểu Minh. Lâm Hiểu Minh sắc mặt không thay đổi, cố giấu thanh sắc cầm lấy tập tài liệu sau đó mở ra xem. Xem một lúc lâu xong y trầm mặc một hồi hỏi. Chủ nhiệm Diệp những việc này đều đã xác minh qua rồi sao? Đã xác minh qua, thật ra, chúng tôi đã bí mật cử người xuống dưới điều tra, cho nên, lấy được những tài liệu này. Mà lần này tôi xuống đây. Chính là muốn xem thái độ của Thành ủy thành phố Thượng Hải cùng thái độ của tỉnh ủy Nam Phúc đối với một số lãnh đạo liên quan. Việc này tuy nói thoạt nhìn cũng không phải là rất lớn nhưng chất lượng xây dựng liên quan đến sinh mạng và tài sản của hàng trăm cán bộ công an và người nhà của họ. Cảnh sát nhân dân vất vả bảo vệ bình an cho nhân dân, không thể làm họ lo lắng, đau buồn. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Lâm Hiểu Minh quả nhiên thể hiện thái độ quyết đoán. Anh cho tôi mượn thế, tôi cho anh mượn đao, chúng ta cũng vậy, trong lòng Diệp Phàm thầm cười. Thật ra việc nãy có lẽ Lâm Hiểu Minh đã âm thầm chú ý đến rồi. Chỉ có điều đến nay không tìm được điểm bắt đầu tốt nhất. Lần này mình đến đây đã tạo ra cho y một cơ hội tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm đang ngủ mơ một giấc mơ đẹp. Lâm Hiểu Minh đã lên máy bay đến Thủy Châu thành phố Nam Phúc. Sau 40 phút máy bay đã hạ cánh xuống Thủy Châu, Lâm Hiểu Minh vội vàng đến phòng làm việc của Bí thư tỉnh ủy Nam Phúc Phí Mãn Thiên. Trong lòng Lâm Hiểu Minh hiểu rõ, có thể có dịp này là cơ hội tốt rồi, nhất định phải nắm lấy. Bởi vì Lâm Hiểu Minh gần đây thiếu chút nữa bị chủ tịch thành phố Thôi Hạo Chí ép đến mức không thở nổi. Nếu như có thể nhân cơ hội bổ sung người của mình vào kế nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy Công an, thì có thể bật người đổi khách thành chủ, chiếm hết ưu thế. Lâm Hiểu Minh cũng hiểu được suy nghĩ của Bí thư Phí, Lâm Hiểu Minh là do một tay Phí Mãn Thiên chống đỡ lên, tất nhiên là một thành viên nhà họ Phí. Mà gần đây Phí Mãn Thiên có chút không hài lòng đối với Bí thư Đảng ủy Công an kiêm Cục trưởng Công an Lý Sương Hải. Vẫn muốn tìm cơ hội cách chức Lý Sương Hải. Thế là thế nào, đó là muốn Lý Sương Hải chỉ đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy Sở Công an tỉnh, mà không đảm nhiệm chức Giám đốc Sở. Mất đi chức giám đốc sở thì thân phận bí thư đảng ủy công an tỉnh giống như hổ bị nhổ răng.
Mà Lâm Hiểu Minh vẫn phản đối Hứa Chí Cường là vì Hứa Chí Cường chính là người mà bí thư đảng ủy công an tỉnh ra tay. Không phải là Hứa Chí Cường mạnh bao nhiêu mà là Hứa Chí Cường là người thân cận của Lý Sương Hải. Lâm Hiểu Minh có lo lắng. Điều này buồn cười, nếu việc này có thể làm liên lụy đến Lý Sương Hải, tin rằng cũng là việc mà Phí Mãn Thiên muốn thấy. Ngồi đi Hiểu Minh. Thấy Lâm Hiểu Minh gõ cửa bước vào, Phí Mãn Thiên đặt bút trong tay xuống chỉ vào chiếc ghế xoay đối diện nói. Nhìn Lâm Hiểu Minh một cái hỏi. Sớm như vậy cậu đến đây có chuyện gì gấp phải không? Bí thư Phí, mời ngài xem cái này. Lâm Hiểu Minh hơi có vẻ kích động đưa ra tập tài liệu. Phí Mãn Thiên cũng bình tĩnh cầm tập tài liệu sau đó mở ra xem. Việc trong này đã xác minh chưa? Vẻ mặt Phí Mãn Thiên nghiêm túc hỏi. Là chủ nhiệm Diệp ở văn phòng trung ương xuống cho tôi xem và yêu cầu thành ủy chúng tôi phải nghiêm túc xử lý việc này. Tuy nhiên, Hứa Chí Cường là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an thành phố. Thành phố Thượng Hải chúng tôi không có quyền xử lý, mà đồng chí Trung Luân tuy nói là cục trưởng cục công an nhưng y cũng là cán bộ cấp giám đốc sở. Theo lý thuyết thì thành ủy chúng tôi có thể xử lý y nhưng cấp bậc của y ở đâu cũng không nhỏ. Lâm Hiểu Minh nói, tiểu tử này muốn làm gì? Không ngờ Phí Mãn Thiên đột nhiên nhíu mày, nói thầm một câu, Lâm Hiểu Minh vừa nghe không hiểu ra sao cả. Suy nghĩ một lát, hình như Phí Mãn Thiên nói tiểu tử không phải là chỉ Diệp Phàm. Việc này thật ra kỳ quái rồi. Đồng chí Hiểu Minh, nói suy nghĩ của cậu xem. Phí Mãn Thiên bình tĩnh lại. Kiên quyết, quyết đoán và nghiêm túc xử lý. Một tòa nhà là chuyện nhỏ, nhưng liên quan đến mấy trăm cảnh sát, liên quan đến an toàn tính mạng và tài sản của hàng trăm gia đình. Lãnh đạo Trung ương không phải là thường xuyên nhấn mạnh, trách nhiệm an toàn nặng như núi Thái Sơn sao. May mắn là phát hiện sớm, nếu không sẽ gây ra họa lớn. Lâm Hiểu Minh lặp lại không khác mấy lời nói của Diệp Phàm. Để ở đây đi, cậu cứ về trước. Phí Mãn Thiên vẻ mặt không thay đổi nói. Lâm Hiểu Minh trong lòng vui mừng, ngẫm nghĩ một chút Phí Mãn Thiên cầm điện thoại lên, không lâu điện thoại đã được nối thông. Ba ngày sau, không ngờ không có động tĩnh, Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng liền hiểu ngay. Hóa ra là Phí Mãn Thiên thấy rõ suy nghĩ của hắn, hoặc là ông ta đợi hắn đến làm rõ. Mẹ kiếp, đó là lãnh đạo tỉnh ủy, tất cả đều là người tính. Suy nghĩ của anh đã sớm bị người ta nắm được, Diệp Phàm thầm mắng một câu, không có cách nào đành đáp máy bay đến Thủy Châu. Không đi chắc chắn không được, không có Phí Mãn Thiên gật đầu muốn để Vu Kiến Thần ngồi lên vị trí phó giám đốc sở công an tỉnh chỉ là nằm mơ. Bởi vì, buổi tối hôm trước Diệp Phàm đã thăm dò qua Lô Minh Châu, đã được xác nhận, Câu Trần Nam Mai ra tỉnh nhậm chức, chức phó giám đốc thường vụ sở công an tỉnh tạm thời chưa có tin gì, tỉnh ủy đang trong giai đoạn suy xét. Lúc này phải đi trước một bước giành lấy lợi thế. Nếu bàn về tình cảm của Diệp Phàm và Vu Kiến Thần thì sâu nặng. Người bạn đầu tiên của Diệp Phàm trong ngành công an chính là Vu Kiến Thần. Hơn nữa, mấy năm nay Vu Kiến Thần tuy không giúp Diệp Phàm làm nhiều việc lớn nhưng Diệp Phàm cảm giác thấy gã giống như một ông anh luôn đứng lặng yên quan sát mình. Đối với quan hệ cùng Vu Kiến Thần, Diệp Phàm cảm thấy là tình cảm của anh cả, bạn bè thân thiết. Mà về lợi ích thì rất nhạt. Đồng chí, xin hỏi bí thư Phí có ở đây không? Diệp Phàm đi thẳng đến văn phòng của Phí Mãn Thiên hỏi một người thanh niên tóc húi cua ngồi ở gian ngoài, người thanh niên này hẳn là thư ký của Phí Mãn Thiên. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy lạ, có lẽ Phí Mãn Thiên đã thay thư ký mới. Anh là... Người thanh niên này nhìn Diệp Phàm một cái, thấy người này tuổi không khác mình là mấy, vẻ mặt bình tĩnh có chút kiêu ngạo. Tôi là Diệp Phàm, cậu nói với bí thư Phí một tiếng, ông ấy biết tôi tìm ông ấy có việc. Diệp Phàm khẽ cười nói. Đối với việc người thanh niên có chút kiêu ngạo, Diệp Phàm không để ý. Bây giờ đang lăn lộn lâu trong thể chế, ý chí tất nhiên cũng rộng lớn lên. Không nên so đo thì đừng so đo. Hơn nữa làm người quan trọng hàng đầu của Nam Phúc người ta có kiêu ngạo một chút cũng là bình thường. Cậu nhóc kia lại là một người lả lướt, vừa nghe lập tức ngạo khí trên mặt tiêu tan. Hơn nữa lập tức thay đổi thành vẻ mặt cung kính nói. Được ạ, anh trước tiên chờ một chút tôi đi hỏi. Không lây cậu nhóc đi ra vẻ mặt quái dị nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Bí thư Phí hiện giờ không rảnh, đang bận giải quyết vài việc, ông ấy nói một tiếng sau có thời gian. Nếu không, anh ngồi uống trà một chút. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, giờ đã là 10 giờ,
một tiếng nữa không phải là 11 giờ sao? Không phải là giờ tan làm sao? Cho đến lúc này Phí Mãn Thiên còn có thể gặp mình đó là quá lạ rồi. Trong nháy mắt Diệp Phàm cũng hiểu ra chút gì đó. Đây là Phí Mãn Thiên để mình ngồi phơi nắng đây mà. Chương 2190, sao lại không được? Tuy nhiên, Diệp Phàm lại không tức giận, cười cười với anh chàng kia, không ngờ đặt lại cái ghế vừa nhấc lên, đặt mông ngồi xuống. Chỉ có điều, cái ghế đặt xuống không đúng chỗ, lại vừa hay chặn trước cửa văn phòng Phí Mãn Thiên. Này, đồng chí, chỗ ngồi có thể dịch ra một chút được không? Anh chàng kia vừa thấy đã cuống cả lên, thế này thì chắn mất cửa chính của bí thư tỉnh ủy, sao lại có thể như vậy được? Tuy nhiên, tiểu tử cũng không lỗ mãng, cư xử với Diệp Phàm vẫn có thể nói là khách khí. Bởi vì, anh ta đi theo Phí Mãn Thiên cũng được một năm rồi, cũng biết suy nghĩ. Dựa vào giọng điệu của Diệp Phàm không khó để đoán ra Phí Mãn Thiên khẳng định có quen biết hắn. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người không giống như quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Nếu như nói là thân thích, giống mà cũng không giống, nói là bạn bè, chắc là không thể nào. Tuổi tác hai người kém nhau hẳn một khoảng lớn, trong lòng anh chàng kia lại có chút dao động không hiểu được. Không có gì, tôi thích ngồi ở đây, cậu pha trà đi, không sao cả, không sao cả. Diệp Phàm khá cao giá khoát khoát tay nói. Anh không sao nhưng tôi đây thì có sao đấy. Anh chàng kia mắng thầm trong lòng một câu. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dáng cao giá kia của Diệp Phàm cũng không dám sằng bậy. Có chút bất mãn đứng bên cạnh Diệp Phàm, đúng là ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong. Đành phải rót chén trà đặt lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm dứt khoát khoanh chân ngồi trên ghế, như kiểu lão tăng ngồi thiền nhập định, hơi híp mắt. Đúng là hồn đã bay vào trong mộng. Ước chừng 40 phút trôi qua đến giờ tan tầm, trán anh chàng kia đều toát cả mồ hôi hột. Lúc này, truyền đến một giọng nói. Ô, đây không phải là chủ nhiệm Diệp hay sao, sao anh lại đến đây? Ha ha, là ông anh Đoàn, anh đến đấy à? Diệp Phàm mở mắt ra, cười nói với Đoàn Hải Thiên. Anh chàng kia cuối cùng cũng bớt lo đi một chút. Trong lòng tự nhủ xem ra vị chủ nhiệm Diệp này rất quen với bí thư Đoàn. Sốt cuộc là chủ nhiệm ở đâu? Nhìn thấy bí thư Đoàn mà vẫn còn cao giá ngồi xếp bằng không đứng dậy. May mắn vừa rồi không kéo hắn xuống, bằng không đúng là sẽ gặp phải phiền toái. Không có chuyện gì, vừa mới tan tầm đi ngang qua nơi này không ngờ nhìn thấy anh, trở về lúc nào thế? Hơn nữa, anh thế này là... Đoàn Hải Thiên chỉ hai chân Diệp Phàm, trong lòng lão Đoàn chỉ muốn bật cười. Trong lòng nghĩ không biết lão phi thế nào mà lại đắc tội người này. Người này rõ ràng muốn tìm chuyện để làm, khắp thiên hạ phỏng chừng cũng chỉ có Diệp Phàm mới làm mấy chuyện khác người như vậy. Ngẫm lại có lẽ Phí Mãn Thiên thật quá nuông chiều hắn rồi. Ngồi thiền tu hành, chỗ này của bí thư Phí linh khí đặc biệt dồi dào rất có lợi cho việc tu hành. Hơn nữa cũng là để tôi lây chút linh khí của bí thư Phí ấy mà. Diệp Phàm thản nhiên nói, nhìn Đoàn Hải Thiên một cái, nói. Hay là, ông anh Đoàn cũng cùng tôi lấy chút linh khí đi. Tôi xin cứu, tôi còn có việc phải làm, đi trước đây. Cậu cứ ở lại mà thiền đi nhé. Đoàn Hải Thiên suýt chút nữa bật cười ra tiếng, vội vàng thoát thân đi mất. Lúc này mà ở lại, chốc nữa Phí Mãn Thiên mà xuất hiện thì sẽ rất khó xử. Không ngờ lão Đoàn vừa đi, cửa khẽ vang lên cót két, Phí Mãn Thiên ló đầu ra, nói. Ra hết cả rồi, có cái linh khí gì để cậu lây nữa? Tên tiểu tử nhà cậu, đi ra cho tôi, cùng nhau về nhà ăn cơm đi. Đánh nhau trước cửa nhà lão già này cũng không ngại phiền toái. Tất nhiên, anh chàng thư ký kia lại giật mình kinh hãi. Hai chữ về nhà kia phân lượng quá nặng, đó còn không phải đã nói Diệp Phàm chính là người nhà rồi hay sao? Ha ha, không ngại phiền toái như vậy nếu có cơ hội thế này nữa tôi còn muốn ngày nào cũng đến giữ cửa cho bí thư Phí. Gác cổng cho tể tướng cũng là quan thất phẩm mà. Diệp Phàm trêu ghẹo, dịch ghế đứng lên. Tôi làm sao mời nổi vị tôn thần anh cơ chứ, ông ta còn không rút xương tôi. Phí Mãn Thiên thản nhiên cười nói, từ ông ta này tất nhiên là chỉ ông Đường rồi. Anh thư ký kia lại nghe không hiểu gì hết. Không lâu sau ngồi xe đến ra thuộc lâu số 1 tỉnh ủy. Nghe nói Hoành Đoạn gia bị cậu đánh rất thê thảm, tôi vui lắm, sảng khoái thật. Phí Mãn Thiên ra hiệu cho Diệp Phàm ngồi xuống, bên này cười ha ha mấy tiếng. Tâm tình lão Phí rất tốt. Ha ha,
bí thư Phí mà đã vui vẻ thì nhất định phải có phần thưởng rồi nhỉ. Diệp Phàm nhanh chóng tranh thủ cơ hội này không phải dễ có đâu. Nếu như cậu đến đòi thưởng, tại sao không hỏi anh tôi? Phí Mãn Thiên hơi ngạc nhiên, dường như nhớ ra điều gì. Cười mà như không cười nhìn Diệp Phàm nói. Phần thưởng này bí thư Phí trao là thích hợp nhất, đối với anh mà nói, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà. Diệp Phàm nịnh bợ lão Phí. Ô, nói nghe thử xem nào, có phải là có liên quan đến thành phố Thương Hải hay không? Phí Mãn Thiên thu lại nụ cười, nhìn Diệp Phàm chăm chăm, nói. Cũng có chút liên quan, tôi muốn đề cử với bí thư Phí một người. Anh ta là đồng chí Vu Kiến Thần, phó cục trưởng thường trực cục công an Thương Hải. Đồng chí này tuổi chưa đến 50 tinh lực dồi dào. Diệp Phàm vội vàng khoác lác luôn miệng. Thì ra là thế. Phí Mãn Thiên gật gật đầu, nói. Cậu lần này xuống chịu trách nhiệm chính là để mở đường cho đồng chí Vu Kiến Thần phải không? Làm gì có chuyện đó, tôi xuống là vì việc công. Chuyện của anh ta là tiện thể mà thôi. Diệp Phàm đương nhiên kiên quyết phủ nhận. Ừ, việc này, tỉnh ủy sẽ xem xét. Chuyện này của cậu xong rồi, có phải là cũng nên dẹp đường hồi phủ rồi không? Phí Mãn Thiên hừ nói. Về thăm nhà một chút rồi chuẩn bị trở lại luôn. Tôi tin tưởng lãnh đạo tỉnh Nam Phúc sẽ xử lý tốt chuyện phân nhà công cho công an Thương Hải. Diệp Phàm nói. Nào nào, ăn cơm đi, đừng chỉ nói chuyện công việc nữa. Ở nhà phải thoải mái một chút chứ, cả ngày cứ nghiêm túc mãi sẽ mau già lắm đấy. Lúc này, Chu Thủy Anh bà xã của Phí Mãn Thiên vừa cười vừa chào hỏi. Sau đó, hai người lại nói đến những chuyện nhức nhối không có liên quan. Diệp Phàm tinh tế phát hiện ra rằng, dường như thái độ của Phí Mãn Thiên đối với mình có chút thay đổi. Đoán chừng là do lần tỉ thí với Hoành Đoạn Gia mà nên, lão thái tướng Phí hoặc là Phí Nhất Hoàn đã giải thích điều gì đó. Ngày 14 tháng 8, tan sở, Diệp Phàm đang thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà, cửa bị ai đó đẩy vào mà không gõ hay gọi gì cả. Diệp Phàm đang muốn nổi giận, ngẩng đầu nhìn lên, mấy câu đang định mắng người đành phải gắng gượng nuốt vào trong bụng, vẻ mặt tươi cười, nói. Đồng chí Tiểu Thiên đại giá quang lâm miếu nhỏ của kẻ hèn này có gì chỉ thị vậy? Ha ha ha, lâu lắm rồi chưa cùng nhau uống, tối nay chúng ta đến Hoàng Thành căn không say không về. Hơn nữa, ông em muốn ăn gì cứ gọi, tối nay tôi bao hết. Đồng chí Thiên Thông thiếu chút nữa vỗ ngực. Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ người này có ý đồ xấu gì, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Vậy thì tuyệt quá rồi, chúng ta quen biết cũng hơn nửa năm, chưa từng thấy anh chủ động mời tôi lần nào. Lần nào cũng là tôi mời cả phải không? Anh hôm nay keo kiệt cũng chịu bỏ tiền ra rồi, chuyện quá khác thường nha. Người ta có câu, chuyện quá khác thường tất có, yêu tinh. Yêu tinh ở đâu ra? Em gái của tôi thuần khiết xinh đẹp như vậy sao có thể gọi nó là yêu tinh, được chứ? Thiên Thông cười gượng ha ha một tiếng, giơ tay thân thiết vỗ vỗ vai Diệp Phàm vài cái, Diệp lão đại thiếu chút nữa nhảy bật lên, mắt trợn tròn, kêu lên. Tuyết Hồng đến rồi sao? Đến rồi, có gì kỳ lạ đâu. Tôi người anh cả này ở thủ đô, nó đến chơi vài vòng chẳng lẽ không được, không cho nó đến. Người ta là người nhà quê, chưa thấy được mặt mũi thế giới ra làm sao. Đến thủ đô để mở rộng tầm mắt mà. Thiên Thông vẻ mặt quái dị cười nói. Không đúng, không đúng. Diệp Phàm lắc lắc đầu ngón tay, nhìn Thiên Thông chằm chằm, nói. Chắc chắn anh đang nói dối. Đoán chừng là có việc, hơn nữa, còn có liên quan đến Tuyết Hồng. Tôi có thể có chuyện gì chứ, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta tối nay chỉ là ba anh em uống rượu với nhau thôi, uống rượu với nhau thôi. Thiên Thông lộ ra nụ cười ngây thơ vô hại. Ba anh em, thôi đi, đừng lôi kéo quan hệ lung tung. Tuyết Hồng là em gái của anh, có quan hệ gì với tôi đâu. Diệp Phàm giật mình, nhớ ra một chuyện, lập tức, khuôn mặt kia liền nhăn nhó. Xem, không phải là chuyện em gái tôi vào Đại học Bắc Kinh hay sao? Sao nào, chút chuyện còn con này, còn có thể làm khó cậu đường đường là đại chủ nhiệm văn phòng trung ương hay sao? Đến lúc đó, dựa vào tiếng tăm của anh đi dạo quang Đại học Bắc Kinh một vòng, hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh còn không vội vã mở rộng cửa ra đón khách hay sao? Đồng chí Thiên Thông suýt chút nữa thì đem Đại học Bắc Kinh số 1 nước Cộng Hòa nói thành kỹ viện, cái gì mà đón khách chứ? Chuyện này mà còn con. Anh nói xem, Tuyết Hồng năm nay thi được bao nhiêu điểm, điểm sàn Đại học Bắc Kinh năm nay là bao nhiêu?
Diệp Phàm không tin được mấy lời nói linh tinh của người này, dứt khoát nói thẳng. Ha ha, cũng không kém nhiều lắm. Thiên Thông cười gượng, sờ sờ đầu. Rốt cuộc là bao nhiêu? Diệp Phàm tức giận trừng mắt nhìn người này một cái. Chẳng qua là kém 30. Thiên Thông vươn ba ngón tay, nói ngập ngừng. Chỉ kém 30 điểm, cái này, nếu đi hỏi một chút có khi lại có cách. Diệp Phàm trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra, chênh lệch không phải đặc biệt lớn, dựa vào vai trò đặc thù của Thiên Thông, dù thế nào cũng phải giải quyết chuyện này thật ổn thỏa. Không phải, cái này, không phải. Mặt Thiên Thông không ngờ có chút đỏ ửng. Sao thế, gì mà cái này, rốt cuộc là cái nào? Diệp Phàm tức giận hừ nói, cảm thấy hôm nay người này cứ kỳ lạ thế nào ấy. Phía sau còn thêm một số không nữa, cho nên, ha ha, này có chút khó khăn, khó khăn. Vẻ mặt Thiên Thông ngượng ngùng, mặt lại đỏ thêm chút. Còn thêm một số không nữa, chẳng phải là nói thiếu những 300 điểm hay sao? Còn nói kém một chút, một nửa số điểm rồi, ông nội Thiên Thông của tôi ơi. Người ta điểm trúng tuyển Đại học Bắc Kinh năm nay phỏng chừng ở tỉnh của các anh là khoảng 600. Mà anh giỏi thật, thì được những 360 điểm. Với số điểm này, thậm chí là trung cấp người ta cũng chẳng cần. Tìm một trường đại học rách nát cũng có vấn đề, còn muốn vào Đại học Bắc Kinh, Đại học Bắc Kinh này cũng không phải nhà anh mở ra đâu đấy, mơ tưởng hão huyền quá. Diệp Phàm thiếu chút nữa hét lên. Tôi cũng không phải lão đại, cậu kêu tôi, Tiểu Thiên, là được rồi, cậu mới là lão đại. Diệp Phàm, thế nào, cũng không thể dương mắt nhìn đồng chí Tiểu Thiên xui xẻo chứ. Tốt xấu gì chúng ta cũng cùng một phòng cảnh vệ. Hơn nữa, chúng ta còn cùng nhau đánh lộn cùng nhau náo loạn nhà tù. Thiên Thông vươn mặt tiến lại gần. Đừng có qua đây. Diệp Phàm nhăn nhó mặt mày, ngẫm nghĩ một chút nói. Thế này có được không, anh không phải siêu cấp vệ sĩ của đường hay sao? Không bằng, anh đi nói với chủ tịch một tiếng, chỉ cần ông ấy đồng ý viết vài dòng, Tuyết Hồng muốn vào Đại học Bắc Kinh không thành vấn đề. Hơn nữa, tôi tin, chỉ cần anh mặt dày đi thử, có lẽ ông ta sẽ nể mặt thôi. Không được, không được. Không ngờ Thiên Thông hết sức quyết đoán, kiên quyết lắc đầu bác bỏ cái chủ ý cùi bắp của Diệp Phàm. Sao lại không được? Diệp Phàm nhướng mày, hừ nói. Chương 2191, lễ trọng từ Tuyết gia. Nhà của chúng tôi có tổ huấn, là không được đem đến cho quốc gia bất kỳ phiền toái gì, không đưa ra bất cứ yêu cầu gì đối với quốc gia. Đó là tổ huấn, nếu ai dám vi phạm lập tức đánh cho tàn phế, đuổi khỏi nhà. Thiên Thông vẻ mặt cay đắng nói, Diệp Phàm thấy hắn không giống như đang nói dối. Nhà các anh thật cao thượng nhỉ, chỉ cống hiến mà không cần báo đáp, được mở mang kiến thức rồi. Diệp Phàm tức giận hừ nói, trong lòng vẫn thầm bội phục không thôi. Cũng không phải, nhà chúng tôi cũng không cao thượng như vậy. Cái này, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Quốc gia đã cung cấp cho nhà chúng tôi một loại vật chất cũng đặc biệt như thế. Thứ này các anh cầm thì vô dụng, nhà của chúng tôi cầm thì rất hữu dụng. Đương nhiên, thứ này cũng rất hiếm thấy. Thiên Thông lại không hề giấu giếm. Ồ, rốt cuộc là thứ gì nhỉ, nếu chúng tôi cầm mà vô dụng thì nói ra cũng không sao. Không chừng vận khí tôi tốt có thể gặp được, đem đến cho anh không phải là rất tốt sao. Hai mắt Diệp Phàm chợt lóe sáng, lập tức hứng thú. Trong lòng tự nhủ nhất định có liên quan đến việc luyện công rồi. Đây là bí mật của nhà chúng tôi, cậu lại không phải người nhà của chúng tôi, không thể nói ra được. Thiên Thông lắc đầu, quyết đoán dập tắt lòng hiếu kỳ của Diệp Phàm. Tuy nhiên, Thiên Thông lại nói có vẻ khá quái lạ. Tuy nhiên, nếu cậu có thể cùng em gái tôi, ha ha, vậy thì cậu cũng có quyền được biết rồi. Thôi đi, em gái anh còn là vị thành niên, đồng chí Tiểu Thiên. Lời này mà anh cũng dám nói ra miệng. Diệp lão đại thiếu chút nữa bị sặc, nước trà nghẹn trong họng ho vài cái mới thông. Ai nói nó còn vị thành niên, năm nay nó tròn 17 tuổi rồi, qua mấy tháng nữa là được 18 tuổi. Chỉ là bị thiếu mấy tháng nên bị giảm thành một năm, nếu không cũng đã 18 tuổi rồi. Hơn nữa, nhà chúng tôi cũng không thịnh quy củ vớ vẩn này lắm. Con gái cổ đại 14 tuổi là có thể lấy chồng. 16 tuổi có khi đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi. Mà em gái tôi cũng đã 18 rồi, gì mà còn nhỏ nữa. Diệp Phàm, cậu suy nghĩ một chút, cưới em gái tôi rất có lợi đấy. Riêng một thân tài nghệ của mẹ nuôi tôi cũng đã có thể cho cậu hưởng dụng không hết rồi.
cậu không phải muốn đột phá thập đẳng sao, ha ha. Thiên Thông vẻ mặt đứng đắn, mặt không đỏ tim không đập nói. Được rồi, nói những lời này làm gì, tôi đã có vợ rồi. Diệp Phàm phất phất tay, không muốn nghĩ nhiều về việc này nữa. Thôi vậy, Thiên Thông cũng phất phất tay, hỏi. Việc này cậu có giúp không? Tôi muốn giúp, nhưng không giúp được. Anh xem, điểm thiếu nhiều như vậy. Diệp Phàm lắc đầu, thái độ kiên quyết. Không giúp cũng được, em gái tôi nói, lần này hành lý nó đều mang đến hết rồi, không định trở về nhà nữa. Hơn nữa, nó không sống ở chỗ tôi, chê chỗ tôi không vui, quá bẩn. Tôi liền mang nó đến âm thầm đi dạo một vòng dưới căn biệt thự cổ của cậu, nó rất hài lòng. Nói là lớn như vậy, còn có thể luyện quyền cước. Hơn nữa, nhiều người, rất náo nhiệt. Việc này nó nói quyết định như vậy đi, sống lâu dài ở biệt thự Hồng Diệp. Thiên Thông không ngờ lại trêu chọc. Không được. Diệp Phàm cảm giác giọng nói mình kêu ra có chút giống như đang khóc. Hai lựa chọn, cậu hiểu tính tình của mẹ nuôi tôi rồi đấy. Ha ha, nếu như không được, đến lúc đó em gái tôi khóc lóc ầm ĩ. Mẹ nuôi tôi mà hỏi nguyên nhân, cậu cũng biết được chuyện hồi trước của Thang Đế rồi phải không? Nếu như không phải mẹ nuôi đột nhiên từ tâm, có lẽ Thang Đế đã sớm mất tích ở thủ đô rồi. Ngày đó chỉ là bị trừng phạt một chút thôi. Thiên Thông uy hiếp nói. Còn trừng phạt một chút, Thang Đế bị người ta đập hết hơn nửa. Nghe nói ngay cả nhà cũng suýt nữa bị đập sụp, như vậy mà còn là một chút à. Căn biệt thự rách của tôi làm sao có thể chịu nổi sự phá hoại của cô ấy chứ? Diệp Phàm ngồi xuống ghế, cái này xong đời thật rồi. Trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo, Kiều Viên Viên và Tuyết Hồng đụng mặt nhau sẽ xảy ra chuyện gì, Diệp Phàm quả thực không dám tưởng tượng ra tình cảnh đáng sợ đó. Thực ra, cậu nghĩ xem, em gái tôi ở lại trong biệt thự Hồng Diệp bảo của cậu cũng có cái lợi đúng không? Cậu nghĩ đi, nếu như em gái tôi ở tại biệt thự Hồng Diệp bảo. Mẹ nuôi tôi còn phái hai cao thủ đến bảo vệ nó. Vô hình chung không phải là tiết kiệm chi phí bảo vệ cho các cậu rồi hay sao? Cái này cũng không quan trọng lắm, tôi biết cậu không thiếu tiền. Cái này vẫn chưa phải điều làm người ta hưng phấn nhất đâu. Thiên Thông nói đến đây, tay ra vẻ đang làm ảo thuật sờ vào trong ngực, một tấm da dê mang theo mùi mồ hôi xuất hiện trên tay anh ta. Thiên Thông còn đặt trong tay đưa qua đưa lại. Diệp Phàm vội vàng quét đôi mắt chim ưng tới. Phát hiện trên mặt giấy có rất nhiều chữ nhỏ, dường như còn viết bằng thể chữ triệt. Có điều chữ quá nhỏ, ngoài chữ ra còn có những đường hoa văn uốn lượn như rắn, giống như một tấm bản đồ da dê. Hơn nữa, Thiên Thông chỉ cho Diệp Phàm liếc nhìn một lát rồi lại nhét vào trong ngực. Cùng lắm cũng chỉ là một bí kíp võ công, chẳng có gì lạ cả. Trong lòng Diệp Phàm muốn xem chết đi được, nhưng tên này ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói. Bí kíp võ công, đấy là cậu nói. Chuyện tôi đánh nhau trong nhà tù Hổ Sơn chắc cậu cũng đã nhìn thấy rồi. Thiên Thông bắt đầu khoác lác. Nhìn thấy rồi, mấy tên đội viên phòng chống bạo lực làm sao có thể so được với anh, có gì kỳ lạ đâu. Diệp Phàm giả như chuyện không đáng nhắc tới, hừ nói. Cậu có khả năng chiến đấu bền bỉ đến như vậy không? Thiên Thông hỏi. Đó là bởi vì đẳng cấp của anh cao hơn tôi thôi, nghe nói nội thức của cao thủ thập đẳng lâu hơn so với cao thủ cửu đẳng rất nhiều. Diệp Phàm nói. Ai nói tôi đã thập đẳng? Thiên Thông trách móc. Anh chẳng lẽ còn chưa tới thập đẳng, không thể nào. Tôi cảm thấy anh mạnh hơn tôi rất nhiều. Diệp Phàm nói. Đấy không phải là nguyên nhân, mà chính là nhờ bí thuật này. Gọi là sinh tức thuật. Cái gọi là sinh tức thuật cũng chính là kỹ thuật tuyệt mật của Tuyết gia chúng tôi. Ngay cả đệ tử Tuyết gia muốn học cũng khó có cơ hội, bình thường, loại bí thuật này chỉ truyền cho vài người quan trọng có thực lực đột phá thập đẳng trong tộc. Thiên Thông nói, hơi có vẻ đắc ý liếc Diệp Phàm một cái, biết tên này đang thả mồi câu, nhưng Diệp Phàm cuối cùng không chống cự nổi sức hấp dẫn, vẫn hỏi. Thuật sinh tức này giải thích thế nào? Sinh sôi không ngừng thôi, thật ra là một phương pháp vận động nội tức. Khoa học kỹ thuật hiện đại không phải là sự tuần hoàn trọn vẹn. Cậu xem, vì sao mưa trên trời không bao giờ hết? Hôm nay mưa rồi, mấy hôm sau lại có, đó chính là kết quả của sự tuần hoàn trong thiên nhiên. Mà thuật nội tức cậu không muốn có thể sinh sôi không ngừng trong một thời gian ngắn như vậy sao? Cậu xem tôi ngày đó có phải là đặc biệt đánh nhau rất giỏi hay không, đấu quyền dữ dội mấy giờ liền còn có khí lực. Nếu đổi lại là cậu thì đã sớm mệt mà gục rồi.
chính là do sinh thức thuật này mà thành đó. Nội thức của tôi có thể dùng kỹ thuật này để không ngừng sinh sôi. Cậu có bảo tôi đánh nhau suốt 3-4 giờ cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn làm những động tác rất kịch liệt. Ngẫm lại, trong chiến đấu, nếu có được phương pháp này, chẳng khác nào cậu thoát chết mấy lần. Hơn nữa, phương pháp này cực kỳ hữu dụng trong giai đoạn đột phá. Những người luyện công như chúng ta trong giai đoạn đột phá cần một lượng lớn nội tức chống đỡ. Nếu nội tức không đủ, nhẹ thì khiến đột phá bỏ dở giữa chừng, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bán thân bất toại, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Thông nói, cái này, Diệp Phàm thì thầm trong miệng, đúng có chút dao động. Ánh mắt không khỏi quét về phía ngực của Thiên Thông, trong lòng chỉ hận mình có chút không hăng hái tranh giành. Kỳ thật, nếu cậu muốn, chỉ cần giúp em gái tôi vào đại học là được. Hơn nữa, em gái tôi học đại học cũng chỉ mất nhiều nhất có 4 năm. Không chừng vợ cậu vừa thấy em tôi liền thích ngay ấy chứ. Tôi nghĩ, giữa hai người phụ nữ vẫn luôn có biện pháp điều hòa phải không? Diệp Phàm, cậu bình thường không phải vẫn luôn tự xưng là hoa trung quân tử, cao thủ sát gái hay sao? Con người mà, thực ra thì, ha ha, đám đàn bà con gái, chỉ cần lên giường với cậu, chuyện gì cũng có thể thương lượng được phải không? Thiên Thông nói rất vô sỉ. Diệp Phàm dường như không quen biết người này, trợn mắt nhìn anh ta, thiếu chút nữa nghẹn họng, nói. Anh giật dây tôi lên giường với Tuyết Hồng sao? Vậy mẹ nuôi anh còn không lột da tôi sao? Anh biết tôi đã có vợ, hơn nữa, nước ta cũng không giống như nước nào đấy có thể tam thê tứ thiếp đâu đấy. Hơn nữa, trước tiên tôi phải nói rõ, Kiều Viên Viên là bà xã duy nhất của tôi. Đừng ai có ý nghĩ thay thế được cô ấy. Tôi cũng không nói anh phải bỏ Kiều Đại Tiểu Thư mà, thực ra, người nhân sĩ võ lâm chúng ta kính trọng chính là anh hùng. Tuy nói nước ta không khuyến khích tam thê tứ thiếp, nhưng cậu xem đi, cán bộ bao bổ nhí đẩy ra đấy còn gì. Ai có tiền lại không nuôi vài vợ bé ở ngoài, việc này cũng chẳng có gì lạ cả, tất nhiên tôi cũng chỉ ví dụ thế thôi. Cụ thể làm thế nào là chuyện của cậu, chỉ cần cậu có thể điều hòa chuyện của em gái tôi với Kiều Đại Tiểu Thư là được. Cậu đừng cho Thiên Thông tôi là một tên quái vật, là một tên có thể đẩy em gái mình vào hố lửa. Thiên Thông tôi coi trọng cậu lắm nên mới nói như vậy đấy. Bằng không, người luyện võ bình thường, dám động vào em gái tôi ấy à, đưa chân thì chặt chân, giơ tay thì chặt tay, cho liệt luôn. Tuyết Hồng là em gái của Thiên Thông tôi mà. Thiên Thông nói rồi nói, đầy vẻ lưu manh. Việc này, mẹ nuôi anh đã ngầm đồng ý rồi sao? Diệp Phàm trong lòng thấy lạ mà hỏi. Ha ha, mẹ nuôi đồng ý để ta đưa sinh thức thuật này cho cậu. Cậu cũng biết đấy, cao thủ đều mến tài, đặc biệt là một thiên tài tuổi trẻ kiệt xuất như cậu. Mẹ nuôi nói, dựa vào tốc độ luyện công này của cậu, đột phá 12 đoạn cũng có thể. Hơn nữa, không chừng còn có khả năng đạt tới cảnh giới tiên thiên đại năng giả nữa ấy chứ. Tuyết gia chúng tôi không thiếu những cao thủ đứng đầu, nhưng cũng chỉ có 2-3 người. Con cháu hậu bối rất kém khiến mẹ nuôi thất vọng. Ngay cả đệ tử hậu bối muốn đột phá thập đẳng dường như cũng không tìm thấy. Mẹ nuôi thất vọng đành phải ký thác hy vọng lên con gái. Tự thân Tuyết Hồng không được, chỉ có thể tìm một người có quan hệ mật thiết với nó. Tất nhiên việc này, tôi cũng chỉ đoán vậy thôi. Mẹ nuôi cũng không nói rõ ràng, hơn nữa, Tuyết Hồng chuyện gì cũng không hiểu. Thiên Thông nói, sắc mặt rất nghiêm túc. Thôi được rồi, giúp người thì giúp cho chót vậy. Sinh thức thuật tôi cầm, còn Tuyết Hồng, tôi không có phúc khí đó. Về phần cô ấy có thể chung sống hòa bình với vợ tôi không, tôi sẽ nghĩ xem, chắc sẽ có cách thôi. Diệp Phàm nói, vươn tay ra. Thế mới đúng chứ, không nói sớm, tốn bao nước miếng của tôi, khô cả họng rồi đây này. Thiên Thông vẻ mặt vui mừng, cầm lấy chén trà uống dở trên bàn của Diệp Phàm ửng ực một hơi hết sạch. Ôi, tiền tài động nhân tâm, tôi mềm lòng mất rồi, không thấy được người anh em anh làm khó phải không? Diệp Phàm tiện tay lấy tấm da dê, cẩn thận cuộn lại, đợi lúc nào có thời gian rảnh thì nghiên cứu. Kỳ thực, Diệp Phàm còn có một mục đích khác, tháng 6 sang năm vị trúc lão đó không phải muốn đến đập phá biệt thự Hồng Diệp Bảo hay sao? Đến lúc đó nếu như Phí Thanh Sơn không khôi phục được công lực, mình lại không phải đối thủ của người ta. Gia tộc của tên Thiên Thông đó thành ra có thể lợi dụng được. Chương 2192, điều kiện khi vào ở nhờ. Tuyết Hồng chắc chắn không thể nào dương mắt nhìn biệt thự Hồng Diệp Bảo bị phá tan thành. Huống chi,
sau này trong 3 năm vẫn phải tỉ thí với gia tộc Y Bỉ Đức Đế của nước Anh. Thực sự, lúc không ổn thì hoàn toàn có thể dựa vào ngọn núi Tuyết Gia này. Bằng không, đánh chết Diệp Phàm cũng không để Tuyết Hồng bước vào biệt thự Hồng Diệp Bảo được. Tất nhiên, chuyện phiền toái sau đó sẽ xảy ra. Diệp Phàm chỉ có thể thầm than thở mà nhìn, đành đi một bước tính một bước. Chính là việc cái cô Tuyết Hồng này vào Đại học Bắc Kinh khiến người ta rất đau đầu, điểm thiếu quá nhiều. Diệp Phàm nhận lấy tấm da dê cũng là đã nhận lấy trách nhiệm. Tất nhiên, Thiên Thông lại đưa những tài liệu có liên quan đến Tuyết Hồng nhét cho Diệp Phàm. Ha ha ha! Thiên Thông một tay nhét cặp tài liệu vào tay Diệp Phàm liền ngửa mặt lên trời cười phá lên. Cười cái gì? Diệp lão đại tức giận hừ nói. Cuối cùng cũng được giải phóng rồi, đồng chí Tiểu Diệp, cậu bảo trọng nhé. Thiên Thông vỗ nhẹ vai Diệp Phàm, xoay người định trốn, tuy nhiên, bị Diệp Phàm một tay kéo lại, nói. Không phải anh định mời tôi đến Hoàng Thành căn ăn một bữa sao? Sao đã muốn chạy rồi thế? Tôi không có tiền mà. Thiên Thông ăn vả. Mặc kệ có hay không, bữa ăn này anh không mời không được. Diệp Phàm đùa giỡn. Thôi vậy, lương vừa mới lĩnh xem ra lại phải hết rồi. Thiên Thông đau lòng sờ sờ túi quần, rũ đầu xuống nói. Không phải anh nói còn có hai cao thủ đi cùng Tuyết Hồng hay sao? Là người nào vậy? Diệp Phàm hỏi, có vẻ rất hứng thú. Gặp rồi cậu tự sẽ biết thôi. Thiên Thông cười thần bí, Diệp lão đại trong lòng có chút phập phồng, thầm nghĩ phải chăng lại là hai phụ nữ. Dựa vào lời Thiên Thông nói, trong nhà Tuyết Hồng mẹ nàng làm chủ, vậy thì cao thủ được phái tới bảo vệ Tuyết Hồng kia khẳng định cũng là phụ nữ. Đoán chừng là hai bà già rồi. Bộ dáng chắc cũng không khác Dung Ma Ma trong Hoàn Châu cách cách là bao. Nếu như vậy thì còn được, chỉ sợ lại nhảy ra hai cô nàng óng ẹo, Hồng Diệp Bảo một lúc có thêm ba cô nàng chuyển vào, vậy thì sẽ náo nhiệt đến mức nào? Khi nào thì chuyển đến? Diệp Phàm hỏi. Cậu vội cái gì? Thiên Thông hừ nói. Vội cái đầu anh, dù sao cũng phải chuẩn bị chứ. Bằng không, ba người mạo muội đi vào bà xã còn không ăn sống nuốt tươi tôi hay sao? Diệp lão đại suýt nữa té xỉu vì sự đáng yêu của đồng chí Thiên Thông. Bà xã cái đầu cậu, đừng tưởng tôi không biết, Kiều đại tiểu thư chỉ mới đính hôn với cậu, hai người vẫn chưa thành thân. Chưa kết hôn đã gọi bà xã ông xã, tôi thấy, hai người các cậu cũng không phải là một đôi hiền lành gì đâu. Gian phu dâm phụ thôi. Thiên Thông tức giận hừ nói. Tôi thích thế đấy, anh quản được à? Diệp Phàm cũng nói đầy vẻ lưu manh. Tôi quản làm quái gì? Không nói nữa, tôi đi giúp em gái chuyển nhà đây. Thiên Thông nói. Làm gì mà đã chuyển ngay giờ? Đợi vài ngày đã chứ, tôi còn phải nói với Viên Viên. Công tác tư tưởng cần thiết lắm đấy. Diệp Phàm kinh hãi, vội vàng nói. Đợi cái gì, có khi Tuyết Hồng đã đến biệt thự Hồng Diệp Bảo rồi đấy. Thiên Thông ha ha cười khan vài tiếng. Tên khốn này. Diệp Phàm hết chỗ nói rồi. Vội vàng chạy với tốc độ gấp mấy lần Lưu Tường, vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic 2004 môn chạy vượt rào sông ra ngoài nhấn ga phóng về nhà. Trực tiếp vào tới biệt thự Hồng Diệp. Nhìn thấy Lý Tùng, Diệp Phàm hỏi. Có thấy một cô gái tên là Tuyết Hồng đến đây không? Không có. Lý Tùng lắc đầu nói. Người lạ không được phu nhân và ông cho phép tôi sẽ không cho vào. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm gật đầu. Nhìn Thiên Thông ngồi ghế lái phụ tim chốc lát cũng thả lỏng được một chút. Hai người vừa đi vào cửa biệt thự, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng hừ lạnh của Kiều Viên Viên, nói. Cô là ai, không chào hỏi một tiếng đã ngồi vào chỗ này, đây là chỗ ngồi của ông xã tôi. Đừng nói cô, ngay cả tôi cũng không thể ngồi. Cô nương nhà chúng ta muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó, nói nữa ta cho ăn tát bây giờ. Lúc này, tiếng của một bà già truyền đến. Diệp Phàm quay đầu nhìn Thiên Thông, sắc mặt có chút khó coi. Ha ha, bọn họ tự vào rồi. Tên trông cửa nhà cậu bản lĩnh kém quá, không ngờ lại không phát hiện ra. Hệ thống bảo an như vậy phải cải tiến thôi. Bằng không, cũng may là sư muội của tôi, nếu như gặp phải người xấu thì sao? Vậy nên vì sự an toàn của em gái của tôi, phải cải tiến đi thôi, sửa đi thôi. Thiên Thông một câu nhổ ra Diệp Phàm hoàn toàn không nói được gì. Tên này trừng mắt nhìn anh ta một cái, khẩn trương vọt vào bên trong biệt thự. Phát hiện Kiều đại tiểu thư với Tuyết Hồng như hai con gà trọi, Tuyết Hồng rất nghênh ngang ngồi trên ghế rồng bản nhái mà Diệp Phàm vẫn hay ngồi.
còn Kiều đại tiểu thư đang hai tay chống nạnh chỉ về phía cô ta, bắt cô ta đi xuống. Mà bên cạnh Tuyết Hồng có hai người phụ nữ, một người là hầu có lẽ khoảng 50 tuổi, diện mạo bình thường, thậm chí còn hơi xấu. Người kia thì lại rất xinh xắn, khuôn mặt đó, quả là rất sáng sủa. Thấy Diệp Phàm đi vào, Kiều Viên Viên lập tức dường như rất tức giận chỉ vào Tuyết Hồng hừ nói. Diệp Phàm, chuyện này là thế nào, tùy tiện để người lạ đi vào nhà. Viên Viên, đợi chút anh sẽ giải thích cho em. Cô ấy là Tuyết Hồng, là em gái đồng sự tốt Thiên Thông của anh. Cô ấy đến thủ đô để học đại học, trong khoảng thời gian này muốn ở nhờ nhà chúng ta. Vốn muốn nói với em một chút, tuy nhiên, Thiên Thông nói muộn quá, vừa nói cho anh biết thì bọn họ đã đến rồi. Diệp Phàm vội vàng giải thích một chút. Tuy nhiên, có điều, hắn hừ, nói với Tuyết Hồng. Đây là nhà của tôi, nếu ở nhờ phải hiểu rõ quy củ. Đi xuống cho tôi. Tôi thích cái ghế này, lớn thế này, ngồi rất thoải mái. Tuyết Hồng bĩu môi, bất mãn chừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Cậu giỏi thật, chúng tôi đến đây là nể mặt cậu lắm rồi. Tiểu tử, cút sang một bên cho ta. Lúc này, người hầu gái đứng bên cạnh Tuyết Hồng lạnh lùng nói với Diệp Phàm. Khí thế dọa người, như thể Diệp Phàm chỉ là khách, còn cô ta mới là chủ nhân vậy. Xuống hay không? Diệp Phàm bất ngờ mặt nghiêm lại, chừng mắt với người hầu gái. Tên này, ngọn lửa giận hừng hực dâng lên trong lòng. Qua khóe mắt phát hiện Thiên Thông không lên tiếng, tên này rõ ràng đang xem náo nhiệt. Xuống thì xuống, có gì ghê gớm chứ, bản cô nương cũng chẳng thích cái ghế rách này. Tuyết Hồng hơi sững sờ, đứng lên còn phủi mông mấy cái. Tất nhiên, bản lĩnh của Diệp Phàm cô biết rõ nhất. Cô quét mắt về phía Thiên Thông một cái, phát hiện anh ta không lên tiếng, biết anh trai cũng sẽ không giúp mình, đành phải đi xuống. Tiểu tử, hôm nay bà lão này sẽ cho ngươi biết thế nào là trưởng bối. Người hầu gái kia tức giận, xông về phía Diệp Phàm. Bốp! Hai nắm tay của hai người đụng vào nhau, người hầu gái phải lùi lại 3-4 bước mới đứng được vững. Trên mặt bà ta hiện vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn Thiên Thông. Tuyết Nha, đã nói với bà rồi, hắn chẳng kém tôi là bao. Nếu kém cũng chỉ là kém chút đỉnh, bà còn không tin thì cứ tiếp tục đi. Thiên Thông như thể vô tội nhún nhún vai, nói. Người hầu gái không ngờ lại tên là Tuyết Nha, Diệp Phàm vừa nghe thấy cái tên này, cảm thấy dạ dày đảo lộn, thiếu chút nữa nôn hết những gì ăn tối nay ăn ra. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện ra cô em áo xanh áo trắng, quần ống rộng, trên đầu bện mấy mươi cái đuôi sam nhỏ, ăn mặc rất thuần khiết, giản dị, bên cạnh Tuyết Hồng, hai mắt khẽ chớp chớp. Chỉ có điều, dựa vào kinh lực truyền đến từ trên tay người hầu gái tên Tuyết Nha có thể xác định. Người hầu gái tầm thường này tuyệt đối có thực lực từ thất đẳng khai nguyên trở lên. Hắn trong lòng thầm khiếp sợ, không thể ngờ rằng một hầu gái bình thường của Tuyết gia cũng là một cao thủ. Mà cô gái nông thôn trẻ tuổi bên cạnh bà ta hẳn là thân thủ không cao, trẻ tuổi như vậy, nhiều nhất là tứ đẳng. Diệp Phàm tin tưởng vào nhãn quang của mình, thở phào. Bởi vì, nếu hai cao thủ bảo vệ Tuyết Hồng do Tuyết gia phái tới còn lợi hại hơn mình, như vậy sau này chẳng phải sẽ bị bọn họ ức hiếp đến chết sao? Biệt thự Hồng Diệp này, có khi phải chuyển sang họ Tuyết rồi. Sau này nhớ kỹ, trong biệt thự Hồng Diệp duy nhất chiếc ghế này cô không được ngồi. Còn nữa, giường của tôi cô không được ngủ. Những thứ khác, sau này sẽ bổ sung thêm. Diệp Phàm hừ nói, chỉ vào Kiều Viên Viên nói. Nào Tuyết Hồng, giới thiệu một chút với cô, bà xã của tôi Kiều Viên Viên. Cô gọi là chị dâu hay chị đều được. Chào chị ạ. Không ngờ Tuyết Hồng lại rất biết điều, đứng trước mặt Kiều đại tiểu thư gọi một tiếng rất ngọt ngào, còn kéo nhẹ nhẹ tay áo Kiều Viên Viên, giống như một cô bé đòi ăn kẹo. Hại Kiều đại tiểu thư vốn muốn làm mặt nghiêm mà không làm nổi. Đành phải nói. Chào em Tuyết, chị nói em nghe này, ghế dựa này chuyên để chủ nhân biệt thự Hồng Diệp bảo là chồng chị Diệp Phàm ngồi. Ngay cả chị cũng không được ngồi, em hiểu được điều này là được rồi. Nào, chị dẫn em đi chọn phòng. Sau này cần gì, cứ nói với chị là được. Kiều đại tiểu thư rất biết ăn nói. Vâng ạ, em muốn ở phòng thật lớn, em muốn 5 phòng, không, 6 phòng. Tuyết Hồng vỗ vỗ tay, chạy theo Kiều đại tiểu thư lên lầu. Khuôn mặt của Diệp Phàm lập tức tối sầm. Thiên Thông, anh nói, một mình cô ấy cần 6 phòng để làm gì, sao có thể ở hết được. Diệp Phàm nhún vai nhìn Thiên Thông, nói. Có khi còn chưa đủ ấy,
nó thường thích chiếm nhiều. Ở quê chúng tôi, nó có cả một tòa nhà đấy. Ví dụ, nó thích búp bê phải có riêng một phòng. Bình thường dụng cụ nó luyện quyền cước phải chiếm nguyên một phòng, còn nữa, ví dụ như, thư phòng. Thiên Thông nhún vai, nói có vẻ rất vô tội. Một tòa nhà. Diệp Lão Đại thì thầm một câu, thật sự là hết chỗ nói rồi. Với trình độ học hành đó của em gái anh mà cũng muốn thư phòng chuyên dụng, thì đại học được 300 điểm mà còn muốn vào Đại học Bắc Kinh, thật là. Người anh em nhỏ giọng một chút, chỉ có chuyện này là cậu không thể nói với Tuyết Hồng được. Bằng không, thể nào nó cũng nổi trận lôi đình. Thiên Thông vội vàng nhảy tới bịt miệng Diệp Phàm lại, nhìn nhìn trên lầu, nói. Còn có cách nào khác đâu, nó căn bản học không có năng khiếu. Chỉ nói về việc luyện quyền cước, nó cũng không thích. Luyện đến giờ cũng mới có tứ đẳng, khiến mẹ nuôi tôi tóc sắp bạc trắng cả rồi. Phỏng chừng, sau này, chuyện vui đều phải nhờ vào chúng ta thôi. Chuyện vui, ý gì đấy? Tôi nhìn vừa rồi cô ta biểu hiện cũng biết khá lắm cơ mà. Diệp Phàm nói. Khá cái đầu cậu, khá cái gì? Cậu xem đi, sau khi vào Đại học Bắc Kinh, có lẽ chúng ta 5 ngày 3 bận đều phải thu dọn tàn cục cho nó. Thiên Thông nhăn nhó mặt mày, nói. Diệp Phàm vừa nghe thế, trong lòng trong chốc lát lại cảm thấy lạnh lẽo. Tuy nhiên, vừa về tới phòng, tim Diệp Phàm lại nóng lên. Hắn cẩn thận lấy tấm da dê kia ra. Sinh tức thuật này của Tuyết gia vẫn rất hấp dẫn người ta. Chương 2193, đồ tốt của Tuyết gia. Má nó, rốt cuộc cũng có chút thu hoạch, bằng không đúng là lỗ lớn. Dạo này, khó sống quá đi. Diệp Phàm nói thầm một câu, bắt đầu quan sát tấm da dê. Phát hiện đã rất cũ kỹ, có lẽ là do thường xuyên có người lật xem. Tấm da dê màu trắng hiện giờ đã loang lổ màu vàng, đen. Hơn nữa, mài bóng loáng, có điều, cũng không nhiều nếp nhăn lắm. Xem ra, bình thường được cất giữ rất cẩn thận. Sinh thức thuật, ở tại âm dương. Chỉ âm không lâu dài, chỉ dương thì sẽ nứt. Âm dương dung hợp, sinh thức cực lớn. Thân thể một con người chính là một vòng nội tuần hoàn. Hơn nữa, Diệp Phàm trong lúc đọc nhẩm những chữ này kinh ngạc phát hiện. Nhìn xuống, dường như những nét bút lộn xộn trên tấm da dê đang lóe lên, chuyển động dưới ánh đèn hết sức sống động. Nhìn chăm chăm vào những đường nét đang nhảy múa kia, trong đầu Diệp Phàm hình thành một con đường tuần hoàn, hơn nữa, khí lực lưu chuyển theo con đường đó rất tự nhiên. Tuy nhiên, lúc mới bắt đầu rất gượng gạo, hơn nữa nhiều chỗ không thoải mái. Diệp Phàm biết, cái này cần phải có thời gian rèn luyện dần dần. Không thể nào nắm vững được loại bí thuật này được ngay. Diệp Phàm cũng không vội, cứ luyện tập dần dần thôi. Hai tiếng sau Kiều Viên Viên trở lại, thấy Diệp Phàm đang xếp bằng ngồi trên giường. Biết hắn đang luyện công, liền rón rén đi ra. 2 giờ sau nữa, Diệp Phàm thu công đứng dậy. Diệp Phàm, con bé Tuyết Hồng kia rốt cuộc là ai? Sao anh có thể để nó vào ở nhà mình? Kiều đại tiểu thư chu miệng ra, lời nói có chút ghen tuông. Còn biết làm thế nào nữa, em gái của Thiên Thông? Diệp Phàm thở dài nói ra mọi việc. Vậy là phải ở hết mấy năm rồi còn gì? Kiều đại tiểu thư miệng bĩu càng cao hơn, có thể treo được bình dầu lên rồi. Anh từ chối được sao? Thật ra, em cứ thử chấp nhận là được. Hơn nữa, người ta cũng không bạc đãi chúng ta. Dù sao, Hồng Diệp bảo phòng chống vẫn nhiều. Huống chi, không chừng sau này anh đi công tác em còn có người bầu bạn, không phải sao? Diệp Phàm nói. Hừ, có 2 cô nàng yểu điệu như vậy ở nhà chúng ta. Anh có giữ nổi mình không? Kiều Viên Viên rốt cuộc cũng lộ ra mình đang ghen rồi. Diệp Phàm anh là loại người này sao? Người ta là em gái của Thiên Thông. Hơn nữa không phải vừa rồi nói với em rồi sao? Tuyết gia là gia đình cao nhân, cho dù anh có tà tâm cũng không dám không phải sao? Tuyết gia còn không lột ra anh làm mặt trống chắc. Diệp Phàm vội vàng gắng sức đề cao Tuyết gia, hạ thấp bản thân. Anh có gì không dám, trẻ tuổi đắc chí. Địa vị cao. Hơn nữa, thân thủ cao siêu, đàn bà con gái ai chả thích. Đừng tưởng em không biết, con bé nhà họ Phượng kia vẫn luôn nhớ nhung anh. Còn có con bé Điệp Phú ở phía ra kia, bây giờ lại thêm một cô Tuyết Hồng nữa. Hừ hừ, không nhìn thấy thì em còn mặc anh, nhìn thấy rồi em liền không thoải mái. Kiều Viên Viên hừ lạnh mấy tiếng. Em lại suy nghĩ lung tung rồi, Tuyết Hồng còn vị thành niên. Người ta mới 17 tuổi.
Diệp Phàm anh là loại xúc sinh đó sao? Diệp Phàm có chút đau đầu, đàn bà con gái, ghen tuông rồi là không thể nói lý được nữa. Nghĩ anh cũng chẳng dám. Hai người, một bà hầu gái, một cô nông thôn còn không lột ra anh à. Hơn nữa, em đoán mẹ của Tuyết Hồng nhất định là một cao nhân, Diệp Phàm anh á, cũng sẽ bị đánh cho răng rơi đầy đất. Kiều đại tiểu thư lại đắc ý, cười khanh khách nói. Đã biết còn cười, anh đáng thương lắm đấy. Diệp Phàm vội vàng tỏ vẻ đáng thương, hai tay mở ra, một phen nắm lấy hai vú của Kiều đại tiểu thư, cười nói. Hình như to hơn một chút thì phải, đây có phải chính là Phàm mình hay không? Tên này không đợi Kiều Viên Viên phản ứng lại đã thuận tay lột đồ, xoẹt một cái vang lên tiếng vải vóc bị xé rách. Tấm váy ngủ kia của Kiều Viên Viên sớm bị Diệp Phàm xé thành hai mảnh vải rách bay xuống giường. Tấm thứ N rồi đó, anh thật là thô lỗ quá đi. Còn nữa, anh luyện công xong còn chưa tắm rửa, bẩn lắm, mau đi tắm đi. Kiều Viên Viên vội đưa tay muốn đẩy Diệp Phàm đang đè lên người mình. Bẩn gì, bẩn càng khỏe. Diệp Phàm không quan tâm, hai tay nắm lấy hai trái đào nguyên trên ngực Kiều đại tiểu thư, không lâu sau, cảm thấy khuôn mặt Kiều đại tiểu thư đã đỏ hơn cả hoa đào, hô hấp dồn dập, hơn nữa phía dưới cũng đã ướt từ lâu. Em lại ướt rồi, còn non lắm. Diệp Phàm đắc ý dương cung lên, đầy đe dọa. Không lâu sau, cuộc chiến trong phòng trở nên kịch liệt, diễn ra màn vận động qua lại giữa Thuẫn và Mâu. Theo thời gian, hai người dần dần tiến vào cảnh đẹp, cầm sắt hòa hợp. Đàn bà con gái, chỉ cần làm cho cô ta thoải mái, nỗi tức giận đè nén trong lòng cô cũng sẽ vơi đi phân nửa. Quả nhiên, sau một hồi thân mật, Kiều đại tiểu thư cực kỳ thỏa mãn rúc vào lòng Diệp Phàm như con mèo ba tư. Cô khẽ híp mắt nói. Anh, em hạnh phúc thật. Điều đó là đương nhiên, em xem ông xã em là ai, Kim Thương Bất Đảo Vương, cậu ca mạnh mẽ. Diệp Phàm đắc ý hừ nói. Vậy anh đi tìm cái con Tuyết Hồng đó đi, làm luôn cùng với bà hầu gái kia nữa. Kiều đại tiểu thư đột nhiên mở hai mắt ra, tức giận hừ nói, Diệp Phàm thật muốn vả vào miệng một cái. Cái này, người ta lúc đắc ý thường lỡ miệng, anh đã là Kim Thương Bất Đảo Vương, đó còn không phải giảng kiều hay sao? Tiểu thư không thể để cho anh thỏa mãn, tất nhiên sẽ lại gây sự. Anh đến Hàn Lâm tự luyện quyền đây, đợi sau khi luyện thành thục sinh tức thuật này sẽ truyền cho em. Diệp Phàm khẩn trương muốn chuồn. Anh chú ý sức khỏe, đừng để cảm lạnh, chỗ đó lạnh lắm. Kiều đại tiểu thư quả nhiên lại sót chồng, biết Diệp Phàm gánh vác nhiều trọng trách. Trách nhiệm lớn, áp lực tâm lý cũng lớn. Anh biết rồi, hơn nữa, có Trần Lão ở đó rồi, không phải lo đâu. Diệp Phàm đáp, vội vàng bò dậy chuồn mất. Ôi, đàn bà con gái, chỉ thích ghen tuông thôi. Cái cô Tuyết Hồng này, sau này còn nhiều trò vui để xem lắm. Diệp Phàm đứng dưới biệt thự thở dài. Anh Diệp, có trò gì vui à, dắt em đi cùng được không? Chỗ tối bên cạnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói ngọt ngào của Tuyết Hồng. Diệp lão đại suýt chút nữa giật nảy mình, quay đầu nhìn cô một cái, nói. Cô đang yên đang lành trốn trong góc tối tăm này làm chi, chỗ đại sảnh sáng trưng thì không ngồi, thật là. Em đang đợi anh đi xuống, Tuyết Nha bảo rằng anh sẽ không xuống, đi ôm vợ rồi. Anh Diệp, ôm vợ thoải mái không? Nghe nói phụ nữ cũng rất thoải mái, vậy anh ôm em một cái, em cũng muốn thoải mái một chút. Tuyết Hồng ngúng người nói, Diệp Phàm thiếu chút nữa phát điên. Tuyết Hồng này, đã 17 tuổi rồi mà dường như cái gì cũng không hiểu. Chẳng lẽ là chỉ số thông minh thấp, cũng không giống lắm. Chẳng lẽ là cô ta cố ý nói như thế, thật đúng là chết người, Diệp Phàm chỉ muốn ngất đi. Tuyết Hồng, có một số người không thể ôm lung tung, hiểu không? Ví dụ như, Viên Viên là bà xã của tôi có thể ôm. Nhưng, cô, tôi không thể ôm, như vậy, sẽ làm tổn thương cô. Diệp Phàm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Em không sợ bị tổn thương, em muốn anh ôm một chút thôi. Tuyết Hồng kéo tay của Diệp Phàm làm nũng. Về sau không được phép như vậy, bằng không tôi sẽ không để ý đến cô nữa. Diệp Phàm dùng tay đánh văng tay Tuyết Hồng ra. Chuyện phiền toái lớn như vậy dây vào sao mà sống được, Diệp Phàm thực sự lo lắng Kiều Viên Viên thấy hai người lôi lôi kéo kéo, như thế sẽ chẳng thể nào thanh minh được nữa. Em chỉ muốn anh ôm em một chút. Cũng có phải đòi làm bà xã của anh đâu. Tuyết Hồng mắt đỏ lên, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Diệp Phàm, anh vẫn chưa đi à? Lúc này,
trên lầu truyền đến giọng nói của Kiều Viên Viên. Anh đi đây. Diệp Phàm cả kinh, có chút luống cuống, miệng đáp tay vội vàng vươn ra thi triển hổ ưng công ôm lấy Tuyết Hồng trượt ra bên ngoài, nhét Tuyết Hồng vào trong xe, lái ra ngoài. Cái này, không chạy còn sống sao được. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy phía sau luôn có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Quay đầu lại nhìn, Tuyết Hồng đang nhìn mình không chớp mắt. Không khỏi hỏi. Sao thế? Đúng là có chút thoải mái, không giống như em ôm mẹ. Tuyết Hồng mặt hơi đỏ, trong đôi mắt thanh thuần kia không ngờ lóe lên một nét mị thái chỉ có ở một phụ nữ trưởng thành. Ánh mắt Diệp Phàm lướt qua bộ ngực của cô, chợt phát hiện, ngực của Tuyết Hồng cũng không hề nhỏ. Nếu anh muốn nhìn em sẽ vén lên cho anh nhìn, có điều, không được phép sờ vào. Hơn nữa, em chỉ cho mình anh xem thôi. Tuyết Hồng cũng cảm nhận được ánh mắt có chút đáng khinh của Diệp Phàm không ngờ lại nói thẳng ra như vậy. Trời đất ơi, đồng chí Tiểu Thiên à, cô em gái quý hóa này của anh rốt cuộc đã lớn chưa vậy? Diệp Phàm thầm than thở trong lòng, không dám nhìn nữa, lái xe chạy như điên. Em nói thật đó, không có gạt anh đâu. Tuyết Hồng lại nói thêm một câu, Diệp lão đại vội vàng luyện võ bịt tai. Tuyết Hồng không ngờ lại rất hứng thú với Hàn Đàm. Cô ngồi bên ngoài, tự mình chơi đùa, tôi xuống nước đây. Miệng Diệp Phàm hất về phía tấm đệm ngồi bên cạnh, nói, cái này, tất nhiên là Trần Khiếu Thiên sau khi nhận được điện thoại của Diệp Phàm đã chuẩn bị chu đáo. Không được, em cũng muốn xuống nước, em luyện cùng anh, mẹ em nói, nam nữ luyện công cùng nhau rất có lợi. Tuyết Hồng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cái này sao được, lúc tôi đi xuống không mặc quần áo đâu đấy. Bởi vì quần áo mặc trên người bị ướt sẽ càng lạnh hơn, dán vào người sẽ đột ngột bị cảm. Hơn nữa, dính dấp không tiện luyện công. Diệp Phàm vội vàng giải thích. Anh cởi em cũng cởi, không sao cả. Chúng ta chỉ đang luyện công thôi mà. Tuyết Hồng nói xong một phen tháo luôn hai cái cúc áo, đôi đào nguyên khỏe mạnh hơi ửng đỏ đó lập tức khoe ra như bùng nổ trước mặt Diệp Phàm. Hơn nữa, bên trong không hề có bra. Cho nên, cảnh xuân vô hạn, núi non sông nước được vẽ ra. Hơn nữa đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện hình dạng bộ ngực của cô thực sự hoàn mỹ vô khuyết. Có thể làm cho hàng ngàn hàng vạn người toàn bộ phun máu. Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy mũi ngứa ngứa dường như sắp chảy máu cam rồi. Khoan đã, cái này không được, chúng ta nam nữ ở cùng một chỗ không tốt. Diệp Phàm thiếu chút nữa phát điên. Khẩn trương giơ tay muốn cài lại cúc áo cho Tuyết Hồng. Em nói rồi, chỉ cho anh xem thôi, không được phép sờ. Không ngờ Tuyết Hồng lại hiểu lầm, giơ tay đẩy tay Diệp Phàm ra. Đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô hại. Tôi chỉ muốn giúp cô cài lại, không phải sờ. Diệp Phàm vội vàng nói, cái này, không giải thích một chút để lại ấn tượng mình là một ông chú dê xồm liền xong đời. Xoẹt! Không đợi Diệp Phàm phản ứng lại. Chuyện khiến người ta phun máu rốt cuộc cũng xảy ra. Chương 2194, cả người lẫn vật đều vô hại. Tốc độ thoát y của Tuyết Hồng có thể nói là nhất quả đất, nhanh gọn đến mức chỉ còn chừa một chiếc quần lót phía trước thêu hình hồ ly tuyết. Đôi gò bồng đảo không quá lớn, nhưng lại rất căng tròn. Hơn nữa còn rung lên đầy mời gọi, độ chắc chắn và tính đàn hồi tuyệt đối tốt không còn gì để nói. Diệp Phàm cảm thấy hạ thân nóng lên. Có cái gì đó nhỏm dậy rồi. Hoảng đến nỗi tên này vội vàng quay người đi loạt soạt vài cái cởi chỉ còn lại quần đùi, khẩn trương nhảy xuống nước. Miệng kêu lên. Tuyết Hồng, đừng cởi nữa, cứ như vậy đi. Hắn quả thực rất sợ Tuyết Hồng cởi hết xuống nước. Được thôi. Tuyết Hồng vui vẻ đáp, thùm một tiếng cũng nhảy xuống nước. Lạnh quá. Tuyết Hồng hét lên một tiếng. Không phải đã nói với cô là rất lạnh rồi sao, âm 3, 4 độ. Dưới đáy đầm có dòng nước tác động, nên nước không đóng băng. Tốt hơn là cô đi lên đi, đừng để bị cảm lạnh. Diệp Phàm thò đầu ra, thuận thế nói. Vậy anh ôm em một chút cho ấm đi, sẽ không lạnh nữa. Tuyết Hồng thân thể quẫy một cái liền bơi đến gần, lập tức liền va vào ngực Diệp Phàm. Hơn nữa còn vươn hai tay ra giống như bạch tuộc, hai chân quấn quanh eo Diệp Phàm, hai tay ôm chặt lấy hắn. Đôi gò bồng đảo ép chặt lên ngực Diệp Phàm. Đừng, đừng như vậy. Diệp Phàm sợ đến mức vội vàng nói, muốn đẩy cô ta ra. Anh đẩy nữa em gọi bà ấy ra đấy. Không ngờ Tuyết Hồng nói ra lời này. Bà ấy là ai, ở đâu? Diệp Phàm khẩn trương nhìn quanh bốn phía, nhận ra tuy có chút ánh trăng, nhưng đôi mắt chim ưng lại không hề phát hiện được gì.
Tên này trong lòng chấn động, tự nhủ thật kỳ lạ. Chẳng lẽ vừa rồi mình cảm thấy có người theo dõi là thật? Tuy nhiên, bên ngoài viện tử này còn có Trần Lão trông coi. Chẳng lẽ người đàn bà kia còn lợi hại hơn cả Trần Lão, người ta theo dõi ở nơi nào mà Trần Lão cũng không phát hiện ra? Nghĩ đến đây, Diệp Phàm thầm sợ hãi trong lòng. Có điều, nhìn lại, dưới sự đè ép từ hai ngọn đồi của Tuyết Hồng, tên này cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng. Hơn nữa, Tuyết Hồng còn rất danh ma, ôm mình mà còn ngúng ngẩy mông trong nước. Diệp Phàm có cảm giác sắp nổ tung rồi. Ngay lúc Diệp Phàm quyết định mặc kệ đẩy cô ta ra thì có một chuyện quỷ dị xảy đến. Những đường nét vừa nghiên cứu trong sinh thức thuật liền hiện ra trước mắt. Dẫn dắt nội thức của Diệp Lão Đại lưu chuyển theo nó như một đường nét sống. Trong hàn đàm này, nội thức dường như lưu chuyển nhanh hơn. Hơn nữa, dưới sự đong đưa kích thích không ngừng của Tuyết Hồng, huyết mạch toàn thân Diệp Phàm mở rộng, tiểu Diệp Phàm ở hạ thân phồng lớn. Dưới tình hình như thế, thuật nội thức không ngờ vận hành nhanh hơn không dưới n lần so với vừa rồi. Trước mắt Diệp Phàm hiện lên yếu lĩnh của thuật nội thức, chỉ âm không lâu dài, chỉ dương tất vỡ ra. Chẳng lẽ đây là nói luyện thuật nội thức này phải âm dương kết hợp mới có thể gia tăng tốc độ đồng thời làm ít hưởng nhiều, Diệp Phàm trong lòng thầm suy nghĩ, dường như đã phát hiện ra chỗ tinh xảo của thuật nội thức. Tên này tim vừa dao động, đưa tay ôm chặt lấy Tuyết Hồng. Hai tay bóp chặt lấy mông cô, quả nhiên dưới sự kích thích tình dục, tốc độ lại gia tăng. Diệp Phàm cảm thấy nội thức như Ferrari được đổ đầy xăng phóng như bay trên đường cao tốc, lưu chuyển theo vòng tuần hoàn trong cơ thể. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, dường như Tuyết Hồng cũng có cảm giác rồi. Hai mắt cô có chút mê ly, thân thể bắt đầu cọ lên người hắn. Hai người ôm nhau thật chặt nhưng không hề làm chuyện gì khác quá mức. Hai người dần dần rơi vào mộng đẹp trong hàn đàm. Ôm ấp lẫn nhau như hai con cá dưới nước lăn qua lăn lại. Thời gian lâu dần, dường như hai người cũng tìm được điểm phối hợp, cùng nhau cử động. Sau suốt 3 giờ, hai người lên bờ, Tuyết Hồng cũng mặc quần áo vào. Em cảm thấy luyện công như vậy tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần so với bình thường. Chẳng lẽ ôm đàn ông có thể khiến tốc độ luyện công gia tăng? Thật là tốt quá, về sau, mỗi ngày chúng ta đều đến nơi này ôm nhau luyện công nhé. Tuyết Hồng đầy vẻ vui mừng. Diệp Phàm cũng nói. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, sinh thức thuật của nhà cô chẳng lẽ là thuật cho nam nữ hợp luyện. Trong lòng thì mắng khốn kiếp, chẳng lẽ thứ này lại là thuật âm dương thái bổ trong truyền thuyết? Không thể nào. Em cũng không biết, có điều, mẹ em nói thân thể em rất đặc biệt. Người không có thể chất đặc biệt thì không thể luyện tập cùng em, sẽ chết người đó. Tuyết Hồng nói. Sẽ chết người sao? Diệp Lão Đại cảm thấy lưng toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi em thử một chút với anh, nhận thấy anh không sao cả. Cho nên, anh chính là người mà mẹ em nói tới rồi. Tuyết Hồng nói. Thân thể hàn âm gặp phải dương khí của tên này, đặc biệt là thân thể cương liệt lại thành ra một đôi cực kỳ phù hợp để luyện công, từ nay về sau tốc độ luyện công tăng lên không dưới 10 lần. Tuy nhiên, hiển nhiên bọn chúng vẫn chưa tìm được biện pháp tốt nhất, có điều, hiện tại cũng đã nhanh gấp 3. 4 lần bình thường rồi. Nhưng cũng kỳ lạ, nhìn võ công con bé này luyện chẳng lẽ là bí thuật âm dương song luyện. Giữa nam và nữ mượn khí âm khí dương của đối phương, bổ sung cho khí quá âm quá dương của mình để đạt đến bước cầm sắt hòa hợp. Công phu này dường như rất ít người sở hữu. Năm đó, Tuyết gia đã từng thể hiện, chẳng lẽ con bé này là hậu nhân của Tuyết Nha Nha? Đúng rồi, năm đó Phi Linh đang Tuyết Nha Nha một trong 10 đại cao thủ thế gian trong lời đồn. Ha ha, có lẽ là thế rồi. Trên núi đối diện có người đang bảo vệ con bé này. Bản lĩnh của người đàn bà này, thập đẳng, có lẽ là hậu nhân của Tuyết gia rồi. Hậu bối của Tuyết Nha Nha, người bảo vệ không ngờ đến thập đẳng, ở thời đại ngày nay cũng được tính là một khoản kinh phí lớn rồi. Ha ha ha, tên đồ nhi dự bị của ta cũng thật may mắn. Có điều, Tuyết Nha Nha phỏng chừng cũng nhắm trúng đồ nhi của ta rồi. Chỉ có điều, Tuyết Nha Nha bà vẫn chưa đủ tư cách để thu nhận đồ đệ của ta đâu, làm con rể ngầm của bà còn được. Tuyết Nha Nha nếu còn sống chắc đã đạt đến thập nhị đẳng rồi. Tiến thêm một bước nữa, có thể đột phá khí vận chi đạo, đạt đến cảnh giới tiên thiên đại năng giả cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên, thế gian có mấy người có thể đạt đến cảnh giới này? Trong mắt của lão phu, thập nhị đoạn, chỉ là trò trẻ con thôi. Vẫn là bóng người mờ ảo theo dõi Diệp Phàm suốt. Một giọng nói nhỏ giọng lẩm bẩm,
lão nhìn đối diện, lại nhìn Diệp Phàm một chút, cười nói. Tiểu tử cố lên, lúc có thể đột phá thập đẳng chính là lúc lão phu thu nhận ngươi. Có thể trở thành đệ tử của lão phu chính là vinh hạnh của cậu đấy, thiên hạ tuy lớn, nhưng người ngang ngửa lão phu chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Tuy nhiên, tiểu tử này vẫn yêu cô vợ Kiều Viên Viên của hắn, chắc chắn sẽ không xuống tay với hậu nhân của Tuyết gia. Thuật âm dương song luyện này cần nam nữ hoàn toàn dung hợp, hơn nữa, loại cực hàn chi thể này trên thế gian rất hiếm. Phải tìm cơ hội tác hợp chúng nó mới được. Một khi đột phá âm dương hợp thể, luyện công trong hàm đàm, tốc độ đó, không chỉ gấp 10 lần bình thường đâu. Con nhóc, cô có thể gặp được bức phương Nam Lăng Hầu cũng là vinh hạnh của ngươi đó, thôi, đợi qua một thời gian thì giúp các ngươi vậy. Ôi, thủ đô tuy là phồn hoa, nhưng đạo hữu tiểu trương của võ đang cứ hối thúc mãi, mời ta đi đến nơi cực bắc một chuyến rồi. Đạo hữu tiểu trương đột phá cảnh giới tiên thiên đại năng giả cũng chỉ mấy năm mà thôi, nhưng vẫn luôn rất cung kính trước lão phu, thôi vậy. Ta cũng không có thời gian lưu lại nơi phồn hoa này quá lâu. Vẫn nên thúc đẩy hai đứa nó một chút vậy. Luyện công cùng con bé Tuyết Hồng đó có sướng không? Diệp Phàm vừa về đến biệt thự Hồng Diệp Bảo, đang định chui vào chăn thì Kiều Đại Tiểu Thư mở mắt ra, thản nhiên nói một câu. Cái này, em biết rồi sao? Diệp Phàm thân thể rụt lại, ngẩn ra trước giường. Ôm cũng đã ôm rồi, còn giấu giếm cái gì? Kiều Viên Viên hừ nói. Lúc đó anh, cái này, sợ em. Diệp Phàm gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Sợ cái gì, anh ôm một con nhóc vị thành niên, em lại ghen với nó, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Kiều Viên Viên bất ngờ cười nói. Anh chỉ ôm một chút thôi, cô ta làm ầm lên muốn luyện công cùng anh thực sự không làm gì cả, em phải tin anh. Diệp Phàm nói, đầy vẻ đứng đắn. Em không tin anh thì đã bỏ đi từ lâu rồi, còn chờ anh về hay sao? Được rồi, đừng nói nữa, để em pha nước tắm cho anh, hàn đàm lạnh quá mà. Kiều Viên Viên đứng dậy chuẩn bị nước. Ôi, vẫn là bà xã tốt. Diệp Phàm không khỏi thở dài. Bây giờ anh mới biết sao. Đầu Kiều Viên Viên cũng không quay đầu, tức giận hừ một tiếng xem như đáp lại. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ. Muốn để cho Tuyết Hồng vào học Đại học Bắc Kinh thật đúng là chuyện phiền toái. Bởi vì, điểm thiếu nhiều quá. Bây giờ thi vào trường đại học còn có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi sát sao? Cùng với sự phát triển của thời đại, tính công khai khi thi vào trường đại học càng ngày càng rõ. Những thứ như trúng tuyển chiêu sinh vân vân đều phải công bố trên bảng. Đến lúc đó, chẳng phải thư cáo trạng sẽ chất đầy hộp thư của phòng kiểm tra văn phòng trung ương hay sao? Tuy nhiên, việc này lại không thể không làm. Đường Lâm em trai của Đường Chủ tịch làm ở bộ phận giáo dục. Có điều, Diệp Phàm tự cảm thấy quan hệ với gã không ra làm sao cả. Người ta chưa chắc đã đồng ý hỗ trợ. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng không muốn đi cầu cạnh gã. Tên này ngẫm nghĩ một lát, dứt khoát nhấc điện thoại gọi cho Thiết Chiêm Hùng, nói một lượt chuyện của em gái Thiên Thông. Đường Lâm nhất định có cách, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, cho một người vào Đại học Bắc Kinh chỉ là việc còn con. Tuy nhiên, cậu đã không muốn cầu cạnh gã. Vậy không bằng trực tiếp tìm gặp lãnh đạo có liên quan của Đại học Bắc Kinh nói chuyện, thế nào? Thiết Chiêm Hùng nói. Chỉ với thân phận của tôi chưa chắc người ta đã nể mặt, ngoài miệng đồng ý trong lòng nhất định còn lăn tăn. Phó hiệu trưởng thường trực Đại học Bắc Kinh giàu gì cũng là quan chức cấp cao. Diệp Phàm nói. Cái này, cần phải làm vừa lòng ông ta mới an tâm giải quyết việc này cho cậu. Lộ ra chức vị của cậu, buộc ông ta làm, trong lòng người ta nhất định không phục. Hơn nữa, Võ Quang Trung người này nghe nói là một học giả chuẩn mực. Cho dù cậu có nói ra thân phận phó chánh văn phòng Minh Đường, người ta cũng chưa chắc đã nể mặt. Lão già đó, tính tình rất bướng bỉnh, lần trước không phải còn điểm danh phê bình một vị thứ trưởng Bộ Giáo dục trên báo hay sao? Hai người còn lý luận một phen trên báo, thiếu chút nữa không dứt ra được. Thiết Chiêm Hùng nói, Võ Quang Trung chính là phó hiệu trưởng thường trực Đại học Bắc Kinh. Anh Thiết biết ông ta sao? Diệp Phàm hỏi. Lần trước trong bộ có việc phải điều tra qua Đại học Bắc Kinh, hơn nữa là do tôi phụ trách. Cho nên, có biết phó hiệu trưởng Võ, người này chính trực, căm ghét nhất là những chuyện đi cửa sau. Thiết Chiêm Hùng nói. Thế còn không phải phiền toái sao? Diệp Phàm đau hết cả đầu, gặp phải người như thế, thì làm gì còn đường nữa? Cũng không phải không có cách, bất kể ông ta chính trực đến đâu.
vẫn luôn có nhược điểm có thể nắm được. Thiết Chiêm Hùng bất ngờ cười nói. Anh Thiết xem ra có cách rồi phải không, bằng không, anh cũng sẽ không nói như thế. Còn tự tin đến vậy, người anh em tôi rửa tay lắng nghe đây. Đến lúc việc này thành công, tôi sẽ bảo Thiên Thông mời anh uống rượu. Diệp Phàm cười nói, trong lòng cũng được thả lỏng. Chương 2195, một cuộc điện thoại là xong việc. Võ Quang Trung tuy nói là phó hiệu trưởng thường trực của Đại học Bắc Kinh, cán bộ cấp thứ trưởng. Tại Đại học Bắc Kinh, ông ta là quyền uy, có điều, sau khi ra khỏi Đại học Bắc Kinh, thế lực của ông ta trên thực tế còn không bằng chủ tịch một thành phố cấp 3. Hơn nữa ông ta là một lão cổ hủ, thuộc loại lãnh đạo học giả chuẩn mực. Một lòng nghiên cứu học thuật, trên phương diện học thuật ông ta thật ra rất có sức ảnh hưởng, nhưng năng lực về các phương diện như xã giao đều rất kém. Hơn nữa, không biết thay đổi, mấy năm nay, cũng đắc tội không ít người. Cái này, ông ta dạo gần đây đang đau đầu vì chuyện của con trai. Thiết Chiêm Hùng gượng cười một tiếng. Con trai ông ta làm gì à? Diệp Phàm hỏi, không khỏi vui vẻ trong lòng. Có khi chuyện của con trai ông Võ mình có thể giải quyết giúp. Con trai của ông ta là Võ Bảo Quốc, ăn lương nhà nước. Võ Quang Trung kết hôn sớm, tuổi tác như vậy hình như mười mấy tuổi đã kết hôn rồi. Cho nên, con trai Võ Bảo Quốc khoảng 32, 33 rồi. Tiểu tử này cũng rất xui xẻo, đi làm đã mười mấy năm mà đến tận giờ vẫn chỉ là một phó cục trưởng. Mà Võ Quang Trung vốn cổ hủ, sao có thể chạy trọt gì cho con trai mình. Nhiều lúc người ta tìm đến ông ta muốn lấy điều kiện nhập học đổi lấy việc giúp đỡ con trai ông. Tuy nhiên lại bị Võ Quang Trung cự tuyệt. Thiết Chiêm Hùng vừa nói đến đây, Diệp Phàm không nhịn được cướp lời, nói. Cự tuyệt rồi, vậy còn diễn trò gì được nữa? Chúng ta nhiều nhất có thể làm là giúp đỡ con trai ông ta đổi lại việc để Tuyết Hồng nhập học. Võ Quang Trung trước kia đã có thể cự tuyệt việc này, phỏng chừng lần này chúng ta cũng không có gì để diễn rồi. Không hẳn. Trước khác nay khác. Thiết Chiêm Hùng cười vài tiếng, nói. Lần này khác, Võ Quang Trung lửa cháy đến mông rồi. Ông ta không làm, vợ ông ta phải ép ông ta làm. Xem ra, ông ta cũng là một người sợ vợ. Diệp Phàm không khỏi cười nói. Cũng không phải là sợ vợ. Chỉ có điều chuyện lần này có chút đặc biệt. Con trai ông ta không phải làm việc ở Bộ Y tế sao, hiện giờ cậu ta là Phó Cục trưởng Cục Tài vụ Quy hoạch, Bộ Y tế. Phó cục trưởng 32 tuổi cũng không quá khó coi. Tất nhiên, so với loại biến thái như cậu thì quá khó coi rồi. Nếu Võ Quang Trung có thể chạy trọt sớm, tuy nói thế lực của ông ta không lớn lắm, nhưng cũng có một chút. Bằng không, với tầm tuổi này của Võ Bảo Quốc cũng đã làm cục trưởng từ lâu, chứ sao có thể là một phó cục trưởng nhỏ nhoi không được việc. Mà chuyện lần này nguyên do bắt nguồn từ vị hôn thê của con trai ông ta. Võ Bảo Quốc có một người bạn gái. Tên là Trương Anh Anh. Cũng làm việc ở Bộ Y tế, là một nhân viên bình thường. Nhà Trương Anh Anh ở Bắc Kinh, bố hình như là phó chủ tịch một huyện thuộc thành phố. Tại thủ đô, cái nơi đâu đâu cũng là cấp sở, một phó chủ tịch huyện nhỏ bé đúng là rất vô dụng. Bố Trương Anh Anh cũng đã ngoài 50 rồi mà vẫn chỉ là một phó chủ tịch nhỏ nhoi. Bình thường mẹ của Trương Anh Anh vẫn luôn lải nhải mãi về điều này. Kỳ thực chính là chê chồng mình Trương Đình Mãn quá thật thà. Một chức phó chủ tịch huyện ngồi suốt mười mấy năm vẫn chỉ là phó chủ tịch huyện. Mấy người vốn là cấp dưới của ông ta cũng đều đã lên phó giám đốc sở. Đúng là có chút khó coi. Mà Trương gia đương nhiên hy vọng có thể trèo lên cây đại thụ Võ gia để bước lên một bậc thang cao hơn. Tuy nhiên, kết quả là Võ Quang Trung không thể mang lại cho Trương gia chút lợi nào. Năm trước Trương Đình Mãn muốn tranh cử chức vị chủ tịch huyện. Kết quả, biểu hiện của Võ gia khiến Trương gia bất mãn, không ngờ không thu được gì. Mà hiện giờ cũng là lúc bàn đến chuyện hôn nhân rồi. Võ Bảo Quốc muốn kết hôn, nhưng Trương gia không muốn con gái mình giống bố cả đời không có tiền đồ. Cho nên đề xuất, muốn kết hôn cũng được, nhưng, trước tiên phải điều chỉnh chức vị của Võ Bảo Quốc, lên cục trưởng. Hơn nữa, tốt nhất là làm việc ở bộ phận nhân sự của khu trên huyện Trương Đình Mãn đang công tác. Qua 2-3 năm Võ Bảo Quốc cũng có thể trèo lên vị trí trưởng bộ phận nhân sự khu, vậy là có thể trực tiếp giúp đỡ Trương Đình Mãn bước lên vị trí chủ tịch huyện rồi. Trương Đình Mãn đời này tất nhiên cũng có dã tâm, ông ta không cam lòng cả đời chỉ là một phó chủ tịch huyện vô tích sự. Ông ta năm nay 50 tuổi, đợi 2-3 năm nữa vẫn có cơ hội ngồi lên ngai vàng chủ tịch huyện. Cho nên,
Gần đây Võ gia luôn phải lo lắng vì chuyện này. Nói đến, chuyện này còn có chút khó giải quyết, anh một phó cục trưởng nhỏ bé được điều đến bộ phận nhân sự một khu nào đó thuộc Bắc Kinh làm một phó trưởng ban thường trực, đề bạt đến chức trưởng ban. Bộ phận nhân sự này cũng là một bộ phận đặc biệt, cái này, không dễ chạy trọt đâu. Thiết Chiêm Hùng nói, yêu cầu cũng khá cao đấy, nếu trực tiếp lên chức cục trưởng trong Bộ Y tế, thật ra tôi cũng có cách. Có một bạn học ở trường đảng đang là thứ trưởng Bộ Y tế. Có điều còn muốn điều đến bộ phận nhân sự quận ủy đảm nhiệm phó trưởng ban thường trực, thế thì khó quá. Diệp Phàm nói, ha ha, đối với người khác mà nói thì khó thật, nhưng đối với cậu không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thiết Chiêm Hùng cười khan hai tiếng. Ôi, lại phải đi cầu cạnh người ta, sao toàn là mấy chuyện này vậy? Diệp Phàm thở dài, thực sự không muốn đi cầu cạnh nhạc phụ. Tên này ngẫm nghĩ một hồi, hai mắt đột nhiên sáng lên, nghĩ ra rồi. Buổi chiều, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Trương Oánh Nguyệt. Cô chính là bạn học ở trường đảng trung ương của Diệp Phàm, hiện đang là thứ trưởng Bộ Y tế. Nói, bạn học cũ, đã lâu không gặp. Ừ, lâu rồi nhỉ, anh hiện giờ bận lắm mà, hôm nào rảnh đi gặp lại mấy bạn học cũ chúng tôi nhé, chắc đã sớm quên chúng tôi rồi ấy nhỉ. Trương Oánh Nguyệt cười nói, nào dám, tôi quên ai cũng không dám quên chị Trương đâu, phải không nào? Diệp Phàm cười nói, chuyển chủ đề nói, có chuyện muốn nhờ chị Trương giúp đỡ một chút. Ô, còn có chuyện mà Diệp đại chủ nhiệm anh không giải quyết được sao, lạ thật đó nha. Trương Oánh Nguyệt trêu ghẹo cười nói, nhưng cũng có chút tò mò Diệp đại chủ nhiệm có chuyện gì cần làm đây. Tôi có một người bạn, tên là Võ Bảo Quốc. Diệp Phàm giới thiệu qua về Võ Bảo Quốc. Diệp đại chủ nhiệm, anh không phải là may mắn bình thường đâu. Bộ phận nhân sự trong bộ đang chống vị trí trưởng ban. Chốc nữa sẽ thảo luận về chuyện này. Trương Oánh Nguyệt cười nói. Thật khéo quá. Diệp Phàm nhất thời mừng rỡ. Vâng, đúng là rất khéo, điều này cho thấy anh cực kỳ may mắn. Được rồi, không nói nữa, tôi đi sắp xếp một chút. Bằng không, bất ngờ nhảy ra một đồng chí cũng không tốt lắm. Trương Oánh Nguyệt nói rồi làm luôn, sau khi gác điện thoại xuống liền đi xử lý. Có một số chuyện, đối với một số người là khó hơn lên trời. Nhưng đối với một số người có quyền có thế chỉ cần vài cuộc điện thoại là chuyện đã có thể giải quyết ổn thỏa. Buổi tối, lòng Võ Bảo Quốc vẫn chưa bình tĩnh được lại. Anh vui mừng vội vàng chạy thẳng vào trong nhà. Xem anh mừng rỡ chưa kìa. Bạn gái Trương Anh vừa đưa khăn mặt lên vừa oán trách nói. Bà xã ơi, anh thăng chức rồi. Võ Bảo Quốc một tay ôm lấy vơ, cũng không kịp để ý là bố mẹ già đều đang ngồi trên sofa, anh ta hôn môi luôn. Có chuyện gì vậy Bảo Quốc? Võ Quang Trung nhẹ nhàng đặt tờ báo trong tay xuống, liếc nhìn con mình một cái, hỏi. Đúng đấy, cái đứa nhỏ này. Vợ Võ Quang Trung cũng cười hỏi. Cha, mẹ, con lên chức cục trưởng rồi. Võ Bảo Quốc cười híp cả mắt nói, giọng nói rất vang dội. Lạ thật, sao lúc trước một chút dấu hiệu cũng không có. Võ Quang Trung nhíu mày, tuy rằng ông ta khá cổ hủ, nhưng cũng có chút kinh nghiệm, cũng từng gặp nhiều việc, trên đời này không thể nào có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống như vậy được. Thật đấy ạ, lúc hơn 5 giờ chiều. Thứ trưởng Trương bên quản lý vàn phân công nhân sự trong bộ tìm con nói chuyện. Nói là chuyển con đến đảm nhiệm chức trưởng bộ phận nhân sự. Con nói chuyện này sẽ làm rất nhanh, bảo con phải chuẩn bị tâm lý. Có lẽ nay mai sẽ có tin tức thôi. Yêu cầu con tiếp tục làm tốt công việc trong vị trí mới. Võ Bảo Quốc nói xong, nhìn vị hôn thê một cái lại nói. Anh, em cũng làm việc trong bộ. Bộ phận nhân sự là chỗ như thế nào em rõ nhất? Biết rõ, không phải chỉ là bộ phận tổ chức trong nội bộ Bộ Y tế sao? Xem anh đắc ý thành cái bộ dáng gì kìa. Trương Anh tức giận đưa cho ông xã một cái long não. Ha ha, ông xã em cũng có ngày thành đạt rồi. Xem mấy tên trong bộ kia còn khoe khoang trước mặt anh được nữa hay không? Võ Bảo Quốc ngưỡng ngực, vẻ mặt hớn hở. Bộ phận nhân sự trong Bộ Y tế nằm trong top 3 những cơ quan tốt. Dạo này... Những nơi có tiếng tất nhiên là chỗ tốt rồi. So với vị trí ban đầu của Võ Bảo Quốc, đúng là khác nhau một trời một vực. Thứ trưởng Trương không nói gì nữa sao? Võ Quang Trung không lạc quan một cách mù quáng như vậy, thản nhiên hỏi. Lạ một cái là, vốn việc này chỉ cần Thôi Thắng bảo vụ trưởng vụ nhân sự nói với con một tiếng là được rồi.
Kết quả con vừa vào văn phòng đã giật cả mình. Ngồi trong phòng làm việc của vụ trưởng Thôi lại là thứ trưởng Trương Oánh Nguyệt. Cô ấy thay mặt cho tổ chức nói chuyện với con, sau khi nói xong còn hàn huyên một chuyện. Nói là chủ nhiệm Diệp Phàm văn phòng đốc tra trung ương là bạn học cũ của cô ấy ở trường đảng gì gì đó. Ôi! Võ Quang Trung đột nhiên thở dài, ngẩn người nhìn chén trà một lát rồi lại uống một ngụm lớn, không lên tiếng. Ông à, con trai thăng chức ông lên vui mừng mới đúng chứ. Ông xem đi, yêu cầu của cha anh chúng ta đã đạt được một nửa rồi. Hơn nữa, ông tốn bao nhiêu sức lực như vậy mà không làm được việc gì, nó tự nhiên đã được thăng chức rồi. Ông còn than thở cái gì nữa? Bà thì biết cái gì? Trên đời này có bữa cơm miễn phí sao? Mấy người cứ chờ mà xem, không lâu nữa Diệp Phàm sẽ đến nhà chúng ta thôi. Đến lúc đó, chuyện hắn ta đưa ra không phải chuyện nhỏ đâu. Hơn nữa, tôi nghĩ, hiện giờ cũng đã là tháng 8, công tác tuyển sinh của trường cũng đã đến giai đoạn kết thúc rồi. Có lẽ có liên quan đến việc này, hơn nữa, có thể học sinh này điểm quá thấp căn bản là không thể vào được Đại học Bắc Kinh. Mấy người cứ nghĩ mà xem, đến lúc đó chủ nhiệm Diệp yêu cầu cho một người vào trường thì biết làm thế nào. Mấy người chẳng lẽ không biết, cái chức phó hiệu trưởng thường trực này của tôi cũng rất khó làm hay sao? Hàng năm mỗi khi bắt đầu chiêu sinh, có biết bao nhiêu cặp mắt theo dõi sát sao? Tôi đời này cũng không muốn để cho người ta đâm một nhát sau lưng mình, chẳng lẽ đến lúc gần già rồi còn phải để cho người ta lo lắng về chuyện này sao? Võ Quang Trung sắc mặt có chút khó coi, nói. Có lẽ không phải chuyện này đâu, Thứ trưởng Trương cũng không nói đích danh chủ nhiệm Diệp giúp con chuyện này mà. Mà Thứ trưởng Trương cũng không nói chủ nhiệm Diệp yêu cầu điều gì mà. Chỉ nói là người bạn học của cô ở trường đảng này rất có tài, bảo con học tập theo hắn, lấy hắn làm gương vân vân. Võ Bảo Quốc nhất thời cũng nói chuyện đi, có lẽ, anh ta cũng cảm nhận được gì đó, chỉ có điều không muốn tin mà thôi. Hừ! Võ Quang Trung cũng rất nóng tính, đập mạnh chén trà xuống bàn. Hừ nói với đứa con. Nếu Diệp Phàm không đề xuất yêu cầu gì quá khó khăn thì họ Võ của Võ Quang Trung tôi sẽ viết ngược. Cái ông này, ông giận con cái gì chứ? Chính ông không có bản lĩnh còn đi trách mắng con trai, cho dù chủ nhiệm Diệp có nói ra yêu cầu gì quá đáng, trước kia tôi cũng mặc kệ chuyện của ông. Nhưng lần này tuyệt đối tôi phải xen vào. Chuyện của con mình ông phải giải quyết chứ, ai bảo ông là cha nó làm chi? Chủ nhiệm Diệp có đề xuất yêu cầu gì chúng ta cũng phải giúp hắn hoàn thành. Ông à, cả đời ông không muốn nợ người ta chút ân tình gì, chẳng lẽ đến gần lúc già rồi còn muốn nợ ân tình của chủ nhiệm Diệp. Huống chi, ông cũng đã 50 mấy tuổi rồi. Thật muốn chờ đến khi ông về hưu rồi, nhìn con trai chúng ta vẫn còn lần trần mãi trên chức phó cục trưởng đấy hay sao? Có người nói, có quyền là phải dùng, bằng không, quá hạn liền trở thành đồ bỏ. Ông cũng đã lãng phí 10 mấy năm rồi, sắp già đến nơi rồi cũng phải làm gì đó cho con trai mình đi chứ. Ông chỉ biết cả ngày trình hình cái mặt thối của ông, kết quả thế nào hả, con của ông cả một chức cục trưởng cũng không lên được. Tối nay vui vẻ như vậy, tôi làm một bàn ăn gọi họ hàng đến, chúng ta làm một bữa chúc mừng Võ Bảo Quốc linh đình một chút. Tống Mai, bà xã Võ Quang Trung tức giận hừ nói. Chương 2196, rất lưu manh. Tôi là người không hiểu nhân tình đến vậy sao? Bảo Quốc cũng là con trai tôi. Được rồi, việc này thế này đi. Tôi chờ chủ nhiệm Diệp đến gõ cửa đã. Võ Quang Trung nổi máu lưu manh, khoát tay nói. Chuyện của Võ Bảo Quốc rơi xuống nhanh quá, chỉ trong 2 ngày đã tuyên bố bổ nhiệm. Cái này, đương nhiên là do đích thân Trương Oánh Nguyệt ra tay mới làm được như thế. Tuy nhiên, điều khiến Võ gia thấy kỳ lạ là đã 2 ngày rồi mà chủ nhiệm Diệp vẫn chưa đến gõ cửa. Chẳng lẽ mình đoán sai, trên đời này, thực sự có người tốt vậy sao? Làm việc tốt mà không để lại tên, không đòi hỏi gì. Võ Quang Trung có chút nghi ngờ, khó hiểu. Sao lão có thể hiểu được, Diệp Phàm tối ngày hôm đó đã đem rượu đến nhà Thụ Dương trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Bắc Kinh. Kim Thụ Dương là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Bắc Kinh, trưởng ban tổ chức cán bộ, đường đường là quan to cấp thứ trưởng. Là người quản lý mấy chục ngàn cái mũ quan ở thủ đô. Ở Bắc Kinh, đương nhiên ông ta cũng là một nhân vật phong vân. Tuy nhiên, lúc ở Việt Đông Diệp Phàm có quen ông ta. Hơn nữa, còn biết, ông ta là bạn học của cha vợ Kiều Viễn Sơn. Kiều Viễn Sơn chuyển ông ta từ Việt Đông đến thủ đô là có mục đích.
Đương nhiên hy vọng ông ta có thể tiến vào trong bộ máy ban tổ chức trung ương các bộ và ủy ban trung ương, sau này có thể giúp đỡ cho mình chút gì đó. Dù là trong nội bộ, cũng tồn tại không ít mâu thuẫn. Gần đây có tin đồn Thứ trưởng Ninh Chí Hòa có khả năng được trao quyền đi đảm nhiệm chức quan to ở một tỉnh nào đó bên dưới. Ninh Chí Hòa mà đi, vậy không phải trong ban tổ chức trung ương sẽ chống một vị trí sao? Kiều Viễn Sơn sớm đã đi vận động cho việc này rồi. Hơn nữa, Kiều Viễn Sơn muốn đẩy Kim Thụ Dương vào. Thì phải tiếp xúc với Phí Gia, đương nhiên là cũng mong Phí Gia giúp đỡ, để Kim Thụ Dương có thể thuận lợi bước vào ban tổ chức trung ương. Còn Kiều Viễn Sơn sẽ báo đáp bằng cách ủng hộ Ninh Chí Hòa đến một tỉnh nào đó đảm nhiệm chức quan lớn. Hợp quần tăng sức mạnh cũng là việc mà Phí Gia Trang và Đại viện Kiều Gia đều mong muốn, trước kia hai nhà dù nói đều là những gia đình có sức ảnh hưởng tương đối tới nước Cộng Hòa. Nhưng quan hệ giữa hai nhà không phải rất tốt. Ngay cả lần này, cũng chỉ là tạm thời liên kết đồng minh thôi. Sau khi xong việc, quan hệ đồng minh này cũng chấm dứt. Đương nhiên. Việc hai bên cùng có lợi này là việc các đại gia tộc ở thủ đô đều mong muốn. Kiểu liên minh tạm thời này ở Bắc Kinh nhìn mãi cũng quen mắt. Cũng không thể bảo họ làm đồng minh vĩnh viễn được, họ vẫn sẽ là đối thủ. Đối thủ và đồng minh, hai sắc thái này vì dính dáng đến lợi ích nên luân phiên cho nhau. Đã tới rồi đấy à, còn đem rượu gì đến đấy? Kim Thụ Dương cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, bắt tay Diệp Phàm. Và, cái bắt tay này rất có lực. Suýt chút nữa là làm Diệp Phàm đánh rơi hai bình Mao Đài rồi. Tuy nói cấp bậc của Diệp Phàm không so được với Kim Thụ Dương, nhưng Kim Thụ Dương không thể nào coi thường thằng nhãi này. Người ta là con rể của Đại viện Kiều gia cơ mà. Trong suy nghĩ của Kiều Viễn Sơn, địa vị của Diệp Phàm chắc chắn sẽ cao hơn người bạn học cũ như ông ta. Dù đôi lúc có nghe thấy Kiều Viễn Sơn phê bình Diệp Phàm, tuy nhiên phê bình thì cứ phê bình. Nhưng khi gặp chuyện gì lớn, quan hệ cha vợ của người ta được buộc chặt bởi con gái, thân thiết lắm. Ông trời đã cố định chuyện này rồi, không có lý do nào để thay đổi cả. Hơn nữa, hiện tại Diệp Phàm như mặt trời ban trưa. Vị trí hiển hách, công tác bên cạnh chủ tịch đường. Chỉ dựa vào điều này cũng có thể khiến cho Kim Thụ Dương phải ra cửa đứng chờ Diệp Phàm rồi. Hai người bèn vào phòng hàn huyên, Kim Thụ Dương đích thân đi pha trà. Thấy ông ta định đi lấy trà. Diệp Phàm bèn lấy một hộp từ trong cặp, đặt lên bàn, cười nói. Thử loại này xem. Hàng tốt. Kim Thụ Dương vừa nhìn đã biết, cười nói. Lấy bên chỗ cha vợ cậu à? Ha ha, thử đi sẽ biết. Diệp Phàm cười thần bí, không trả lời. Kim Thụ Dương hơi ngạc nhiên, hai mắt hơi động. Ông cẩn thận mở hộp, lấy ra một gói, nhìn cẩn thận. Trong giây lát, dưới đôi mắt ưng, Diệp Phàm phát hiện đồng tử của lão già này khẽ động. Trừng mắt. Biết lão già này biết nhìn hàng, đã phát hiện được đây là hàng cực phẩm rồi. Hôm nữa, tay lão còn hơi run, đoán chừng là do kích động mà thành. Lão chỉ đổ một nửa lá trà trong bọc nhỏ, Diệp Phàm không khỏi cười nói. Nhiều một chút, không sẽ bị nhạt đấy. Muốn uống thì cậu về mà uống của nhà mình đi, hộp này tặng tôi rồi, sao có thể lãng phí được. Kim Thụ Dương tức giận hừ với Diệp Phàm. Vì đều có quan hệ với Kiều Viễn Sơn nên hai người đã quen từ khi còn ở Việt Đông, thành thử, nói chuyện cũng rất tự nhiên. Ha ha, đành vậy. Diệp Phàm tiếc nuối lắc đầu. Tách trà trên bàn, Kim Thụ Dương chỉ uống một hớp nhỏ, nhắm mắt lại, lúc lâu sau mới mở mắt ra thở dài. Quả nhiên không giống trà thường, trà ngon. Ha ha, chú Kim, lần này cháu bị đập nhà rồi, chỉ được có hai hộp trà. Diệp Phàm có chút đau lòng. Chề môi nói. Còn một hộp nữa. Kim Thụ Dương cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cái này, chú Kim, làm người không thể quá tham lam được. Diệp Phàm nháy mắt, cười nói. Nói cũng phải biết thế nào là đủ. Kim Thụ Dương cũng tiếc nuối lắc đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Nói đi, có chuyện gì? Võ Bảo Quốc. Diệp Phàm cũng không lòng vòng, trực tiếp nói thẳng sự việc. Chủ nhiệm Diệp à, hai ngày trước giúp người ta kiếm một cái chức cục trưởng, hai ngày sau lại muốn chuyển người từ Bộ Y tế sang ban tổ chức cán bộ. Lát nữa lại muốn cái chức phó trưởng ban thường trực, việc này tôi hiểu rồi. Kim Thụ Dương cũng không hỏi Diệp Phàm vì sao, gật gật đầu. Sau đó, hai người không nói về chuyện của Võ Bảo Quốc nữa. Chuyện này người thông minh chỉ cần nói một chút đã hiểu, nói thêm nữa thành ra nói nhiều.
Nghe Viễn Sơn nói cậu với Báo Quốc có chút mâu thuẫn nhỏ. Kim Thụ Dương nói chuyện phiếm, nhắc đến Kiều Báo Quốc. Anh ấy với cháu chẳng chút hài lòng, cháu cũng chẳng biết tại sao. Kể ra lúc đầu cháu với Viên Viên yêu nhau anh ấy cũng không đồng ý. Cuối cùng chúng cháu tiền trảm hậu tấu, nên làm anh ấy trong lòng không vui. Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn Kim Thụ Dương, nói tiếp. Có vài việc không còn cách nào khác, bảo cháu từ bỏ Viên Viên cũng không thể được. Trong chuyện này chỉ cần cháu kiên cường một chút thì tự nhiên sẽ thành đắc tội với anh ấy. Tôi thấy cứ thôi vậy, đều là người nhà, đúng không nào? Kim Thụ Dương khuyên, lại nói tiếp. Lần này Báo Quốc nó cũng có cơ hội, tỉnh Nam Phúc đang thiếu vị trí. Viễn Sơn có nói với cậu chưa? Chưa ạ. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Ha ha, nghe nói trước đây ở Nam Phúc cậu tương đối có năng lượng. Mà bí thư Phí lại đang cầm lái tỉnh Nam Phúc. Chuyện của Báo Quốc cậu cũng nên để tâm một chút, dù sao cũng là người nhà, ít ra cậu cũng phải nể mặt Viên Viên. Kim Thụ Dương nói, Diệp Phàm cảm thấy lão này đang truyền đạt ý của Kiều Viễn Sơn. Trong lòng tự nhủ, quái, chẳng lẽ Kiều Viễn Sơn đã biết được mình sẽ đến nhờ Kim Thụ Dương. Kiều Viễn Sơn lần này cũng khó, chuyện quan trọng thứ nhất là đẩy bạn họ cũ Kim Thụ Dương tiến vào thành viên tổ chức trong ban tổ chức trung ương. Còn chuyện khác là đẩy con trai mình lên vị trí nhân vật số một thành ủy nào đó ở tỉnh Nam Phúc. Hai chuyện đặt lại với nhau, dĩ nhiên, Kiều Viễn Sơn biết rõ cái nào quan trọng. Đương nhiên là chuyện của Kim Thụ Dương quan trọng rồi. Còn chuyện Kiều Báo Quốc tạm thời ông ta không ra tay. Vừa vặn Phí ra cũng muốn đưa Ninh Chí Hòa xuống. Kiều Viễn Sơn nghĩ mãi, nếu đưa con mình lên, Kim Thụ Dương sẽ mất đi cơ hội. Cơ hội này khó khăn lắm mới có được. Còn chuyện con mình chỉ là chuyện nhỏ. Nhiều nhất là đợi thêm 1-2 năm nữa, vị trí nhân vật số 1 thành ủy cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên, Kiều Viễn Sơn không cam lòng, cho nên, đem chủ ý đặt lên anh con rể Diệp Phàm. Kim Thụ Dương dĩ nhiên trong lòng cảm kích, không nói giúp cho Kiều Viễn Sơn thì nói giúp ai nữa. Ha ha! Diệp Phàm mỉm cười hai tiếng, chưa trả lời. Kim Thụ Dương tiếp tục cằm giàm một hồi cũng không dài dòng nữa. Tuy nhiên, Kim Thụ Dương làm việc cũng nhanh nhẹn. Tối ngày thứ tư, Võ Bảo Quốc vui vẻ trở về nhà. Anh ta la lớn. Thành rồi, thành rồi. Chuyện gì thành rồi, sao mà vui mừng như Phạm Tiến chúng cử vậy? Trương Anh trách. Thành thật rồi, mấy ngày nữa, anh sẽ làm việc với ba rồi. Võ Bảo Quốc cười nói. Quái, anh đều sang Đại học Yến Kinh làm gì? Chỉ bằng cứ ở Bộ Y tế. Trương Anh vẻ mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên là cô đang hiểu lầm. Ai nói anh đều qua Đại học Yến Kinh, anh nói là cha em, là cha vợ anh ấy. Sau này anh còn là lãnh đạo của ông ấy, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức quận ủy. Sau này, bảo cha em cung kính một chút. Võ Bảo Quốc nói đùa. Lần này ai nói với con? Võ Quang Trung lạnh lùng hừ nói. Kỳ thực, trong lòng lão cũng tương đối vui mừng. Con thăng chức, ai mà chẳng vui. Còn Tống Mai vợ của Võ Quang Trung miệng đã sớm nở nụ cười rồi. Trưởng ban Kim Thụ Dương. Võ Bảo Quốc thuận miệng nói. Cũng là một nhân vật lớn, chắc hẳn cũng là chủ nhiệm Diệp giúp. Võ Quang Trung nói. Vâng. Võ Bảo Quốc có ngốc cũng hiểu, chắc chắn là do chủ nhiệm Diệp nhờ vả rồi. Bằng không, hai người vốn không quen biết, sao có thể xảy ra việc vô lý như vậy được. Anh ta nói tiếp. Cha, việc này... Cha thấy có nên cảm ơn chủ nhiệm Diệp không? Hai, chủ nhiệm Diệp đã không coi thường nhà chúng ta. Vậy con chủ động đi nhanh đi. Bảo Quốc, nếu có thể nhờ chuyện này tiếp giao với chủ nhiệm Diệp, cũng là may mắn của con. Võ Quang Trung cũng hiểu lý lẽ. Nháy mắt, Võ Bảo Quốc đã đem đồ đến gõ cửa nhà Bộ trưởng Trương. Không lâu sau trực tiếp đi thẳng vào nhà. Thì ra là thế. Võ Quang Trung sắc mặt có chút khó coi. Cái cô nàng Tuyết Hồng điểm thấp quá, cái này, cha xem, có phải khó quá không? Võ Bảo Quốc có chút lo lắng, chủ nhiệm Diệp người ta đã giúp mình nhiều như vậy. Nếu không thể đưa Tuyết Hồng vào Đại học Yến Kinh, vậy thì đúng là quá có lỗi với chủ nhiệm Diệp chưa từng gặp mặt này. Với số điểm này, có làm thế nào cũng không vào được. Nhưng mà, Tuyết Hồng có sở trường gì không? Gừng càng già càng cay, Võ Quang Trung đưa ra chủ ý. Đúng rồi. Nếu có sở trường đặc biệt gì đó vẫn có thể trúng tuyển. Võ Bảo Quốc vỗ đầu mỉm cười. Chương 2197, thật sự thỏa đáng.
Lập tức, Võ Bảo Quốc lấy tấm danh thiếp của Diệp Phàm do Bộ trưởng Trương đưa cho mình ra. Gọi điện, nói. Chủ nhiệm Diệp, anh khỏe không? Tôi là Võ Bảo Quốc. Xin chào. Diệp Phàm lên tiếng. Chuyện của tôi, cảm ơn chủ nhiệm Diệp. Võ Bảo Quốc hơi kích động nói. Không có gì, chút chuyện nhỏ ấy mà. Diệp Phàm giọng điệu bình thản, Diệp Phàm nói thẳng vào vấn đề. Chuyện của Tuyết Hồng phiền mọi người rồi. Tôi đã hỏi rồi, điểm thấp quá. Nhưng không biết là Tuyết Hồng có sở trường gì không, có thể vớt phát được một chút. Võ Bảo Quốc nói. Sở trường, đúng rồi. Cô ấy có nhiều sở trường lắm. Chẳng hạn nhảy xa này, đấu kiếm nữ này, nói chung thể dục thể thao là sở trường của cô ấy. Diệp Phàm hơi sững sờ, đột nhiên hiểu ra. Trong lòng tự nhủ đúng là gừng càng già càng cay, người ta tuy nói tương đối bảo thủ, nhưng cũng biết cách linh hoạt. Có lẽ, lời đồn Võ Quang Trung bảo thủ chỉ là đồn đại mà thôi. Lão này đã làm lãnh đạo nhiều năm rồi, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy rồi chứ. Sở trường, không biết có giỏi lắm không? Nếu chỉ giỏi hơn so với người thường một chút thì không có tác dụng lắm. Vì điểm thấp quá, phải đặc biệt giỏi mới được. Võ Bảo Quốc nói, Diệp Phàm cũng hiểu. Nếu có năng lực đặc biệt, nó sẽ trở thành cái cớ để Tuyết Hồng trúng tuyển. Đến lúc đó, các sinh viên khác có ý kiến, người ta còn có cái mà nói, nếu có năng lực thì cũng có thể ngăn chặn được mồm miệng của mọi người. Mưu ma trước quỷ này, chắc chắn là do Võ Quang Trung nghĩ ra. Lấy ví dụ thế này đi, kỷ lục ngày xa thế giới là của Edward người Anh, với thành tích 18,29m vào ngày 7 tháng 8 năm 1995. Kỷ lục thế giới của nữ là của người Ukraine 15,50m lập ngày 10 tháng 8 năm 1995. Bạn Tuyết Hồng này, tôi có xem cô ấy nhảy thử rồi. Nhảy được 16m, lúc đó tôi sợ đến ngây người, không tin, cứ bảo cô ấy nhảy lại vài lần. Mỗi lần không dưới 16m đâu, ha ha. Tuy nhiên, cô ấy không thích xuất đầu lộ diện, bằng không, có thể mang được huy chương vàng Olympic về cho đất nước ấy chứ. Diệp Phàm cười nói, thằng nhãi này trong lòng nghĩ, mẹ nó, Tuyết Hồng thân thủ tứ đẳng. Lại có thêm khinh thân để túng thuật lợi hại của Tuyết gia, nhảy xa 16 mét không phải chỉ là trò chơi thôi sao? Đừng nói 16 mét, dù là 30 mét cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, như vậy chói mắt quả, chỉ thường thường là được rồi. À, thật vậy sao? Võ Bảo Quốc thiếu chút nữa là sợ ngây người, trong lòng mừng đến phát điên. Không ngờ tự dưng lại phát hiện được một nhân tài. Cái này, chắc hẳn cha có đưa Tuyết Hồng vào Đại học Yến Kinh thì cũng chẳng bị ai dị nghị, người ta còn phải cảm ơn ông ấy có tuệ nhãn bá nhạc nhìn thấy được nhân tài. Chắc chắn là sự thực, không tin, chúng ta lập tức gọi cô ấy đến trường kiểm tra thử. Vậy anh chờ một chút, để tôi hỏi lại đã. Võ Bảo Quốc lập tức cúp máy gọi cho cha mình, tình hình cũng không khác gì mấy. Hiệu phó Đại học Yên Kinh Võ Quang Trung cũng ngẩn ngơ nửa ngày không khép miệng lại, lão già này cũng tương đối kích động hỏi. Chuyện này có chắc không? Chủ nhiệm Diệp nói không tin có thể lập tức kêu Tuyết Hồng đến trường nhảy thử. Võ Bảo Quốc vẻ mặt kích động, nói. Được, được, con nói với họ, sáng mai 9 giờ đến Đại học Yên Kinh. Đến lúc đó, cha mời vài lãnh đạo đi cùng để làm chứng. Đừng nói là kỷ lục thế giới. Chỉ cần Tuyết Hồng phá được kỷ lục châu Á là đã có thể vào được Đại học Yến Kinh rồi. Hơn nữa, còn được miễn toàn bộ học phí, có học bổng toàn phần, được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Võ Quang Trung kích động vỗ bàn nói. Lão già này kích động như vậy cũng có nguyên nhân. Vì, hiện tại ở Bắc Kinh có một trường có thể đối địch lại Đại học Yến Kinh, tên là Trường Đại học Hoa Thanh. Hai trường đại học đều tự cho mình là đứng đầu trong nước. Tuy nhiên, nhiều năm tranh chấp vẫn chưa ngã ngũ, lãnh đạo hai trường đại học đều âm thầm so tài, tranh đoạt những sinh viên có phẩm chất là nhiệm vụ hàng đầu của họ. Nếu Tuyết Hồng vào trường, có thể đạt được chức vô địch châu Á. Mà người này còn do Võ Quang Trung phát hiện ra. Không cần nói đến thể diện của nhà trường, mà còn quẳng cho Đại học Thanh Hoa cá bạt tai. Bá nhạc Võ Quang Trung này cũng sẽ nở mày nở mặt. Nói không chừng còn được thăng chức. Sáng hôm sau, 9 giờ. Diệp Phàm đưa Tuyết Hồng đến Đại học Yến Kinh. Diệp Phàm dừng xe trước văn phòng. Võ Quang Trung sớm tươi cười hớn hở đem vài cán bộ chạy tới. Sau khi bắt tay, Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn, thấy một tấm băng rôn treo ngang, hoan nghênh chủ nhiệm văn phòng Trung ương Diệp đến điều tra chỉ đạo công tác trường chúng tôi. Chỉ đạo con em các người ấy,
Diệp Phàm trong lòng khinh bỉ. Sau khi Võ Quang Trung giới thiệu mới biết được những cán bộ này đều là lãnh đạo bên Chiêu Sinh. Diệp Phàm cảm nhận được nhiệt độ từ tay họ truyền đến, xem ra, đối với vị trí đặc biệt của hắn người ta cũng tương đối cung kính đấy chứ. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng sẽ không vạch trần bọn họ. Vẫn cùng Võ Quang Trung đi dạo trường học một vòng, cũng chỉ trò nói vài câu. Sau đó, biểu hiện của Tuyết Hồng đương nhiên làm cho mấy lão này nghẹn họng nhìn chân chối. Hơn nữa, cả đám ai nấy cũng vô cùng phấn khởi. Biểu hiện của Tuyết Hồng cũng quá tuyệt vời, mấy lão già này lập tức đồng ý để Tuyết Hồng trúng tuyển đặc biệt. Hơn nữa, còn được học bổng toàn phần, đãi ngộ hậu đãi. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải không liên quan đến Võ Quang Trung. Buổi tối, đồng chí Thiên Thông đương nhiên cũng vô cùng hào phóng. Mở tiệc chiêu đãi Diệp Phàm cùng với các thực khách tại khách sạn Hoàng Thành một nơi xa hoa, tràn đầy khí thức cổ sức tại chốn thủ đô này. Dĩ nhiên, khi thanh toán khóe miệng đồng chí Thiên Thông sệ xuống. Nhìn tờ bill ngẩn ngơ một hồi, trừng mắt nhìn giám Diệp Phàm, Thiết Chiêm Hùng, Trương Cường rồi mới móc ví ra. May là mang đủ, thằng này tức giận quẳng hơn 18.000 ra, phát hiện túi tiền của mình cũng cạn khô. Ăn cho chết mấy người đi, đồ con rùa một. Đồng chí Thiên Thông rủa thầm một câu. Đồng chí Tiểu Thiên nói gì vậy? Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Thiên Thông, vẻ mặt hòa nhã tươi cười. Nói cái rắm. Thiên Thông tức giận hừ một tiếng. Nhìn kìa, đau lòng rồi đúng không? Tai Diệp Phàm sớm đã nghe thấy. Anh đúng là keo kiệt. Tuyết Hồng bất mãn hừ một tiếng. Thiên Thông anh mà là người như vậy sao? Em à, em suy nghĩ nhiều quá. Anh chỉ ngại vì họ tiêu ít quá. Cho nên, không hài lòng ấy mà. Đồng chí Thiên Thông ưỡn ngực, tràn đầy khí khái đại gia. Vậy thì tốt rồi, anh em chúng tôi cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi việc tiêu tiền. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Lão Thiết một cái, nói. Nghe nói ở Vượng Vọng Công Quán tiêu tiền gấp ở Hoàng Thành N lần. Ở đó dựa vào thẻ hội viên luận cấp bậc, không phải cấp thứ trưởng thì không thể vào, tài sản của anh mà không trên 1 tỷ cũng không được vào đấy. Vừa lúc, lần trước Nhất Độ có đưa cho một tấm thẻ hội viên. Nếu đồng chí Tiểu Thiên có lòng với em gái như vậy, chúng ta đành giúp anh ấy tiêu tiền nhỉ, đi karaoke thôi. What, còn có chỗ đắt hơn Hoàng Thành á? Cặp mắt Thiên Thông trợn lên. Kỳ thực, đối với việc tiêu tiền này, đồng chí Tiểu Thiên đúng là gà mờ. Ha ha, cũng không đắt lắm đâu. Nghe nói một chai rượu Tây đâu có 30-40 ngàn, trà điểm tâm chúng ta không cần chọn rồi. Đám anh em chúng ta ai cũng biết uống rượu, mỗi người uống 3-4 chai chắc cũng không khó đâu nhỉ. Lang Phá Thiên vẻ mặt gượng cười. Các người đi chết đi, mỗi người 3-4 chai không phải mất mấy trăm ngàn sao. Hơn nữa, nhiều người như vậy, chắc chắn không dưới mấy trăm ngàn. Không đi, không đi, ông đây không có tiền. Muốn đi trừ phi mấy người bỏ tiền đi. Thiên Thông lắc đầu. Anh không thương em hả? Tuyết Hồng bĩu môi. Bất mãn trừng mắt nhìn đồng chí Thiên Thông. Sao lại nói vậy, anh không thương em thì thương ai, chẳng lẽ thương hắn sao? Thằng nhóc này tâm địa gian dảo lắm, đừng để bề ngoài của hắn làm mê muội. Thiên Thông chỉ vào Diệp Phàm hừ nói. Anh Diệp là ân nhân của em, mời có bữa cơm anh cũng tiếc. Mời đi hát anh không đi, trong mắt anh căn bản không hề có em mà. Tuyết Hồng nói. Anh không có tiền, cái chỗ đó nghe nói mấy trăm ngàn lận. Anh kiếm đâu ra? Lúc trước mẹ nuôi đã dặn là anh không được lấy tiền nhà nước. Em cũng biết anh rất nghe lời mà đúng không? Mẹ nuôi cho anh mấy trăm ngàn, anh đã xài hết mất rồi. Thiên Thông nói. Tiểu Thiên, có muốn kiếm tiền không? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên muốn, không có tiền sao sống được? Thiên Thông nói. Vậy thì được, tôi đưa trước cho anh 1 triệu, coi như là tiền lần sau đi làm việc riêng, đến khi làm xong rồi. Sẽ được trích phần trăm nhiều hơn. Diệp Phàm nói. Gạt tôi à, ai tin chứ? Có chuyện tốt như vậy anh đã đi từ sớm rồi, đâu đến lượt Thiên Thông tôi. Thiên Thông nói. Thật đấy, chúng tôi đã 2 lần đi làm với anh Diệp rồi. Mỗi người cũng được vài triệu. Lúc này, Trương Cường nói. Thật à? Hai mắt Thiên Thông mở to. Thật. Thiết Chiêm Hùng gật đầu, Thiên Thông không tin. Đưa tay ra nói. Đưa trước 1 triệu đây, tối nay ông đây chơi liều luôn. Chúng ta đi hát karaoke. Diệp Phàm đương nhiên cũng lưu manh, lập tức đưa ra tờ chi phiếu. Quái,
hình như anh chuẩn bị từ trước, có âm mưu à? Thiên Thông không ngu, vừa cầm chi phiếu vừa nói. Ha ha, mua bán tự do, anh thấy tôi có âm mưu thì đừng có lấy tiền. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Được rồi, người nghèo chí ngắn, ai bảo Thiên Thông tôi thương em gái mình chứ? Thiên Thông vội nhét chi phiếu vào ví. Có lời, kiếm được một cao thủ siêu cấp, Diệp Phàm trong lòng thầm vui mừng. Dĩ nhiên, sau khi ra khỏi Vượng Giác công quán, số tiền 1 triệu của đồng chí Thiên Thông kia chỉ còn lại một nửa. Mẹ nó, cái đám rùa ăn tươi nuốt sống mình, may là chỉ có một em gái, có vài đứa em gái chắc ông đây đổ nợ. Đồng chí Thiên Thông không kìm nổi, mắng.